Trục Nguyệt nói, khả năng hắn thật có chút bản lĩnh đâu. Nàng đối Tạ Xuân Lôi có chút thất vọng, liền vấn đề đơn giản như vậy cũng nhìn không ra, bọn hắn hướng cảnh sát cung cấp manh mối về sau, cảnh sát hẳn là cũng tướng Hứa Thuần Lương liệt vào đối tượng hiểm nghi, để hắn tới có phải là vì quan sát nhất cử nhất động của hắn, từ đó phán đoán hắn cùng sự kiện lần này có không quan hệ. Hoa Trục Nguyệt gõ gõ khói bụi nói, ta đi chiếu cố hắn. Thông qua hình ảnh theo dõi, có thể nhìn thấy Hứa Thuần Lương đã xuất hiện tại quán ba trong đại sảnh, hắn cùng Lục Kỳ tìm bàn lớn ngồi xuống, ngay tại chút rượu nước. Lục Kỳ quan sát đến tình huống chung quanh, tại dạng này ánh đèn hoàn cảnh hạ rất khó nhìn rõ quý khách biểu lộ, hắn đứng dậy đi bốn phía đi dạo, điều tra một chút hiện trường có hay không dị thường. Hứa Thuần Lương liếc nhìn rượu đơn, sau lưng vang lên một cái dễ nghe nữ bên trong âm nói, nghĩ uống gì tùy tiện điểm, ta mời. Hứa Thuần Lương không cần quay đầu lại liền biết là ai tới. Hoa Trục Nguyệt mặc màu xám bạc váy dài, đầu vai hất lên một kiện màu đen hóa trang, đi vào Hứa Thuần Lương đối diện ngồi xuống, trên người nàng mang theo một cỗ nữ cường nhân già dặn khí chất, nhưng là lại có loại đặc biệt mị phong vận, trời sinh điều kiện ưu việt, lại thêm am hiểu mặc dựng, cương nhu hai loại phong cách áo ở trên người nàng phối hợp đến cư nhiên như thế cân đối. Hứa Thuần Lương hướng nàng cười cười, không có ý tứ, vị trí này có người. Hoa Trục Nguyệt xem thường cười một tiếng, người cảnh sát kia a, tuần tra đi. Nàng lấy ra thuốc lá mở ra sau khi đưa cho Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương lắc đầu, sẽ không. Hoa Trục Nguyệt nói, hiện tại nam rất ít người có sẽ không hút thuốc, nhất là các ngươi làm thầy thuốc, ngũ độc đều đủ. Hứa Thuần Lương nhìn nhìn nàng, người có phải hay không đối bác sĩ có hiểu lầm gì đó. Hoa Trục Nguyệt cầm lấy diêm, không đợi nàng hoạch sáng diêm, Hứa Thuần Lương đã xuất ra bật lửa giúp nàng đốt thuốc. Hoa Trục Nguyệt hít một hơi thuốc lá, không hút thuốc lá mang theo trong người bật lửa có hai loại người, một loại là nghĩ giết người phóng hỏa, một loại là chuẩn bị thời thời khắc khắc nịnh bợ lãnh đạo. Hứa Thuần Lương nói, ta miễn cưỡng có thể tính cái sau. Ta liền biết, Hoa Trục Nguyệt đánh giá Hứa Thuần Lương, cái này chỗ tuyệt đối không phải người bình thường, liền nàng đều nghe nói Hứa Thuần Lương xâm nhập Ân Hằng chế dược đau nhức tập đoàn tổng giám đốc sự tình. Hứa Thuần Lương thủ đoạn nàng thế nhưng là đích thân thể nghiệm qua. Không thể nghiệm vẫn còn, thể nghiệm qua kia lần về sau, loại kia ăn mòn xương tư vị, đến nay khó mà quên. Kia tuyệt không phải phổ thông xoa bóp, Hoa Trục Nguyệt sau đó chuyên môn xoa bóp trung tâm tìm cái cao cấp kỹ sư thể nghiệm một chút, mặc dù đối phương thủ pháp cũng không tệ, nhưng là căn bản tìm không thấy Hứa Thuần Lương mang cho cái loại cảm giác này. Hoa Trục Nguyệt cho rằng về sau sẽ không còn làm đủ bộ bảo vệ sức khỏe, bởi vì không có khả năng lại có người có thể siêu việt Hứa Thuần Lương thủ pháp. Phục vụ viên đưa tới nguyên một bình núi kỳ 15 năm, phối hợp thùng băng, cùng hai cái whisky nghe hương chén. Hoa Trục Nguyệt đợi nàng ngược lại tốt rượu, ra hiệu nàng không cần đứng ở một bên, bưng ly rượu lên nói, lang băm, chúng ta cạn một chén. Hứa Thuần Lương nhìn không được bật cười, còn là lần đầu tiên nghe người khác xưng hô như vậy mình, cùng với nàng đụng đụng chén rượu, ừng ực uống xong. Hoa Trục Nguyệt cho rằng đây là tại châu ăn mẫu đơn, cầm rượu lên bình cho hắn thêm đầy. Uống rượu Tây không cần thiết vội như vậy, người có thể tế phẩm một chút trong đó hương khí, có mạch mầm hương, than bùn vị. Hứa Thuần Lương nói, tế phẩm càng uống không trôi, một mùi nước tiểu. Hoa Trục Nguyệt bởi vì hắn trên mặt có chút phát sốt, còn tốt trong quán rượu ánh đèn rất tốt che giấu điểm này, nàng cho rằng Hứa Thuần Lương là ở trong tối đâm trào phúng chính mình. Hoa Trục Nguyệt không có sinh khí, lộ ra vô cùng rộng lượng, sự tình lần trước thực sự không có ý tứ. Biểu mỗi người tại chúng ta quán ba gặp được phiền phức, là chúng ta không có kết thúc bảo vệ tốt khách nhân an toàn trách nhiệm, ta đối người phụ trách nơi này đã tiến hành xử lý. Người so cái kia Tạ Xuân Lôi có cách cục, khó trách có thể làm lãnh đạo của hắn, bất quá hắn phạm vào nhiều như vậy sai lầm, người còn tiếp tục lưu dụng hắn, chứng minh lãnh đạo của ngươi năng lực cũng vô cùng bình thường. Hứa Thuần Lương có ý tứ là Hoa Trục Nguyệt xử lý đến còn chưa đủ cường độ. Hoa Trục Nguyệt nở nụ cười. Ngươi thật giống như đang giáo huấn ta à? Hứa Thuần Lương nói, không dám, ta chỉ là luận sự, cho ngươi một cái lời khuyên, biết vì sao lại có người cho các ngươi đưa thư đe dọa. Cũng là bởi vì các ngươi quản lý bên trên tồn tại rất lớn lỗ thủng, nếu như trễ sửa lại, sớm tối còn phải xảy ra chuyện. Hoa Trục Nguyệt nói, ngươi thật giống như rất hiểu quản lý sao? Hứa Thuần Lương nói, ta trước mắt là Nguy Sơn Đảo Bệnh viện viện trưởng, thủ hạ hơn mấy trăm người. Hoa Trục Nguyệt cười đến càng phát ra vui vẻ, Hứa Thuần Lương có ý tứ là hắn quản được người cũng không so cái quán ba này ít. Hoa Trục Nguyệt nói,
Như người thấy, quán ba là cái ngư long hỗn tạp địa phương, các mặt đều muốn liên hệ, một phương diện muốn tuân thủ luật pháp, một phương diện còn phải đề phòng kẻ xấu nháo sự, vô luận cái nào khâu xảy ra vấn đề, mỗi ngày đều khả năng xảy ra chuyện. Tạ nhìn Lôi một mực làm được cũng không tệ lắm, Đông Châu bên này hiệu quả và lợi ích tại toàn bộ Bình Hải xếp hạng thứ nhất, cho nên công ty tạm thời không có sa thải hắn lý do. Các ngươi làm được là hợp pháp sinh ý sao? Đương nhiên, Hoa Trục Nguyệt cho rằng Hứa Thuần Lương tra hỏi bản thân liền tồn tại lớn lao thành kiến. Hứa Thuần Lương nhìn qua dần dần điên cuồng sân nhảy, thở dài nói, có thể là ta nghĩ nghĩ tương đối bảo thủ, ta cảm thấy nơi này làm sao như vậy không đứng đắn đâu. Múa dẫn đầu tiểu tỷ tỷ y phục mặc đến có chút ít, xiết đến có chút gấp, múa nhảy quá yêu đốt, bất quá tại đương kim thời đại không cảm thấy kinh ngạc. Giống như ngươi người trẻ tuổi có rất ít tư tưởng như vậy cổ xưa, đơn giản chính là mục nát. Hoa Trục Nguyệt có chút bất mãn, đều là hắn ý nghĩ này, bọn hắn quán ba đừng muốn kiếm tiền. Hứa Thuần Lương uốn nắn, ta đây là truyền thống, Trung Hoa Mỹ Đức ngươi hiểu không? Hoa Trục Nguyệt nói, người trẻ tuổi nên có thanh xuân sức sống. Hứa Thuần Lương nói, cần thanh xuân sức sống, có thể luyện quyền múa kiếm A, không được nữa cưỡi ngựa bắn trước, không nhất định không phải mặc ít như thế, vặn eo bầy mới gọi sức sống A. Hoa Trục Nguyệt nói, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy đẹp mắt? Hứa Thuần Lương nói, phụ nữ đàng hoàng có rất ít trường hợp công khai nhảy loại này vũ đạo, loại này múa không phải nên trong nhà nhảy cho thích người thưởng thức sao? Tại trước công chúng, chúng mục phía dưới nhảy loại này vũ đạo, chính là có tổn thương phong hóa. Xã hội tập tục chính là bị các ngươi dạng này vô lương thương gia cho làm hư. Hoa Trục Nguyệt lạnh lùng nhìn qua tiểu tử này, hắn biết mình là người nào không? Lan Hoa Môn bên trong, lại có mấy cái dám đối với mình ngang ngược chỉ trích, ai cho hắn lá gan, vậy mà phê bình mình. Nàng cũng không cho rằng Hứa Thuần Lương truyền thống, người này rõ ràng đang cố ý gây chuyện. Dạng này khiêu vũ lại không phạm pháp, quốc gia cũng không có minh lệnh cấm chỉ a. Các ngươi là không phạm pháp. Nhưng các ngươi cái này thuộc về gần, loại hành vi này sẽ làm hư tiểu bằng hữu. Ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta nơi này trẻ vị thành niên xin miễn đi vào. Hoa Trục Nguyệt bị cái này tạo thành công nâng lên hỏa khí. Trong quán rượu truyền đến một trận reo hò, DJ bắt đầu kéo theo bầu không khí, thân eo xoay đến cùng chạy bằng điện tiểu mã đạt, không khí hiện trường theo kịch liệt tiết tấu cấp tốc bị đẩy hướng một cái độ cao mới. Hứa Thuần Lương lưu ý một ít thời gian 8 giờ 50 phút. Khoảng cách thư đe dọa báo trước 9 điểm còn kém 10 phút chuông, hắn rất muốn nhìn một chút cái này thừa cơ lừa gạt ra hỏa rốt cuộc có thủ đoạn gì. Từ lần trước quán ba xảy ra chuyện về sau, tiến hành toàn diện tiêu diệt, diệt trùng bắt chuột, có thể làm được đều làm, Hoa Trục Nguyệt thậm chí cho rằng trọng trang về sau quán ba liền một con ruồi đều không bay vào được. Hy vọng lần này thư đe dọa sự kiện chỉ là một cái đùa ác, SEVENSTAR sinh ý cơ sở cho dù tốt, cũng không chịu nổi một lần nữa giày vò. Nếu như lại phát sinh lần trước sự kiện, chỉ sợ quán ba liền sẽ cho tất cả khách hàng lưu lại tâm lý âm hình, ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngày sau khách hàng. Hứa Thuần Lương nhìn ra Hoa Trục Nguyệt có chút khẩn trương, chủ động giơ ly rượu lên nói, uống rượu có trợ giúp buông lỏng tâm tình. Hoa Trục Nguyệt lắc đầu, không có gì có thể khẩn trương, có nhiều như vậy cảnh sát, ta không tin có người còn dám nháo sự. Hứa Thuần Lương nói, hòa khí sinh tài là có đạo lý, tuyệt đối không nên đắc tội với người. Hoa Trục Nguyệt nói, nghe giống như ngươi đang uy hiếp ta a. Hứa Thuần Lương uống một hớp rượu, cảnh sát đều chứng minh ta là trong sạch. Vậy tại sao để ngươi đến? Hoa Trục Nguyệt vừa nói chuyện một vừa nhìn điện thoại, thời gian đã đến 9:01, hiện trường nhìn cũng không khác thường, chưa từng xuất hiện ngày đó tình huống, có lẽ chỉ là một kiện phô trương thanh thế đe dọa thời gian, Hoa Trục Nguyệt dần dần yên lòng. Lục Kỳ hướng bên này đi tới, xa xa cùng Hứa Thuần Lương giao hội một chút ánh mắt. Từ trước hết thảy bình thường, dựa theo bọn hắn kế hoạch hành động, lần hành động này sẽ kéo dài đến muộn 11 giờ, bảo đảm đêm nay không có có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Trong quán rượu đắm chìm trong cuồng nhiệt bên trong nam nam nữ nữ đối chung quanh đang tiến hành hết thảy không có chút nào phát giác, trên sân khấu DJ múa đến càng điên cuồng lên, quanh thân sóng cả chập trùng. Đột nhiên nàng tại trên sân khấu hét lên một tiếng, thẳng tắp ngã xuống. Vây sân khấu người xem cho là nàng là tại hoàn thành một hạng độ khó cao biểu diễn, từng cái phối hợp phát ra điên cuồng tiếng thét chói tai. Hứa Thuần Lương lại nhíu mày, đều mẹ nó cùng có bệnh, hắn bỗng nhiên ý thức được vị kia DJ ngã xuống đất tư thế không đúng. Trên sân khấu nhân viên công tác cái thứ nhất phát hiện dị thường, bước nhanh chạy tới, Hoa Trục Nguyệt cũng ý thức được tình huống không đúng, đột nhiên đứng dậy.
DJ nằm tại trên sân khấu, tay chân không ngừng rút, sắc mặt tái xanh, miệng sùi bọt mép, mấy tên cảnh sát tướng sân khấu bảo vệ, để quần chúng vây xem lui lại, để nhân viên công tác mở đèn lên chỉ riêng cùng cửa sổ, để không khí mới mẻ lưu thông tiến đến. Hoa Trục Nguyệt bên trong bắt đầu lo lắng, nên tới Thủy Chung vẫn là tới, nàng hướng Hứa Thuần Lương nhìn thoáng qua, Hứa Thuần Lương mở ra hai tay, biểu thị cùng mình không có bất cứ quan hệ nào. Hoa Trục Nguyệt đã không để ý tới hắn, đứng dậy đi xử lý cái này đột phát tình trạng, để nhân viên công tác tại cảnh sát hiệp trợ hạ sơ tán hiện trường người xem, liên hệ xe cứu thương tới cứu giúp. Hiện trường cũng không bác sĩ, Tạ Xuân Lôi nhìn qua DJ rút dáng vẻ, nàng khả năng phạm vào chứng động kinh bệnh. Lục Kỳ vẫn là hiểu một chút y học thường thức, tại cấp cứu bác sĩ chưa đến trước khi đến, trước giải khai người bệnh gấp áo, trừ bỏ giày của nàng, lấy xuống tai nghe của nàng. Lấy xuống nàng tai nghe sát na, một con màu đen nhện bò ra, tốc độ cực nhanh, hướng Lục Kỳ thúc hạ tới gần, mắt thấy là phải leo đến trên chân của hắn, Lục Kỳ giật nảy mình, lúc này một đạo hàn mang hiện lên. Một cây kim châm cứu chuẩn xác không sai lầm đâm vào con nhện kia thân thể, lại là Hứa Thuần Lương kịp thời xuất thủ, hắn dùng kim châm cứu đâm xuyên qua con kia nhện. Cân nhắc đến chung quanh nhiều người, không muốn gây nên quá quan tâm kỹ càng, không có lựa chọn phi châm bắn giết, mà là khom người xuống cầm kim châm cứu trực tiếp chọc lấy đi vào, đã liền như thế, cái này độ chính xác cũng đầy đủ kinh người, một châm liền đem nhện xuyên thủng, nhện chết cũng không hàng, bát tự chân vẫn đang liều mạng vung vẩy giãy giụa. Cái này nhện thân dài hẹn 1 cm, bao quát chân dương ước chừng 4 mm khoảng chừng, phần bụng hiện lên sáng màu đen, cũng có một cái màu đỏ đồng hồ cắt trạng ban nhớ. Đây là một con ở giữa ban khấu nhện, nọc độc có kịch liệt độc tính, là nổi danh thế giới kịch độc nhện một trong, bởi vì loại này nhện giống cái tại kết hợp sau lập tức cắn chết giống được phối ngẫu, bởi vậy dân gian xưng là hắc quả phụ. Hứa Thuần Lương tại người bị thương đầu vai cùng phần lưng phát hiện 3 khu vết thương. Vết thương đỏ lên chung quanh đã khởi một vòng hưởng bệnh sởi. Hứa Thuần Lương lấy ra một viên hóa độc đan nhét vào người bị thương trong miệng. Hóa độc đan mặc dù không phải nhằm vào hắc quả phụ giải dược, nhưng là có thể trì hoãn độc tính phát triển, phòng ngừa quá sớm xuất hiện độc khí công tâm. Dựa theo đương kim đối chất kháng sinh mệnh danh tiêu chuẩn, có thể xưng là tác dụng rộng kháng độc thuốc. Hôm nay hắn cũng coi như đến có chuẩn bị, suy tính được tương đương chu toàn. Hứa Thuần Lương cúi đầu quan sát một chút người bị thương tình huống. Người bệnh hô hấp dồn dập, thần trí mơ hồ. Đưa tay bắt mạch, phát hiện người bị thương mạch tượng khiêu động tần suất làm loạn vô tự, chợt nhanh chợt chậm. Mạch đang nhảy 4 đến 7 lần về sau liền sẽ phát sinh tạm thời đình chỉ, vừa đi vừa về lặp đi lặp lại tuần hoàn, cái này tại trung y bên trên xưng là tước mạch, là điển hình triệu chứng trúng độc. Người bị thương mạch tượng trong thời gian ngắn lại phát sinh cải biến, mạch đập khoảng cách càng ngày càng dài, 1 phút đồng hồ nhảy lên chỉ có 30 lần tả hữu. Tựa như phòng ốc tích thủy không sai biệt lắm, loại này mạch tượng là phòng bị rột mạch. Hứa Thuần Lương nhíu mày, cái này hắc quả phụ độc tính thật đúng là rất mạnh, nếu như tùy ý độc tố tại người bị thương thể nội liên miên không dứt, sợ nàng trèo trống không đến nghĩ cách cứu viện nhân viên đến thời điểm. Hắn để Hoa Trục Nguyệt cầm cương liệt rượu cùng nghe hương chén tới, trong khoảng thời gian này, hắn lấy ra mang theo người túi châm, từ đó rút ra một chi mai hoa châm thuộc về làn da châm một loại. Châm chui một mặt chứa 7 viên nhỏ châm. Sớm nhất mai hoa châm, là dùng 7 cái tú hoa châm buộc chặt thành buộc, kẹp ở đũa trúc đỉnh, để mà đánh làn da, châm giấu vết thất khổng một tổ, dáng như thất tinh lại như hoa mai, tên cổ lại xưng thất tinh mai hoa châm. Mai hoa châm là bụi châm cạn đâm pháp, là tập hợp nhiều chi đoạn châm cạn đâm người thể cái nào đó bộ vị cùng đặc biệt lục đạo phương pháp châm cứu. Hứa Thuần Lương hiện tại sử dụng mai hoa châm là công nghệ hiện đại chế tác đặc thù châm hình. Cùng đi qua hình dạng có chỗ khác biệt, nhưng là công năng nói chung giống nhau. Hứa Thuần Lương lấy mai hoa châm đập nện chỗ đau, gắng đạt tới châm châm thấy máu, chỗ đau chảy máu về sau, lợi dụng độ cao rượu lấy tránh hỏa pháp cấp tốc nướng nghe hương chén nội bộ, lấy ở giữa hương chén thay thế nhổ bình hút lại vết thương. Nhổ lửa bình tại trung y liệu pháp bên trong có được lịch sử lâu đời, cho tới bây giờ vẫn rộng làm người biết, là một loại coi là công cụ, lợi dụng đốt lửa, hút không khí các loại phương pháp sinh ra phụ ép. Làm cho hấp thụ tại bên ngoài thân, tạo thành cục bộ tụ huyết, lấy đạt tới thông kinh linh hoạt, hành khí lưu thông máu, tiêu sưng giảm đau, khử gió tán lạnh tác dụng. Hứa Thuần Lương là người bị thương nhổ bình mục đích là lợi dụng bình thể sinh ra phụ đè xuống hút ra bị nọc độc lây nhiễm huyết dịch, tận khả năng thanh lý ra nọc độc, giảm bớt tiến vào người bị thương thể nội khả năng, từ đó đạt tới chậm lại người bị thương triệu chứng, là tiếp xuống nghĩ cách cứu viện chiếm được thời gian.
mọi người chung quanh thế mới biết Hứa Thuần Lương muốn nghe hương chén mục đích thực sự, không thể không bội phục người này kỳ tư diệu tưởng, dùng chén rượu đương nhổ bình, đi qua đừng nói chưa thấy qua, căn bản chính là chưa từng nghe thấy. Cao thủ chân chính trong mắt, bất kỳ cái gì khí cụ hạ bút thành văn đều có thể xung làm chữa bệnh công cụ, trên một điểm này tới nói, trung y so tây y càng thêm biến báo. Hương chén sinh ra cường đại phụ ép từ trong vết thương rút ra không ít máu độc, đồng thời cũng ngăn cản độc tố tiếp tục hướng chung quanh khuếch tán. Người bị thương tay chân chấn bỗng nhiên đã đình chỉ, hô hấp của nàng cũng bắt đầu trở nên đều đều, nhịp tim tốc độ bắt đầu tăng trở lại, cái này chứng minh trái tim của nàng công có thể bắt đầu đạt được khôi phục. Cấp cứu nhân viên chạy tới thời điểm, người bị thương tình huống từ từ ổn định. Hiệp trợ cấp cứu nhân viên tướng người bị thương nhặt bên trên cáng cứu thương, Hứa Thuần Lương đơn giản kể một chút tình huống, kỳ thật cho người bị thương ăn vào hóa độc đan về sau, tính mạng của nàng hẳn là không có vấn đề gì, tiếp xuống cứu giúp hắn cũng không cần hỏi đến, hăng quá hóa dở, nhúng tay quá nhiều ngược lại khả năng đưa tới càng nhiều hoài nghi. Lục Kỳ cẩn thận tướng con kia chết đi hắc phụ nhện thu nhập vật chứng túi, Hứa Thuần Lương dùng để đâm chết hắc phụ kim châm cứu đã cần phải làm chứng vật tồn tại, hắn đặc địa hướng Hứa Thuần Lương nói rõ một chút. Hứa Thuần Lương đối với cái này tỏ ra là đã hiểu, đem vừa rồi cho người bị thương đâm máu dùng đến mai hoa châm cũng đưa cho hắn, hắn hôm nay sở dĩ đến chính là muốn chứng minh trong sạch của mình, phối hợp cảnh sát phá án là mỗi một cái công dân nghĩa vụ. Cảnh sát đối hiện trường tiến hành loại bỏ, loại này hắc quả phụ độc tính cực mạnh, nhưng là có rất ít không phải người công khống chế hoàn cảnh bên trong xuất hiện đưa tin, nói cách khác cái này hắc quả phụ khả năng rất lớn là người vì phóng thích. Cảnh sát đề nghị quán ba ngừng kinh doanh tra rõ, hiện tại rất khó cam đoan trong quán rượu không có cái khác độc trùng, tại trước mắt nằm trong loại trạng thái này kiên trì kinh doanh, là đối đại chúng không chịu trách nhiệm hành vi. Quán ba phương diện tiếp nhận đề nghị, quyết định tiếp tục ngừng kinh doanh, bọn hắn chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là cảnh sát vì bọn họ giữ bí mật, tuyệt đối không nên đem hắc quả phụ cắn bị thương nhân viên sự tình tiết lộ ra ngoài, nếu như chuyện này bị bạo. Như vậy SEVENSTAR cũng chỉ còn lại đóng cửa cái lựa chọn này. Đêm đó hành động kết thúc về sau, bệnh viện bên kia cũng truyền tới tin tức, sóng tổn thương DJ đã tỉnh lại, tình trạng tốt đẹp, từ tình huống trước mắt đến xem, kỳ nguy hiểm đã vượt qua. Hoa Trục Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, mặc dù cuối cùng vẫn là phát sinh ngoài ý muốn, nhưng cũng may kết cục cũng không tính xấu. Cảnh sát thu đội, Hoa Trục Nguyệt tự mình đưa cảnh sát nhân viên lên xe. Nàng hướng Hứa Thuần Lương nhìn thoáng qua, Hứa Thuần Lương vừa vặn cũng hướng nàng nhìn lại, Hoa Trục Nguyệt lộ ra vẻ tươi cười, trong lòng minh bạch, Hứa Thuần Lương kịp thời xuất thủ hóa giải quầy rượu nguy cơ. Đưa mắt nhìn cảnh sát cỗ xe rời đi, Tạ Xuân Lôi đi vào Hoa Trục Nguyệt bên người, lo lắng nói, Hoa tỷ, tiếp tục như vậy, chúng ta sinh ý liền triệt để không kết quả. Hoa Trục Nguyệt nói, mọi thứ không thể nóng vội, đêm nay nếu là cái kia DJ chết rồi, nơi này sinh ý mới hoàn toàn không kết quả. Tạ Xuân Lôi nói, ta hoài nghi chuyện này cùng tiểu tử kia có quan hệ. Hoa Trục Nguyệt nhíu mày, vừa mới nếu như không phải hắn xuất thủ cứu giúp, DJ có lẽ cứu không trở lại. Không có người sẽ làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, Hoa Trục Nguyệt tận mắt nhìn thấy Hứa Thuần Lương cứu người toàn bộ quá trình, đối với hắn đã không có hoài nghi. Hắn hẳn là ý thức được cảnh sát hoài nghi hắn, cho nên cố ý làm một màn này vừa ăn cướp vừa la làng để rửa sạch hiềm nghi. Càng là như thế càng là đáng giá hoài nghi. Hoa Trục Nguyệt nhìn hắn một cái giấu giếm nói, đi qua không có phát hiện ngươi thông minh như vậy a. Tạ Xuân Lôi không nghe ra trong lời nói của nàng trào phúng, xu nịnh nói, đi theo Hoa tỷ bên người lâu, tổng có thể học được một vài thứ. Hoa Trục Nguyệt suy nghĩ một chút nói, ngươi điều tra một chút Đông Châu gần đây khai trương cùng sắp khai trương quán bar, nhất là quy mô cùng chúng ta tương cận muốn làm thành trọng điểm, liệt tên hay đơn cho ta. Tạ Xuân Lôi nhẹ gật đầu, trong lòng thầm nói, chẳng lẽ Hoa Trục Nguyệt hoài nghi chuyện này là đối thủ cạnh tranh làm. Hắn đối với cái này cũng không tán đồng, vẫn kiên trì cái nhìn của mình. Lục Kỳ tướng Hứa Thuần Lương đưa sau khi về nhà trở về cục cảnh sát họp, Lâm đội ngay tại xuất lĩnh tổ chuyên án thành viên tiến hành tình tiết vụ án phục bàn. Bên cạnh bạch bản bên trên viết Hứa Thuần Lương danh tự, lấy hắn làm trung tâm vẽ ra mấy đầu tuyến, phân biệt dính líu mấy khởi sự kiện. Mới nhất phát sinh cùng một chỗ chính là Ân Hằng chế dược lão tổng báo án, nói Hứa Thuần Lương hướng trong cơ thể hắn nhét vào con rết sự tình, bất quá hắn đã chủ động rút lui án. Lâm đội để Lục Kỳ nói một chút đối Hứa Thuần Lương cách nhìn, dù sao bọn hắn là bạn tốt. Lục Kỳ đi đến bạch bản phía trước, đầu tiên đem Thanh Long Sơn lợi dụng Vương Cẩm Xà dẫn dụ phạm á quân án vòng ra,
vụ án này là ta chủ động tìm đến Hứa Thuần Lương, hắn trợ giúp cảnh sát phá án, cho nên ta cho rằng tướng chuyện này liệt vào suy luận chứng cứ một trong cũng không được. Lâm đội nhẹ gật đầu, Lục Kỳ gỡ xuống từ hút, tướng sự kiện gỡ ra, sau đó chỉ vào thứ hai khởi nguy sơn đảo đại hồ hồi thu công ty vụ án nói, căn cứ hai tên người hiểm nghi căn cứ chính xác cung cấp, cái này khởi vụ án cùng Hứa Thuần Lương không có quan hệ trực tiếp, bọn hắn cũng không biết Hứa Thuần Lương, chỉ là tại thời không bên trên cùng hắn có chỗ gặp nhau, ta cho rằng đem cả hai liên hệ tới vô cùng gượng ép. Hắn lại khứ trừ sự kiện này, lần này cùng Hứa Thuần Lương tương quan hình sự sự kiện đã khứ trừ một nửa. Lâm đội nói, Thịnh Chiêu Huy báo án nói Hứa Thuần Lương hướng lỗ tai hắn cùng trong lỗ mũi nhét vào ba con ngô công. Lục Kỳ cho rằng đây càng là lời nói vô căn cứ, bọn hắn đã điều tra Thịnh Chiêu Huy bệnh lịch, Đại học Y khoa phụ viện chuyên gia đều không có tra ra tương quan chứng cứ, mà lại Thịnh Chiêu Huy không lâu sau liền đã rút đơn kiện. Đối với chuyện này Thịnh Chiêu Huy vung hoảng khả năng rất lớn, rất có thể là hắn kinh hãi sau sinh ra ảo giác. Lâm đội nói, dựa theo người thuyết pháp, vụ án lần này cùng Hứa Thuần Lương không có quan hệ, chứng cứ phương diện hoàn toàn chính xác không ủng hộ, nhưng là nào có trùng hợp như vậy trên cơ bản mỗi lần hắn đều ở đây. Lục Kỳ nói, trên cơ bản mỗi lần ta cũng ở tại chỗ, vậy ta không phải cũng có hiểm nghi. Lâm đội nở nụ cười, các ngươi quả nhiên là bằng hữu a. Lục Kỳ nói, đêm nay chúng ta tướng mục tiêu đặt ở Hứa Thuần Lương trên thân, sự thật chứng minh, SEVENSTAR thư đe dọa sự kiện cùng hắn không có quan hệ, không những như thế, hắn còn xuất thủ cứu tên kia DJ. Tổ chuyên án một thành viên nói, không bài trừ hắn lợi dụng chuyện này, càng che càng lộ khả năng. Lục Kỳ nói, người vẫn là trước làm rõ ràng càng che càng lộ ý nghĩa lại nói, Lâm đội, ta cho là chúng ta điều tra phương hướng sai, Tạ Xuân Lôi cung cấp manh mối mang theo quá nhiều người thành kiến nhân tố tăng thêm lại nhiều ngẫu nhiên xảy ra sự kiện đều không thể cấu thành khoa học chứng cứ. Lâm đội như có điều suy nghĩ, hắn cân nhắc trong chốc lát nói, Lục Kỳ, Lý Trung. Tại, hai người các ngươi điều tra một chút Đông Châu gần nhất khai trương quán ba cùng hộp đêm. Còn có, cha rõ Hạ Tạ Xuân Lôi gần nhất kinh doanh tình trạng. Thứ bảy trước kia, Hứa Thuần Lương bồi tiếp ra ra cùng một chỗ ngồi xe đi Thanh Sơn khu mỏ quặng. Đông Châu quá khứ là một tòa tài nguyên hình thành thị, kiến quốc về sau, có trăm dặm than đá hải chi xưng Đông Châu tính gộp lại sinh than đá 1 tỷ tấn, là Bình Hải tỉnh phát triển kinh tế làm ra cực kỳ trọng yếu cống hiến. Nơi đó công nghiệp kết cấu, bách tính sinh hoạt, đều lấy than đá là nguyên, kéo dài tới sinh sôi. Nhưng mà theo than đá khô kiệt, đã từng trụ cột sản nghiệp suy thoái, hóa chất, luyện kim các loại kỹ nghệ, kết cấu thiên về, sản lượng quá thừa. Mặt trái vấn đề không ngừng hiện lên, không khí ô nhiễm, thổ địa sụp đổ, cơ sở công trình lạc hậu, thành bên trong còn có đại lượng công nghiệp và khai thác mỏ khu. Đông Châu từ năm 1882 khởi đào giếng xây mỏ, nhiều nhất lúc vượt qua 250 tòa, khai thác than hãm khu cùng khai thác đá nham miệng, trở thành Đông Châu từng đạo sinh thái vết sẹo. Cùng đồng loại tài nguyên khô kiệt thành thị, Đông Châu đi tới chuyển hình quan khẩu, tiến vào thế kỷ 21 về sau, Đông Châu quốc chính phát triển lý niệm nghênh đón thành thị trùng sinh. Thanh Sơn khu mỏ quặng cũng nhập ra tùy tục, bắt đầu phát triển toàn vực du lịch, lợi dụng nơi đó hãm khu hình dạng mặt đất, khởi công xây dựng Thanh Sơn Hồ, tại sụp đổ khu trên cơ sở tiến hành cảnh quan thăng cấp cải tạo, trước mắt đã thành công hái cấp AAAA cảnh khu xưng hào. Nhưng là khu mỏ quặng vẫn có không ít công người sinh sống tương đối khó khăn, bọn hắn thuộc về xã hội tầng dưới chót, tại kinh lịch xuống cương vị, mùa đứt phong ba về sau, hơn phân nửa lấy mỏ than mà sống công nhân bị đẩy hướng xã hội, không thể không đối diện lại có nghiệp vấn đề, ở trong đó thành công chỉ chiếm số ít, đa số người đều tại ăn no mặc ấm bên trên cùng khó duy sinh. Hứa Trường Thiện cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ đi Thanh Sơn khu mỏ quặng, mỗi lần tới đều sẽ mang theo rất nhiều thuốc đông y. Miễn phí cung cấp cho một chút bệnh cũ bạn, hôm nay cũng không ngoại lệ, hai cái lớn màu đầu túi đan dệt bên trong thả tràn đầy thuốc bắc, Hứa Thuần Lương đi theo ra ra sau lưng, đánh lấy hai cái lớn túi đan dệt, nhìn xem cùng trở lại hương nông dân công giống như. Đặc thù niên đại, Hứa Trường Thiện đã từng được đưa đến nơi này cải tạo qua một đoạn thời gian, cũng bởi vậy cùng nơi đó bách tính kết thâm hậu tình nghĩa. Thời gian bay thông, bất chi bất giác đã qua gần 50 năm. Năm đó nhận biết bạn bè có không ít đã rời đi nhân thế, Hứa Trường Thiện tuổi tác cũng càng lúc càng lớn, đã không thể như quá khứ một dạng mang đến nhiều như vậy thuốc đông y, bất quá, hiện tại cũng không cần nhiều như vậy. Tại Thanh Sơn mỏ công nhân viên chức khu nhà mới lúc xuống xe, phát hiện chung quanh cũng làm lên phá dỡ, theo thành thị không ngừng đông rời, nơi này cũng đặt vào thị chính quy hoạch,
Thanh Sơn Hồ cải tạo công trình sau khi hoàn thành, rất nhiều bất động sản thương đô ở phụ cận đây cầm địa, khai phát dân trạch, một vòng mới kiến thiết ngay tại như hỏa như đồ tiến hành. Hứa Trường Thiện nhìn qua cách đó không xa tòa nhà cảm giác nói, khắp nơi đều tại xây nhà, ta liền không rõ, đóng nhiều như vậy phòng ở có làm được cái gì. Công nghiệp và khai thác mỏ sản nghiệp cũng bị mất, dân chúng ở đâu ra thu nhập? Không có thu nhập, lấy tiền ở đâu mua phòng ốc? Hứa Thuần Lương cười nói, cái này gọi sản nghiệp thăng cấp, không đào quáng có thể làm khác a. Hứa Trường Thiện thở dài, những năm 80 náo nhiệt nhất thời điểm, con đường này hai tất cả đều là làm ăn tiểu thương phiến, tiệm cơm đều mấy nhà, kéo dài hơn 200 mét, hiện tại đường phố này một chút liền có thể nhìn thấy đầu, hai không chỉ có một cái sớm một chút trải còn mở cửa. Hai người đi ra sớm, còn chưa kịp ăn cơm, Hứa Trường Thiện đề nghị đến đó ăn chút. Lão gia tử điểm nơi đó đặc sản đồ ăn bánh rán cùng mã rán, kỳ thật loại này sớm một chút Đông Châu trong thành phố cũng có bán, nhưng là bắt đầu ăn còn là không bằng nơi này địa đạo. Lúc ăn cơm tiến đến một vị chứa chim lão nhân, nhìn thấy Hứa Trường Thiện, vị lão nhân kia tranh thủ thời gian tới chào hỏi, Hứa tiên sinh, người tới rồi. Lão nhân gọi Dương Kiến Quốc, quá khứ là nơi đó một mỏ than công nhân. Hứa Trường Thiện cười nói, lão Dương, gần đây thân thể còn tốt đó chứ. Dương Kiến Quốc liên tục gật đầu, từ khi ăn ngài lần trước mở cho ta đến thuốc, bệnh bao tử liền không có phạm qua, ngài thật sự là thần y a. Hứa Trường Thiện cười ha ha, Dương Kiến Quốc mua phần sớm một chút cũng tới đến bọn hắn ngồi bên này, Hứa tiên sinh, ngài lại tới đưa a. Hứa Trường Thiện nói, có trận không có tới, nhớ kỹ mấy vị lão bằng hữu, cho nên tới xem một chút, đúng, thường xuyên cùng ngươi cùng một chỗ đánh bài lão lỗ đâu. Dương Kiến Quốc thần sắc một bồi, đi. A, lúc nào sự tình? Trung thu vừa qua khỏi, 85, vui tang. Hứa Trường Thiện để liễu để bờ môi, lão lỗ là hắn đương năm trôi qua cải tạo lúc nhân viên tạp vụ, đối với hắn phi thường chiếu cố, cũng là một vị già bệnh tiểu đường người bệnh, gia đình sinh hoạt khó khăn, Hứa Trường Thiện mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ tới xem bệnh cho hắn đưa, nghĩ không ra lần này tới đã âm dương tương cách. Dương Kiến Quốc nói, cũng không có gì có thể khổ sở, ai cũng có một ngày này. Chúng ta cái này công nhân thôn hiện tại hơn phân nửa đều là lão nhân, người trẻ tuổi đều ra ngoài đánh liều, ai còn canh giữ ở cái này rách dưới địa phương, già nhiều người, việc tang lễ mà liền nhiều. Hắn nói còn chưa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến tiếng kèn, Dương Kiến Quốc nói, tối hôm qua Ngụy lão thái thái cũng đi, người còn nhớ chứ? Hứa Trường Thiện liên tục gật đầu, nhớ kỹ, đương nhiên nhớ kỹ, Ngụy lão thái thái người đặc biệt tốt, hắn cải tạo thời điểm, còn giúp hắn bộ chăn mền, làm giày vải. Lão thái thái được bệnh viêm khớp mãn tính, cũng là hắn hỗ trợ trị liệu, lần này còn mang đến cho nàng thuốc. Hứa Thuần Lương nhìn ra bởi vì hai vị cố nhân qua đời tâm tình lớn thụ ảnh hưởng, nói tránh đi, Dương ra, chúng ta vừa mới tới thời điểm, nhìn thấy chung quanh đều tại phá rỡ. Dương Kiến Quốc liên tục gật đầu nói, cũng không phải, Thanh Sơn Hồ Bình bên trên 4A cảnh khu, nói chúng ta chung quanh nơi này đều thành gió cảnh khu, muốn xây cái gì thủy nhai. Cái gì dân tục thôn, cái này một vùng chu vi đều phải hủy đi. Hứa Thuần Lương cười nói, vậy liền đi lên phòng ở mới. Mua không nổi a, Dương Kiến Quốc lắc đầu, lúc này mới nhớ tới hỏi thăm Hứa Thuần Lương cùng Hứa Trường Thiện quan hệ, vốn cho rằng là Hứa Trường Thiện mang phải học đồ, không nghĩ tới là hắn cháu trai ruột. Đàm khởi cháu của mình, Hứa Trường Thiện tràn ngập kiêu, nói cho Dương Kiến Quốc mình bảo bối cháu trai hiện tại đã là Trường Hưng Bệnh viện phân viện viện trưởng. Đừng nhìn lão tử trong nhà giống như không có đem Hứa Thuần Lương chức vị coi thành chuyện gì to tát, có thể ở bên ngoài không ít khen hắn. Dương Kiến Quốc khen, tướng môn hổ tử, thật sự là tuổi trẻ tài cao, giữa trưa đi nhà ta ăn cơm chúng ta uống hai chén. Hứa Trường Thiện biểu thị cho bệnh cũ hào đưa xong thuốc, quay đầu liền đi. Hai người cơm nước xong xuôi, đi đầu một bước. Hứa Trường Thiện vốn là muốn đưa hai vị lão bằng hữu đều qua đời, tâm tình nhận lấy ảnh hưởng. Dọc đường Ngụy lão thái thái nhà phụ cận thời điểm, Hứa Trường Thiện xa xa nhìn thoáng qua không có quá khứ, hắn bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, mình lần sau đến lúc đó chỉ sợ những cái kia bệnh cũ bạn đều không có ở đây, kỳ thật mình có thể tới hay không còn không biết. Nhân sinh chính là như thế, luôn có người muốn đi trước, Hứa Trường Thiện lại liên tưởng đến cố hậu nghĩa mời, mặc dù điều kiện hậu đãi, thế nhưng là đi nơi nào về sau, đối diện đến tất cả đều là một bang lão nhân. Chẳng phải là mỗi cách một đoạn thời gian liền muốn đối diện loại tình huống này, làm một bác sĩ, mắt người bên cạnh từng cái chết đi, mà mình lại bất lực, cái này nên một loại như thế nào bi thương. Nghĩ tới đây,
Hứa Trường Thiện lập tức cảm thấy tẻ nhạt vô vị, hắn hướng Hứa Thuần Lương nói, Thuần Lương, khỏe mạnh bệnh viện bên kia ta không có ý định đi. Hứa Thuần Lương một chút, khỏe mạnh cho ra điều kiện không thể bảo là không hậu đãi, ra ra trước đây đã cùng bọn hắn hợp tác, vì sao lại đột nhiên cải biến ý nghĩ. Hứa Thuần Lương suy nghĩ một chút, lập tức đoán được hắn khẳng định là bởi vì hôm nay lão hữu liên tiếp qua đời bị đả kích lớn. Các lão nhân bão đoàn dưỡng lão cố nhiên có thể tương hỗ chiếu ứng, nhưng là cũng tồn tại một cái khó mà coi nhẹ vấn đề, tiến vào dưỡng lão cơ cấu liền tiến vào một cái đặc thù hoàn cảnh này ở một mức độ nào đó thoát ly bình thường xã hội, quan trọng hơn là, tuổi của bọn hắn cấu thành quyết định, bọn hắn muốn so ở gia đình bên trong càng tấp nập tiếp xúc đến tử vong. Hứa Thuần Lương nói, không muốn đi liền không đi, ta cũng không phải nuôi không nổi ngài, lại nói ngài thân thể này, hiện tại cũng không cần người chiếu cố. Hứa Trường Thiện mấp máy bờ môi, cháu trai để hắn từ đáy lòng cảm thấy an ủi, mặc dù nhi nữ đều không ở bên người, cũng không thông cảm hắn, nhưng cháu trai thật sự là tốt, hắn nhất định minh bạch mình tâm tư. Hứa Thuần Lương nói, dù sao ngài cũng không chịu ngồi yên, không bằng suy tính một chút, giúp ta chính thức một vấn đề nhỏ. Hứa Trường Thiện lập tức lắc đầu nói, sách đều đừng đề cập, ta mới không cho ngươi tìm phiền toái. Trải qua giả ký túc xá lầu số 6 thời điểm, từ bên trong đi ra tới một người, người kia thân cao thể tráng, sau lưng cõng một cái lão thái thái, lại là Thanh Long Sơn hộ lâm viên Chu Mãnh. Chu Mãnh là cõng hắn lão mụ xuống lầu phơi nắng, không nghĩ tới gặp được Hứa Trường Thiện ông cháu kinh hỉ nói, Hứa lão tiên sinh, ngài làm sao tới nơi này? Hứa Trường Thiện cười nói, người nguyên lai ở chỗ này à? Chu Mãnh nói, mẹ ta phòng ở, hắn đem lão mụ buông ra. Từ lần trước Chu Mãnh từ hồi xuân đường mở lưu thông máu nuôi xương canh, cho mẫu thân phục dụng về sau hiệu quả rõ rệt, lão thái quá nguyên bản liền phi thường kháng cự khai đao, triệu chứng làm dịu về sau càng là triệt để đoạn mất khai đao ý nghĩ. Hiện tại lão thái thái đã có thể đi bộ, nhưng là Chu Mãnh vẫn là không yên lòng nàng bên trên xuống thang lầu, mỗi lần bên trên xuống thang lầu đều là hắn cõng. Hứa Trường Thiện thưởng thức nhất đến chính là hiếu tử, hắn nhận biết Chu Mãnh thời gian mặc dù không dài, nhưng có thể đủ nhìn ra đó là cái đại hiếu tử. Lão thái thái họ Lưu, nghe nói Hứa Trường Thiện chính là cho nàng cho thuốc lão trung y, tranh thủ thời gian hướng hắn biểu thị cảm tạ, dân chúng biểu đạt cảm tạ phương thức cũng phi thường thuần phát, chính là muốn mời lão tiên sinh đi trong nhà ăn cơm. Hứa Trường Thiện nhịn cười không được, hắn biểu thị mình vừa ăn xong điểm tâm, đã gặp được, liền hỏi một chút Lưu lão thái bệnh tình. Lưu lão thái cảm giác tốt hơn nhiều, từ khi dựa theo y uống thuốc, đi qua tra tấn nàng đau đớn biến mất, phải biết trước đây nàng đau đến liền giường đều không thể đi xuống, nàng cái gì còn không sợ, liền sợ liên lụy nhi tử, Chu Mãnh đều 32, bởi vì gia đình điều kiện không tốt, đến bây giờ liền cái nàng dâu cũng không nói bên trên. Nàng lại phải như thế cái bệnh, nhìn thấy nhi tử lại muốn lên ban lại muốn chiếu cố mình, Lưu lão thái thật sự là không đành lòng, trước đây đều đã nghĩ đến chết, chết liền xong hết mọi chuyện. Cũng tiết kiệm liên lụy hài tử. Hứa Trường Thiện để nàng đi mấy bước, lão thái thái đi đường rõ ràng có chút dài chân ngắn. Xương đùi đầu hoại tử bình thường triệu chứng là xương hông khớp nối đau đớn, hoạt động nhận hạn chế, nghiêm trọng lúc nhưng xuất hiện dài ngắn chân hình, cũng chính là lâm sàng nói tới cả thọt dáng đi. Xương đùi đầu hoại tử là lâm sàng thường gặp một loại tật bệnh, bình thường tương đối khó trị, tốt phát ra chung lão niên đám người. Bình thường là bởi vì người bệnh chuyện xưa có đại lượng uống rượu, dùng lâu dài kích thích tố bệnh án, hoặc là có xương hông bộ gãy xương ngoại thương sử, đều sẽ ảnh hưởng đến xương đùi đầu huyết dịch tuần hoàn, từ đó phát sinh xương đùi đầu, xương tổ chức hoại tử, thậm chí sụp đổ một loại tật bệnh. Lúc đầu có thể khai thác giảm sức ép thực xương các loại hơi sáng tạo phương thức tiến hành xương đùi đầu bảo đảm đầu trị liệu, đối với đã xuất hiện rõ ràng sụp đổ, thì đề nghị khai thác nhân công xương hông khớp nối đổi thành thuật đến cải thiện lâm sàng triệu chứng. Hứa Trường Thiện quyết định đi trước Chu Mãnh trong nhà hỗ trợ tái khám, Chu Mãnh lại đem lão nương cõng về lầu 4 trong nhà. Lưu lão thái để Chu Mãnh châm trà chào hỏi khách Hứa, Chu Mãnh cho khách nhân ngâm hai chén hoa nhài trà đại phương, trong nhà hắn rất nghèo, có thể dùng nhà chỉ có 4 bức tường để hình dung, mẫu thân thể không tốt, cái kia chút tiền lương trên cơ bản đều hoa đang xem bệnh bên trên, nếu như không phải tình trạng kinh tế quá kém, hắn cũng sẽ không đem phụ thân lưu lại Hà Thủ Ô cho bán đi. Hứa Trường Thiện nhìn một chút Lưu lão thái gần nhất tại mỏ bệnh viện kiểm tra báo cáo, hạch từ báo cáo biểu hiện, xương hông khớp nối xương tổ chức ngay tại phục hồi như cũ. Hứa Trường Thiện đối lưu thông máu nuôi xương canh tiến hành một chút điều chỉnh, giảm bớt đương quy, diên hồ tác, dung lượng,
những này chủ yếu là lưu thông máu khử ứ giảm đau, hiện tại người bệnh đau đớn cơ bản đã toàn bộ tiêu tán, xương tổ chức cung cấp máu khôi phục bình thường, tự nhiên làm ra giảm lượng. Trần bì, úp kim, mở úp hành khí, cốt toái bổ, cây tục đoạn, nhục quế, chó sống lưng, thấu cốt thảo ôn dương ích thận, cường cân tráng cốt. Sống một mình, bạch chỉ tán lạnh lẽo ẩm ướt, tiêu sưng đau nhức, tăng lên dế nhũi cùng máu kiệt, để phòng khí huyết ngưng trệ. Bởi vì người bệnh sinh hoạt hoàn cảnh tới gần Thanh Sơn Hồ, tương đối ẩm ướt, hiện tại lại là đầu mùa đông mùa, hàn khí nặng hơn, lại tăng lên cây thương chuột cùng uy linh tiên. Người bệnh quá trình mắc bệnh đã có 5 năm lâu, bắt mạch đi sau hiện nàng mạch chìm mảnh, gấp, thước yếu bất mãn bộ, thiếu âm dương hư, thận khí hư mỏi mệt. Nhằm vào thể chất suy yếu, lại thêm hoàng kỳ, bạch thuật, nhau thai, lấy kiện tỳ khử ẩm ướt, bổ ích khí huyết. Điều chỉnh sau đơn thuốc nặng tại bổ can thận, ích khí huyết, tán lạnh lẽo ẩm ướt, ấm kinh mạch, mạnh gân cốt. Hứa Trường Thiện một bên điều chỉnh đơn thuốc, vừa hướng Hứa Thuần Lương thật thà dạy bảo. Lão gia tử cho rằng xương bệnh thuộc thận, đều bởi vì thận khí hư bại bố trí, từ người bệnh sắc mặt cũng có thể thấy được lốm đốm, sắc mặt ảm đạm, điển hình thận thủy chi sắc bên ngoài hiện. Hứa Thuần Lương đối gia gia càng phát ra kính nể, không chỉ là y thuật của hắn, càng bởi vì hắn một viên tế thế cứu nhân nhân đức chi tâm, hôm nay đến khu mỏ quặng lão gia tử cũng không phải hướng về phía tiền, cho những cái kia bệnh cũ bạn mang tới thuốc hắn tất cả đều không lấy một xu. Đương kim thời đại, giống ra ra dạng này lương tâm thầy thuốc đã không nhiều lắm. Hứa Trường Thiện là Lưu lão thái kiểm tra tứ chi về sau, biểu thị nàng hiện tại thân thể điều kiện có thể tiến hành xương hông khớp nối trở lại vị trí cũ. Bình thường bên trên giường bệnh nói tới xương hông khớp nối sai khớp, là chỉ xương đùi đầu từ xương hông dây chằng, xương chậu dây chằng ở giữa yếu kém khu thoát ra, dạng này có thể hình thành sau khớp nối túi cùng xương đùi đầu tròn dây chằng xé rách. Xương hông sai khớp chia làm trước sai khớp, sau sai khớp, trung tâm tính sai khớp, trước mắt Lưu lão thái thuộc về điển hình sau sai khớp. Thủ pháp trở lại vị trí cũ bình thường đều là tại không đau tình huống dưới tiến hành, trước mắt cũng không gây tê điều kiện, Hứa Trường Thiện trước là Lưu lão thái hành châm giảm đau. Tuân theo hạ bệnh bên trên lấy nguyên tắc, kim châm đại truy huyệt, mệnh môn, eo dương quan, đâm liệt khuyết đả thông nhâm mạch, đâm sau suối huyệt đả thông đốc mạch, bên trong quản, khí hải, đoạn đường này huyệt đạo đâm xong, đả thông hai mạch nhâm đốc. Sau đó thông thái dương, thiểu dương kinh, phân biệt lựa chọn ủy bên trong, bên ngoài khâu, kim môn. Sau đó thông tạng phủ bao quát thận du cùng bàng quang du. Sau cùng trình tự là thông nguyên thần, lựa chọn bách hội, ấn đường, thần môn hạ châm. Hứa Thuần Lương một bên nhìn qua ra ra hành châm, lão gia tử mặc dù lớn tuổi, thế nhưng là hành châm thời điểm thủ pháp y nguyên vững vàng tinh chuẩn. Tại y học Trung Quốc bên trong rồng là 9, hổ là 6, rồng chính là thuần dương. Hổ là âm đếm. Bởi vì cái gọi là long cửu hổ sáu. Long hổ giao chiến, chỉ là châm tại thiên nhân ba bộ lúc, làm một bù một tả. Kim châm cứu đâm vào huyệt đạo dẫn khí, nâng lên thiên bộ, thuận khí mạch phía bên phải xoay tròn, sau đó lại cấp tốc về quay lại tới. Châm pháp trước làm 9 lần bổ, lại quay đầu làm 6 lần tả. Làm xong về sau đến nhân bộ làm 9 bổ 6 tả. Làm xong lại đến địa bộ, làm đồng dạng 9 bổ 6 tả. Dùng cũng tất cả đều là vê chuyển pháp. Làm long hổ giao chiến thủ pháp mục đích là giảm đau, giảm đau. Long hổ lên xuống, là cắm sách, đồng dạng tại ba bộ làm một bù một tả. Toàn bộ thủ pháp làm xong về sau, đem châm nâng lên thiên bộ, ở chỗ này chờ, để khí một mực tại tuần hoàn. Mục đích là cái gì? Đương khí phải đi qua khớp nối kẹp lại, khí không qua được, liền sinh ra đau đớn. Tỷ như có người chật khớp hoặc là xương cốt gãy mất. Khí không qua được, liền dùng long hổ lên xuống phương pháp để khí đi qua. Long hổ giao chiến là vê chuyển pháp, loại này giảm đau thủ pháp, gây tê hiệu quả cực mạnh. Long hổ lên xuống là cắm sách pháp, khớp nối chật khớp, khí không qua được lúc mới sẽ sử dụng. Hứa Trường Thiện làm xong long hổ giao chiến 9 bổ 6 tả. Bắt đầu lấy lượn vòng thủ pháp tiến hành trở lại vị trí cũ, để Hứa Thuần Lương cho mình đương trợ thủ. Người bệnh khai thác nằm ngửa vị. Hứa Thuần Lương hai tay ngăn chặn bệnh nhân xương chậu hai bên, Hứa Trường Thiện một cái tay cố định mắt cá chân khớp nối, một cái tay khác làm hoạn bên cạnh đầu gối cực độ uốn lượn cũng hướng lên sách kéo quắc ổ, làm hoạn chi từ phần gối hướng lên sách rồi, để hoạn chi từ đầu gối bên trong thu hướng vào phía trong thu, làm hoạn bên cạnh đầu gối từ bên trong thu hướng ra phía ngoài, họa một cái đảo ngược dấu chấm hỏi.
Loại thủ pháp này cũng gọi đầu gối dắt pháp trở lại vị trí cũ, thủ pháp mấu chốt kỹ xảo ở chỗ lực kéo muốn chậm chạp phát lực, tuyệt đối không thể lấy sử dụng xung lực, bởi vì xương đùi đầu hoại tử người bệnh bình thường sẽ kèm thêm cốt chất lơi lỏng, nếu như trở lại vị trí cũ quá trình bên trong, cường độ nắm giữ không thích đáng, vô cùng có khả năng tạo thành gãy xương. Hứa Trường Thiện dù sao đã có tuổi, xương hông khớp nối trở lại vị trí cũ đối thầy thuốc thể lực yêu cầu rất cao, lão gia tử trước là mối họa người làm xong bên trái khớp nối trở lại vị trí cũ, đã mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Châm cứu giảm đau hiệu quả tuy tốt, nhưng là kéo dài thời gian tương đối ngắn, tiếp xuống hắn còn phải lấy long hổ giao chiến phương pháp lại đâm huyệt. Hứa Thuần Lương thực sự không đành lòng ra ra như thế mệt nhọc, chủ động xin đi, tự mình tiếp nhận hắn tới làm phục vị công việc. Hứa Trường Thiện suy nghĩ một chút vẫn là đồng ý, tướng trở lại vị trí cũ thủ pháp yếu điểm một lần nữa chỉ đạo một lần. Hứa Thuần Lương để Chu Mãnh tiếp thay mình trợ thủ công việc, một tay cố định trụ người bệnh phải mắt cá chân khớp nối, lấy lượn vòng pháp tướng hoạn chi sách kéo bên trong thu, Hứa Thuần Lương động tác dứt khoát lưu loát, Hứa Trường Thiện bản muốn nhắc nhở hắn phải chú ý lực khống chế độ, nói còn chưa kịp nói, Hứa Thuần Lương đã đem khớp nối trở lại vị trí cũ thành công. Người bệnh chỉ là đau đớn một chút, nhưng là theo khớp nối trở lại vị trí cũ, đau đớn cũng cấp tốc biến mất không thấy gì nữa, bởi vì cái gọi là đau dài không bằng đau ngắn. Hứa Trường Thiện để người bệnh hoạt động một chút hai chân khớp nối, vì nàng kiểm tra một chút, vững tin hoàn toàn chính xác đã trở lại vị trí cũ thành công, trong lòng không khỏi cảm thán, Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước, nhất đại người mới thay người cũ, mình cuối cùng vẫn là già, loại này trở lại vị trí cũ vẫn là phải có dư thừa thể lực làm bảo hộ. Cảm thán sau khi lại không khỏi sinh ra kinh hỉ, xem ra hồi xuân đường có người kế tục, chỉ từ cháu trai hôm nay trở lại vị trí cũ thủ pháp tới nói, quả quyết chuẩn xác, rất có mình năm đó chi phong. Hứa Trường Thiện bàn giao Chu Mãnh, trở lại vị trí cũ sau trong 3 ngày đừng cho người bệnh xuống giường, trong vòng 3 tháng vẫn là không thể phụ trọng, cách mỗi nửa năm làm một lần cộng hưởng từ hạt nhân, 3 lần phúc tra về sau nếu như không có chuyện gì. Liền cơ bản có thể yên tâm, cỗ này xương cốt đổi thành giải phẫu hoàn toàn có thể không cần làm. Chu Mãnh đối bọn hắn hai ông cháu thiên ân vạn tạ, thành tâm thành ý muốn lưu bọn hắn ăn cơm, nhưng Hứa Trường Thiện biểu thị mình còn có mấy cái bệnh nhân muốn viếng thăm, để Chu Mãnh chiếu cố thật tốt mẫu thân hắn, những chuyện khác sau này hãy nói. Hai người lúc ra cửa, Chu Mãnh lại đuổi theo ra đến, móc ra 1.000 đồng tiền cho lão gia tử. Hứa Trường Thiện nghiêm mặt, nếu như Chu Mãnh dạng này, về sau liền không cho tái khám, này 1.000 khối tiền vẫn là giữ lại hiếu kính hắn mụ mụ đi. Chu Mãnh cảm động đến vành mắt đều đỏ, một mực đem bọn hắn hai người đưa đến dưới lầu, còn muốn lại cho, Hứa Trường Thiện không cho. Buổi sáng Hứa Thuần Lương bồi tiếp ra ra lại đi mấy nhà, đã có người qua đời, đã có người dọn đi rồi, lão gia tử mang đến nhiều như vậy thuốc đông y, cũng chỉ phát ra đi gần một nửa. Một vòng đi xuống, đã đến giữa trưa. Hứa Trường Thiện nguyên bản định tại khu mỏ quảng ngây ngốc một ngày, nhưng nửa ngày cũng đã đem mọi chuyện cần thiết làm xong. Lúc trở về, lại trải qua Ngụy lão thái thái cổng, nhìn qua một tuần vòng san sát nối tiếp nhau đang xây cao lầu, Hứa Trường Thiện lắc đầu, khó nén trong lòng thất lạc, khả năng lần sau lại đến thời điểm, tòa này gánh chịu lấy lịch sử ký ức công nhân thôn đã không có ở đây. Thời đại biến thiên, công nghiệp hưng suy, sản nghiệp thăng cấp không cách nào sửa đổi, Hứa Trường Thiện chỉ vào cách đó không xa mỏ than. Nói cho cháu trai, mình thời năm 1970 sơ từng tại nơi đó rèn luyện qua một đoạn thời gian, để hắn thanh trừ phong kiến còn sót lại tư tưởng. Tiếp nhận giai cấp công nhân cải tạo. Hắn tại khu mỏ quặng, xem bệnh không thể mở, gia đình cũng đã mất đi thu nhập nơi phát ra, bạn già một người mang theo 3 vóc dáng nữ, toàn dựa vào nhặt ve chai nhặt sắt vụn nuôi sống bọn hắn 3, cung cấp bọn hắn đi học. Kia đoạn thời gian là đời này của hắn bên trong thung lũng. Nếu như không là dựa vào khu mỏ quặng những này thuần phát công nhân hỗ trợ, mình chỉ sợ rất không đến. Hứa Thuần Lương nhìn ra 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 phi thường nhớ nhung quá khứ, người đã già đều là như thế này, thế là đưa ra bồi tiếp ra ra đi mỏ bên trên nhìn xem, Hứa Trường Thiện chính có ý đó. Hiện tại Thanh Sơn mỏ đã không có công nhân, cổng dựng nên lấy một tấm bia đá, cho thấy nơi này đã trở thành cấp tỉnh văn vật bảo hộ đơn vị, bất quá cũng không phải là đối ngoại mở ra điểm du lịch. Hứa Trường Thiện nói cho cháu trai, Thanh Sơn mỏ đã từng bị đông doanh người chiếm cứ tương đối dài một đoạn thời gian, tại trong đoạn thời gian đó, bọn hắn điên cuồng đào móc than đá tài nguyên, lại lợi dụng đường sắt liên tục không ngừng đem than đá vận chuyển về Hải Châu, ở nơi đó chứa thuyền trở về Nghê Hồng, hiện tại mỏ bên trên còn tồn tại lấy không ít ngày theo thời kỳ kiến trúc. Thanh Sơn mỏ lớn khóa cửa, nơi này trước mắt không mở ra cho người ngoài,
Hứa Thuần Lương tìm tới canh cổng lão đầu cho hắn lấp hai bao khói, lão đầu kia lập tức liền cho bọn hắn hai người mở đèn xanh, nhắc nhở bọn hắn bình thường là bất luận kẻ nào không cho vào tới, hôm nay đối bọn hắn là phá lệ, để bọn hắn đi vào không cần loạn đụng đồ vật, đừng tự tiện tiến vào giếng mỏ, trong vòng ba canh giờ nhất định phải rời đi. Hứa Thuần Lương vốn định tướng chứa dược tài túi sách ra rắn tạm thời gửi ở phòng thường trực, nhưng lão gia tử không phải muốn bắt, Hứa Thuần Lương đành phải cõng, bên trong còn có nửa cái túi dược liệu cùng rượu thuốc, mặc dù không tính quá nặng, nhưng nhìn cùng chạy nạn, ảnh hưởng nghiêm trọng Hứa đại giáo chủ hình tượng. Hứa Trường Thiện tiến vào khu mỏ quặng, nhìn qua nơi xa quen thuộc giàn khoan, không khỏi hoài niệm khởi năm đó ở nơi này cải tạo tuế nguyệt. Khi đó khu mỏ quặng khắp nơi đều là một mảnh bận rộn cảnh tượng. Mỗi đến tan tầm thời điểm, thợ mỏ đỉnh lấy một thân than đá bụi từ xuống giếng ra, bọn hắn chuyện thứ nhất chính là đi tắm rửa uống rượu. Hứa Trường Thiện lại tới đây không lâu, y thuật của hắn liền bị người biết, thuần phát nhân viên tạp vụ nhóm chủ động giúp hắn trọng lượng khô lao động chân tay, chiếu cố hắn, về sau còn nhất trí đề cử hắn đi phòng y tế, có thể nói Hứa Trường Thiện tại khu mỏ quặng cũng không gặp chèn ép cùng làm khó dễ. Trên đường bởi vì trường kỳ không có cỗ xe người đi đường, đã sinh trưởng ra không ít cỏ hoang, tiến lên hơn 100 mét đã đến ngay lúc đó bộ chỉ huy. Bộ chỉ huy trước cũng có một khối tỉnh trọng điểm văn vật bảo hộ đơn vị bảng hiệu. Phía trên đối với nơi này tiến hành một cái đơn giản giới thiệu, nguyên tới đây tại chiến dịch Hoài Hải thời kỳ còn làm lâm thời làm trong chiến đấu sử dụng qua, trước mắt vẫn là chủ nghĩa yêu nước giáo dục căn cứ. Kiến trúc đã có hơn 100 năm lịch sử, chủ thể là bằng đá kết cấu, mặc dù kinh lịch 100 năm mưa gió vẫn ngật đứng không ngã. Chỉ là cửa sổ bị hậu kỳ thay đổi trở thành nhôm hợp kim, giống như đánh lên từng khối kim loại miếng vá, lộ ra hận không hài hòa. Hứa Trường Thiện giới thiệu, đi qua cái này lầu nhỏ là khu mỏ quặng lãnh đạo chỗ làm việc. Hứa Thuần đi vào bên cạnh tuyên truyền cột, bên trong còn bảo lưu lấy một chút ảnh chụp, bất quá bởi vì trường kỳ bại lộ ở bên ngoài, trên cơ bản đều đã trắng bệch, mơ hồ đến nhìn không ra phía trên hình ảnh. Hứa Trường Thiện ngay tại cho cháu trai giới thiệu qua đi thời điểm. Một cỗ màu đen Maybach S680 chạy vào. Hứa Thuần Lương cười nói còn nói bất luận kẻ nào không cho vào đến, đây không phải xe đều có thể vào chưa. Hứa Trường Thiện vỗ vỗ bờ vai của hắn đừng quản người ta, chúng ta đi giàn khoan bên kia nhìn xem. Ô tô ngay tại lầu nhỏ bên cạnh ngừng lại, lái xe trước từ trên xe bước xuống, sau đó mở cửa xe, bên trong xe bước xuống một vị hạc phát đồng nhan lão giả mặc mộc mạc, cái eo thẳng tắp. Hắn đứng tại trước xe nhìn qua tòa kia lầu nhỏ, nhìn thấy đâm đầu đi tới hai ông cháu, hắn chủ động lên tiếng chào, lão tiên sinh, ngài là bản xứ người A. Hứa Trường Thiện cười nói ta thời năm 1970 ở chỗ này làm việc qua. Kia lão giả tóc trắng nói, thời năm 1970, đây chính là lão công nhân. Hứa Trường Thiện gật đầu nói, lão công nhân, đúng, tính lão công nhân, ngài đi qua cũng tại mỏ bên trên làm việc qua. Lão giả tóc trắng lắc đầu nói, ta không phải người nơi này, bất quá ta phụ thân năm đó ở nơi này đánh trận. Kia là lão cách mạng. Đúng, hắn là lão cách mạng. Hai vị niên kỷ tương tự lão giả liền ngươi một lời ta một câu hàn huyên, lão giả họ Kiều, so Hứa Trường Thiện còn muốn lớn hơn 2 tuổi, hắn lần này du lịch, chính là nhìn xem năm đó phụ thân sinh hoạt chiến đấu qua địa phương. Hứa Thuần Lương đặc địa lưu ý một chút lão giả biển số xe, là kinh bài, chứng minh là từ kinh thành tới. Vị lão giả này không phú thì quý. Hứa Trường Thiện đem Hứa Thuần Lương giới thiệu cho Kiều lão cháu của ta. Kiều lão cười nói tuấn tú lịch sự a, khó được là còn hiếu thuận, hiện tại rất ít có người tuổi trẻ nguyện ý bồi lão nhân ra. Hứa Trường Thiện không khỏi đắc ý nói, cháu của ta đặc biệt hiếu thuận, còn có bản lĩnh, chớ nhìn hắn tuổi trẻ, đã là phó khoa cấp cán bộ. Hứa Thuần Lương đều có chút ngượng ngùng, mình cái kia mời phó khoa cấp căn bản không đáng giá nhắc tới. Liền nhìn chiếc kia Maybach cũng có thể đoán được vị này Kiều lão thân phận không phải bình thường. Kiều lão cười nói hiện tại thế giới đều là những người trẻ tuổi này. Tên tài xế kia đi theo phía sau bọn hắn, Hứa Thuần Lương cũng không quay đầu, từ lái xe đặt chân thanh âm đã nghe ra người này tất nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện cao thủ, trong lòng đối lão giả thân phận càng phát ra cảm thấy tò mò. Kiều lão cũng ý thức được điểm này, xoay người nói, Tiểu Vũ, ngươi không cần đi theo, ta cùng vị này Hứa tiên sinh cùng một chỗ đi dạo. Lái xe dừng bước lại đúng. Hứa Trường Thiện quay đầu nhìn lái xe một chút, hướng Kiều lão nói. Ngài nhất định là vị cán bộ lớn a. Ồ, ngươi làm sao nhìn ra được? Ngài xe kia nhưng không rẻ. Kiều lão ha ha cười nói, xe a, cháu của ta,
ta nào có số tiền kia a, cũng là dựa vào về hưu tiền lương ăn cơm, ta từ phó thính cấp cương vị lui ra tới, đặt ở Đông Châu khả năng tính cái quan, nhưng là ta sinh hoạt ở kinh thành, phó thính cấp ở kinh thành khả năng còn không bằng tôn tử của ngươi cái kia phó khoa cấp. Hứa Trường Thiện cũng cười theo ta ngược lại thật ra nghe nói qua một đoạn vẻ thuận miệng. Kiều lão khôi hài đáp lại nói, không đến kinh thành không biết mình quan nhỏ, không đến Dương Thành không biết mình xe không tốt, không đến Đông Bắc không biết mình nhát gan, không đến Sơn Thành không biết mình kết hôn sớm, không đến Hỗ Hải không biết mình nhà quê. Hứa Trường Thiện liên tục gật đầu đúng, đúng, chính là câu này. Hứa Thuần Lương một bên nghe, trong lòng tự nhủ còn thiếu một câu, không đến Quỳnh Đảo không biết mình thân thể không được. Vị này Kiều lão khẳng định biết, người ta hẳn là cảm thấy bất nhã cố ý tóm tắt. Phía trước loạn trong bụi cỏ đứng vững một tòa vứt bỏ lô cốt, đó cũng là ngày theo thời kỳ lưu lại kiến trúc. Hứa Trường Thiện dù sao ở chỗ này làm việc qua, cho bọn hắn làm lâm thời hướng dẫn du lịch, nói cho bọn hắn tòa này lô cốt những năm 60 năm 70 thời điểm mấy lần đều đứng trước dỡ bỏ, nhưng là bởi vì kiến trúc bản thân quá bền chắc, một đám nhàn rỗi không chuyện gì cách mạng tiểu tướng vây quanh hao tâm tổn trí làm vài ngày, đều không có kết quả gì, nhưng là lô cốt đỉnh chóp làm bằng gỗ bộ phận đã bị phá hủy. Kiều lão cảm khái nói như thế hoàn chỉnh lô cốt đã không thấy nhiều, hẳn là lưu lại, để hậu thế nhìn xem, đây đều là đông doanh quỷ tử xâm lấn chúng ta tốt đẹp non sông chứng cứ. Hứa Trường Thiện chỉ vào cách đó không xa giàn khoan nói, cái này làm bằng gỗ giàn khoan từ 30 năm đời liền có, đến bây giờ đều nhanh 100 năm, vẫn êm đẹp, dứt bỏ ai kiến công kiến tạo không nói, đi qua công trình chất lượng là thật quá cứng a. Kiều lão nhìn qua giàn khoan nói, dạng này vật liệu gỗ hiện tại cũng không thấy nhiều. Hứa Trường Thiện liên tưởng đến hiện tại đối hoàn cảnh phá hư, lạm chặt lạm phạt, sinh thái phá hư nghiêm trọng, không nói những cái khác, liền nói cái này Đông Châu phụ cận Sơn Lâm đã tìm không thấy tốt dược liệu. Kiều lão lúc này mới hỏi Hứa Trường Thiện chức nghiệp, biết được Hứa Trường Thiện là một vị lão trung y về sau, hắn biểu thị bội phục, Kiều lão nói mình lúc còn trẻ cũng nghĩ qua đương một cái tế thế cứu nhân bác sĩ, nhưng là về sau rốt cục vẫn là không thể thực hiện lý tưởng. Phía trước cỏ hoang mọc thành bụi con đường khó đi, Hứa Thuần Lương lo lắng hai vị lão nhân hành tẩu không tiện, đề nghị bọn hắn có thể đường về. Kiều lão nói, ta nghe phụ thân nói, năm đó hắn có mấy vị chiến hữu hy sinh ở chỗ này, giống như liền chôn ở phụ cận đây một nơi nào đó. Hứa Trường Thiện nói, ngươi nói là bảy anh hùng mộ đi, ta dẫn ngươi đi. Kiều lão vui mừng quá đỗi, liên tục gật đầu. Đi qua con đường đã bị cỏ hoang bao phủ. Hứa Thuần Lương nhắc nhở hai vị lão nhân cẩn thận, Hứa Trường Thiện chỉ về đằng trước pháp đồng bày nói, nhìn thấy kia phiến pháp đồng không có. Đằng sau có tòa bách thụ rừng, bảy anh hùng mộ liền tại bên trong. Hứa Thuần Lương chủ động ở phía trước dò đường, hai vị lão nhân đi theo phía sau hắn, dù sao đã có tuổi, trên trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Xuyên qua pháp đồng bày, đằng sau có một dòng sông nhỏ, cầu nối đã đổ sụp, bất quá cũng may nước sông sớm đã khô kiệt. Hứa Thuần Lương cẩn thận đem hai vị lão nhân nhà cho nâng đi qua, rốt cục đi vào ra ra nói tới kia phiến bách thụ rừng. Trong rừng có một tòa xi măng mộ phần nhà, chính là Kiều lão muốn tìm bảy anh hùng mộ, trên bia mộ tuyên khắc lấy bảy vị anh hùng danh tự. Kiều lão dùng ống tay áo lau đi trên bia mộ bụi bặm, biểu lộ trang nghiêm mà trang trọng, hắn thấp giọng nói, Lý Bá Bá, Tần Thúc, Triệu Thúc, Dương Thúc, Tiền Thúc, Trần Thúc, Vương Thúc, ta thay ta cha tới thăm đám các người. Những năm này hắn vẫn luôn đọc lấy các ngươi, người nhà của các ngươi đều rất tốt, các ngươi yên tâm đi. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ, cái này bảy vị anh hùng người nhà đều tại, vì sao không tới cho bọn hắn tảo mộ. Nhưng nghĩ lại, Kiều lão đều lớn tuổi như vậy, anh hùng hậu đại chí ít cũng là đời thứ ba đời bốn, đoán chừng nhớ kỹ chuyện này cũng không nhiều. Kiều lão nói, mấy vị thúc thúc bá bá, lần này ta tới vội vàng, không có cho các ngươi mang rượu tới. Chỉ có thể quét tảo mộ biểu thị một chút tâm ý, qua vài ngày, ta nhất định sẽ tới. Hứa Trường Thiện kéo ra ra rắn bao tải, bên trong chứa hai bình rượu, lúc đầu hắn là dự định mang cho lão lỗ, thật không nghĩ đến lão lỗ đã qua đời, rượu này cũng liền không có đưa ra ngoài, vừa vặn có đất dụng võ. Kiều lão mím môi, hướng Hứa Trường Thiện nhẹ gật đầu biểu đạt cảm ơn, mở nắp chai rượu, hai bình rượu đổ vào trước mộ, sau đó cung cung kính kính hướng bảy anh hùng mộ cúi đầu. Hứa Trường Thiện cũng cùng hắn cùng một chỗ cúi người chào, nếu không có những này những anh hùng, sẽ không có ngày nay cuộc sống hạnh phúc. Gia Gia đều làm như vậy, Hứa Thuần Lương đương nhiên học theo, bất quá hắn cảm giác cái này bảy vị anh hùng không có đạt được vốn có đãi ngộ, chuyện này cùng nơi đó không có nói ra đầy đủ coi trọng có quan hệ.
Ba người cùng một chỗ trở lại bên cạnh xe đã đến lúc xế chiều, hai vị lão nhân nhà đều có chút mệt mỏi, Hứa Trường Thiện hướng Kiều lão cáo từ. Kiều lão hỏi bọn hắn đi chỗ nào, nghe nói bọn hắn về Đông Châu, Kiều lão mời bọn họ lên xe, hắn cũng trở về Đông Châu, vừa vặn tiện đường mang hộ bọn hắn đoạn đường. Hứa Trường Thiện vốn định chối từ, nhưng Kiều lão thịnh tình mời, đành phải đáp ứng lên xe. Lái xe Tiểu Vũ trợ giúp bọn hắn tướng túi xách ra rắn để vào dương phía sau, Hứa Thuần Lương đi phụ xe ngồi, hai vị lão nhân ngồi ở phía sau nói chuyện phiếm. Hứa Thuần Lương phát hiện cấp cao xe ngồi xuống cảm giác hoàn toàn chính xác không giống, về sau có cơ hội cũng phải làm một cỗ mở một chút, không qua mọi người đều nói mở BMW ngồi lao vụt, mở loại này cấp bậc lao vụt trên cơ bản đều là lái xe. Hứa Thuần Lương hướng lái xe Tiểu Vũ cười cười nói, xe này bao nhiêu tiền a? Tiểu Vũ nói, hơn 300 vạn. Hứa Thuần Lương nói, đủ tại Đông Châu trung tâm thành phố mua 6 phòng. Tiểu Vũ nói, Đông Châu giá phòng cũng mắc như vậy rồi. Hứa Thuần Lương nói, trung tâm thành phố chừng 3 vạn. Tiểu Vũ nói, ngươi có phòng sao? Hứa Thuần Lương nở nụ cười không có, ta hiện tại là ăn bám tộc, cùng gia gia của ta ở. Tiểu Vũ cũng nở nụ cười nhìn các ngươi hai người quan hệ thực là không tồi. Tiến vào Đông Châu thành khu, chính là giao thông nhất là hỗn loạn thời điểm. Hứa Trường Thiện vốn muốn cho bọn hắn tìm giao lộ đem bọn hắn buông xuống, nhưng Kiều lão khăng khăng muốn đưa hắn hai người đến cửa nhà. Nhanh đến hồi xuân đường cổng thời điểm, một vị thức ăn ngoài tiểu ca cưỡi xe điện một chút đỗi tại trên cửa xe. Trong xe người đều bị giật nảy mình, Tiểu Vũ đẩy cửa xe ra liền nhảy xuống, hắn thân thủ nhanh nhẹn, một phát bắt được tên kia ý đồ đào tẩu chuyển phát nhanh tiểu ca làm sao cưỡi xe. Chuyển phát nhanh tiểu ca mặt đều dọa trợn nhìn, hắn mặc dù không có nhiều kiến thức cũng biết mình đỗi một cỗ xe sang trọng, người ta mở phải hảo hảo, là vi phạm luật lệ kỵ hành xe tốc hành đạo. Trên cửa xe bị hoạch xuất ra một đạo ngấn sâu, đoán chừng toàn bộ phải cửa sau tấm đều muốn đổi. Chuyển phát nhanh tiểu ca mang theo tiếng khóc nức nở nói, ta không phải cố ý, ta vội vàng đưa hàng, không có để ý liền. Tiểu Vũ nói, vội vàng đưa hàng ngươi cũng không thể vi phạm luật lệ a. Hắn chuẩn bị báo cảnh, chuyện này không có gì tranh luận, khẳng định là nhanh đưa tiểu ca toàn trách. Hứa Thuần Lương không tiện nói chuyện. Dù sao chuyện này là bởi vì người ta đưa bọn hắn hai người mới náo ra tới, hiện tại đi đầy đường chuyển phát nhanh tiểu ca, vi phạm luật lệ hiện tượng tầng tầng lớp lớp, biết bọn hắn sinh hoạt không dễ, nhưng cũng không thể đưa an toàn tại không để ý đi. Kiều lão cùng Hứa Trường Thiện cũng từ trên xe bước xuống, nhìn một chút xe tổn hại tình huống, Hứa Trường Thiện tự trách nói, đều tại ta, nếu như không phải đưa hai người chúng ta chuyến này cũng sẽ không xảy ra loại sự tình này. Kiều lão cười nói, Hứa tiên sinh nói gì vậy? Cùng các ngươi lại có quan hệ gì? Tiểu Vũ, được rồi. Tiểu Vũ sừng sốt một chút, nhưng Kiều lão đã lên tiếng hắn cũng không dám phản bác. Kiều lão hướng tên kia chuyển phát nhanh tiểu ca bàn giao hai câu, để hắn về sau cưỡi xe nhất định phải cẩn thận, lần này may mắn thân thể không có việc gì, nếu là thương tổn tới thân thể, tiền gì cũng kiếm không được nữa. Hứa Trường Thiện nhìn ở trong mắt, thầm khen Kiều lão thiện tâm, nếu đổi lại là mình khẳng định cũng sẽ như vậy xử lý. Hứa Thuần Lương cho rằng cái này không chỉ là thiện tâm vấn đề, còn có cách cục, lấy Kiều lão thân phận địa vị đương nhiên không đáng cùng một cái xã hội tầng dưới chót tiểu nhân vật so đo. Kiều lão để Tiểu Vũ đem bọn hắn hai người đưa đến hồi xuân đường, Hứa Trường Thiện trong lòng có chút băn khoăn, nghĩ mời Kiều lão ngồi một chút, Kiều lão biểu thị ban đêm còn có hẹn, hướng Hứa Thuần Lương tạm biệt về sau, đón xe rời đi. Hứa Trường Thiện đứng tại cửa ra vào đưa mắt nhìn chiếc xe kia đi xa. Hứa Thuần Lương đụng đụng lão gia tử cánh tay nói. Đừng xem, người ta là kẻ có tiền. Hứa Trường Thiện nói, vị này Kiều lão trạch tâm nhân hậu. Hứa Thuần Lương nở nụ cười hai người ngược lại là trò chuyện đến, một cái trạch tâm nhân hậu, một cái diệu thủ nhân tâm. Hứa Trường Thiện thở dài nói, ra rồi, chợt nhớ tới mình nửa trong túi thuốc ta thuốc đông y. Hứa Thuần Lương bởi vì vừa rồi nhạc đệm cũng đem quên đi. Ngay tại Triệu Phi Dương trù trừ mãn trí thời điểm, một trận không có dấu hiệu nào kháng nghị hành động đột nhiên phát sinh. Tuần 1 10 giờ sáng, chính là bệnh viện phồn mang nhất thời điểm, chính đang sửa chữa môn trần đại lâu bên trên rủ xuống tới đếm 10 đầu quảng cáo tranh chữ. Trên đó viết, mãnh liệt yêu cầu nghiêm trị hành vi. Kiên quyết chống lại Hoa Niên tập đoàn chiếm đoạt quốc hữu tài sản ác liệt hành vi. Kiên quyết giữ gìn quần chúng lợi ích. Đưa ta Trường Hưng tươi sáng càn khôn. Lần này kháng nghị đến mức như thế đột nhiên. Mặc dù hắn đã sớm biết lần này bệnh viện công cải cách sẽ đưa tới trong nội viện một bộ phận nhân viên bất mãn,
nhưng là không nghĩ tới lần này kháng nghị đến mức như thế mãnh liệt. Phòng khám bệnh trước lầu trên quảng trường cấp tốc tụ tập gần 300 tên nhân viên, bọn hắn mặc bệnh viện quần áo lao động, sắp xếp chỉnh tề đội ngũ, không có khẩu hiệu, không có ồn ào, lấy lặng im phương thức biểu đạt đối lần này cải chế bất mãn. Nhân viên y tế có lấy lo lắng của bọn hắn, Trường Hưng cải chế về sau, bọn họ có phải hay không còn có thể bảo trụ bệnh viện công bát cơm. Mặc dù Triệu Phi Dương làm ra lần lượt hứa hẹn, nhưng là hắn cũng không có thủ tín tại tất cả mọi người, cải chế sau tinh anh nhân tài đi ở cũng là một cái nhất định phải đối diện vấn đề thực tế, đều đã không có biên chế, như vậy những này bệnh viện tinh anh vì sao còn muốn lưu tại Trường Hưng, bọn hắn hoàn toàn có thể đi cái khác bệnh viện tư nhân mưu cầu cao hơn tiền lương. Đây là Trường Hưng xây viện đến nay lớn nhất cùng một chỗ tập thể kháng nghị sự kiện. Sự kiện phát sinh thời điểm, Triệu Phi Dương người tại cục vệ sinh họp, nghe nói tin tức này thời điểm, hắn phản ứng đầu tiên chính là có người ở sau lưng bày ra, cố ý chọn lựa một cái dạng này thời cơ đến chế tạo ảnh hưởng, mục đích đúng là muốn ngăn cản Trường Hưng cùng Hoa Niên tập đoàn ký kết tiến hành, ngăn cản bệnh viện công cải cách hoàn thành. Người khác còn chưa trở lại Trường Hưng, đã có người đem hiện trường ảnh chụp truyền cho hắn. Triệu Phi Dương nhìn thấy phòng khám bệnh trước lầu kia sắp xếp chỉnh tề đội ngũ nhân viên y tế, bỗng nhiên cảm thấy một trận mê muội, phòng khám bệnh trên lầu rủ xuống đến từng đầu tranh chữ giống như từng đạo roi ra quất vào trong lòng của hắn. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Triệu Phi Dương không cho là mình có bất kỳ tham nhũng hành vi, công kỳ tài sản của mình chính là muốn chứng minh cho toàn thể nhân viên nhìn, thử hỏi bệnh viện công lãnh đạo có mấy cái dám giống hắn làm như thế. Triệu Phi Dương rõ ràng chính mình xúc phạm những người này lợi ích, những người này đa số đều là đang vì tự thân cân nhắc, bọn hắn không có cân nhắc đến Trường Hưng, đám này ánh mắt thiển cận ra hỏa. Triệu Phi Dương trước cho Cao Tân Hoa gọi điện thoại, để Cao Tân Hoa liên lạc một chút mạng lưới giám thị bộ môn, khống chế một chút dư luận. Hắn nhớ kỹ phi thường rõ ràng, lần trước tại Mân Nam Hải Tiên Thành ăn cơm, Cao Tân Hoa vừa vặn ngay tại sát vách gian phòng mở tiệc chiêu đãi cục giám sát Internet bộ môn người phụ trách Lục Minh. Cao Tân Hoa biểu thị mình sẽ hết sức, nói bóng gió chính là ta có thể giúp ngươi đi làm, nhưng là kết quả ta cũng không thể cam đoan, kỳ thật hắn còn là thông qua Hứa Thuần Lương nhận biết đến Lục Minh, nếu như giao cho Hứa Thuần Lương đi làm thích hợp hơn, nhưng là Cao Tân Hoa quyết định không đem Hứa Thuần Lương liên lụy tiến đến. Triệu Phi Dương mặc dù rõ ràng Cao Tân Hoa hẳn là sẽ không qua loa mình, nhưng là hắn vẫn là cảm thấy đáy lòng không nỡ, trong khoảng thời gian này hắn cùng Cao Tân Hoa ở giữa bằng mặt không bằng lòng. Hắn thậm chí sinh ra một cái kỳ quái ý nghĩ, lần này nhân viên y tế nháo sự Cao Tân Hoa có hay không tham dự trong đó. Cúp điện thoại, hắn lại liên hệ một chút bí thư Trần Hưng An, loại thời điểm này tốt nhất từ Trần Hưng An ra mặt đến ổn định cục diện, để hắn buồn bực là, Trần Hưng An căn bản không tiếp điện thoại của hắn, cái này tại quá khứ vẫn là chưa bao giờ có hiện tượng. Trần Hưng An ngồi ở trong phòng làm việc, nhìn qua điện thoại trên bàn, thẳng đến đánh chuông kết thúc, hắn mới khinh thường hừ một tiếng. Vô luận là Cố Hậu Nghĩa thời đại vẫn là Triệu Phi Dương thời đại, hắn đều khác giữ bổn phận, tận lực giảm bớt tự thân tồn tại cảm, cũng không phải là hắn không có quyền lực muốn, mà là hệ thống vệ sinh quy tắc cho phép, tại cái hệ thống này bên trong quyền lực phân phối chính là như thế. Vô luận bệnh viện nào, bí thư đều là một tượng trưng tồn tại, mặc dù là tượng trưng, mặc dù ta không tranh quyền đoạt lợi, nhưng là ngươi cũng không thể làm ta không tồn tại, bất kỳ cái gì bệnh viện cũng không thể thoát ly đảng lãnh đạo. Trần Hưng An đứng dậy, giãn ra một thoáng hai tay, cảm giác hôm nay trong lòng phá lệ thoải mái, bên ngoài ánh nắng vừa vặn, từ góc độ của hắn có thể nhìn thấy phòng khám bệnh trên lầu rủ xuống từng đầu đỏ tươi tranh chữ, có người muốn dùng đen trắng, Trần Hưng An cho rằng không ổn, bọn hắn kháng nghị phải là ngoại lai vốn liếng, mà không phải Trường Hưng bản thân. Trần Hưng An minh bạch, nếu không phải đạt được thị lý ủng hộ, Triệu Phi Dương không dám làm ra dạng này quyết đoán cải cách, thế nhưng là một bước này đi được cũng quá lớn. Mặc dù chữa bệnh tài nguyên cung không đủ cầu, hô hào xã hội vốn liếng tiến vào tham dự bệnh viện công cải chế tiếng hô càng ngày càng cao, nhưng là nhìn chung cả nước, cơ hồ tất cả cải chế bệnh viện cũng không thành công tiền lệ. Liền nói tới gần Chuông Ta Thị, mấy năm trước tại bệnh viện công cải cách phương diện động tác quá lớn, nhưng cuối cùng còn không phải cuối cùng đều là thất bại, bởi vậy sinh ra vấn đề đưa đến liên tiếp quan viên xuống ngựa. Vết xe đổ đang ở trước mắt, Triệu Phi Dương còn dám làm như thế. Hắn chẳng lẽ liền không sợ lật thuyền? Trần Hưng An nghĩ đến hám lợi đen lòng bốn chữ, mặc dù Triệu Phi Dương công kỳ tài sản của hắn, nhưng là Trần Hưng An vẫn kiên trì cho rằng chẳng qua là làm dáng một chút thôi, có lẽ hắn hiện tại hoàn toàn chính xác không có quá nhiều tài sản, cũng không có nghĩa là về sau không có.
Trường Hưng cùng Hoa Niên tập đoàn sát nhập về sau, thành lập Đông Châu Hoa Niên chữa bệnh quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn là Triệu Phi Dương đương gia, hắn tiền lương có thể nghĩ, chỉ cần một năm, liền có thể chống đỡ lên lúc trước hắn tất cả tiền lương thu nhập tổng cộng. Trần Hưng An lặp đi lặp lại đang suy nghĩ một vấn đề, không phải ngươi Triệu Phi Dương gặp nhiều tiền như vậy, là bởi vì ngươi đứng tại Trường Hưng trên bờ vai, nếu như không phải Trường Hưng, Hoa Niên tập đoàn sẽ cho ngươi cao như vậy tiền lương. Trần Hưng An nhiều lần đưa ra qua một vấn đề, dân doanh vốn liếng tiến vào bệnh viện về sau, mọi người sẽ thấy thế nào? Xã hội hiện nay đối dân doanh bệnh viện nhận biết vẫn dừng lại tại cấp thấp bệnh viện trong ấn tượng, vốn liếng đều là trục lợi, dân doanh bệnh viện vì thu hoạch được cao hơn doanh thu, tại chẩn đoán điều trị phương diện liền sẽ giao giá trên trời, như thế nào là xã hội công dân khỏe mạnh cung cấp chữa bệnh bảo hộ phục vụ. Nhưng là hắn hô hào cũng không gây nên tương quan lãnh đạo coi trọng. Trên bàn điện thoại lại vang lên, Trần Hưng An xoay người lại, lần này cũng không phải là Triệu Phi Dương gọi điện thoại tới, là Phó Viện trưởng Cao Tân Hoa. Trần Hưng An nghĩ nghĩ, nhận nghe điện thoại. Cao Tân Hoa tìm Trần Hưng An là muốn theo hắn cùng đi hiện trường thuyết phục những cái kia tham dự kháng nghị nhân viên y tế nhanh đi về công việc, chuyện này đã cho Trường Hưng tạo thành cực kỳ ác liệt xã hội ảnh hưởng, hiện tại các đại xã giao truyền thông thượng truyền đến khắp nơi đều là. Cao Tân Hoa trưng cầu mạng lưới giám thị bộ môn ý kiến. Chuyện này ảnh hưởng có thể sẽ tác động đến cả nước, trong thành phố đối với chuyện này cao độ coi trọng. Trần Hưng An biểu thị mình ở văn phòng tứ làm hoa cỏ, cũng không biết tình huống bên ngoài, hắn cái này liền có chút giả ngu, bất quá hắn đáp ứng cùng Cao Tân Hoa cùng đi hiện trường nhìn xem. Trần Hưng An đi vào hành chính dưới lầu, gặp được đã ở nơi đó chờ hắn Cao Tân Hoa thở dài nói, hơn 300 tên nhân viên y tế mặc áo khoác trắng đứng tại phòng khám bệnh trước lầu nháo sự. Lần này chúng ta Trường Hưng tại cả nước đều nổi danh. Trần Hưng An lạnh nhạt nói, ngược lại là bớt đi một bút tuyên truyền phí. Cao Tân Hoa nói, thanh danh nếu là hỏng, tất cả mọi người đi theo không may. Cao Tân Hoa là có tập thể vinh dự cảm giác, cái này cùng hắn tại bộ đội kinh lịch có quan hệ, bất quá hắn phát hiện càng là phần tử trí thức cao cấp thành đống địa phương, tập thể vinh dự cảm giác liền càng yếu kém, bọn hắn càng coi trọng cá nhân lợi ích. Trần Hưng An thở dài nói Trường Hưng còn nổi danh âm thanh sao? Hai người tới phòng khám bệnh trước lầu thời điểm, kháng nghị nhân viên y tế đã toàn bộ giải tán, trước sau tiếp tục không đến 15 phút, cũng không phải bởi vì bọn hắn sợ phiền phức, mà là bởi vì tất cả mọi người có công việc, ra tập thể lặng im thị uy, là đối bệnh viện công cải chế bất mãn, bọn hắn sẽ không tướng loại này bất mãn phát tiết đến trên thân bệnh nhân. Nếu như toàn thể bãi công, như vậy bệnh nhân làm sao bây giờ? Nhân viên y tế mặc kệ bất cứ lúc nào đều muốn đem chăm sóc người bị thương đặt ở vị thứ nhất, cái này cũng là bọn hắn trước đó đạt thành ăn ý. Treo ở phòng khám bệnh trên lầu tranh chữ cũng đã bỏ đi, hiện trường chỉ còn lại một đám xem náo nhiệt phổ thông quần chúng. Trần Hưng An ý vị thâm trường nói, cái này không đã không sao sao. Cao Tân Hoa dở khóc dở cười nói không có việc gì. Làm sao có thể không có việc gì a? Lần này đều gây nên thị lý chú ý. Trần Hưng An nói, trong thành phố là hẳn là hảo hảo chú ý một chút Trường Hưng vấn đề. Lúc này Phó Viện trưởng Viên Bội Cường cũng tại mấy tên trợ lý cùng đi hướng bên này đi tới, nhìn thấy hai người bọn họ, Viên Bội Cường chủ động tới hướng Trần Hưng An lên tiếng chào Trần Thư Ký. Trần Hưng An phi thường qua loa gật gật đầu ngươi tới được thật là kịp thời. Hắn đánh đáy lòng xem thường loại này lính đánh thuê, dân doanh lão bản thuê giúp đỡ thôi, cũng bởi vì công tư hợp doanh, đường hoàng xâm nhập vào Trường Hưng. Cái gì phó viện trưởng? Không có vốn liếng nhặt cỗ kiệu, người tính là cái gì chứ phó viện trưởng đơn giản là nhà tư bản nuôi dưỡng chó mà thôi. Viên Bội Cường nói, ta vừa mới tại khu công nghệ cao khảo sát. Một khối đất trống có cái gì khảo sát? Các ngươi chuyện vãn đi, ta từng người bắt chính đảng công việc, các ngươi nhiều như vậy phó viện trưởng giống như so ta còn. Viên Bội Cường trong lòng tràn đầy khinh thường, người không phải liền là cái hỗn thể chế tên giảo hoạt, người cho Trường Hưng làm cái gì cống hiến? Trần Hưng An hướng Cao Tân Hoa nói, Triệu viện trưởng đâu? Bệnh viện phát sinh chuyện lớn như vậy tình, hắn không trở lại giải quyết sao? Tất cả mọi người cảm giác được Trần Hưng An chuyển biến. Triệu Phi Dương kỳ thật đã đến cửa bệnh viện, nhưng là hắn lại cải biến chủ ý, sự kiện đã phát sinh, hắn coi như đuổi tới hiện trường cũng không có chút ý nghĩa nào, mà bây giờ trọng yếu nhất là hướng lãnh đạo cấp trên giải thích. Hắn có thể tưởng tượng đến phân công quản lý lãnh đạo giờ phút này tất nhiên là không vui. Trường Hưng hôm nay kháng nghị tạo thành ảnh hưởng xấu tướng sẽ kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Triệu Phi Dương ý thức được ký kết hợp đồng đã cấp bách, nếu như tùy ý loại tình huống này phát triển tiếp,
sẽ chỉ xuất hiện càng ngày càng nhiều trở ngại, hắn nhất định phải quyết định thật nhanh giải quyết nhân viên chú ý vấn đề, hắn nhất định phải mau chóng ký kết hợp đồng chứng thực hợp tác, hắn nhất định phải hướng chỗ có người chứng minh mình thanh liêm. Tiền nhiệm viện trưởng Cố Hậu Nghĩa cũng nhìn thấy Trường Hưng nội bộ kháng nghị tin tức, hắn vì vậy mà cảm thấy lo lắng, trong mắt hắn Trường Hưng tựa như sắp xuất giá nữ nhi, không biết tương lai vận mệnh tướng sẽ như thế nào. Hết lần này tới lần khác hắn cái này đã từng ra trưởng đã bị thanh trừ ra ngoài, hắn chỉ có thể lo lắng, không có bất kỳ cái gì quyền lên tiếng. Cố Hậu Nghĩa thường xuyên đang nghĩ, nếu như mình còn tại Trường Hưng, sẽ không làm cùng Triệu Phi Dương một dạng lựa chọn. Chí ít hắn cùng Triệu Phi Dương tại trên một điểm là giống nhau, bọn hắn đều cho rằng Trường Hưng nhất định phải cần cải cách, chỉ là hắn sẽ không làm giống Triệu Phi Dương dạng này cấp tiến. Mặc dù Cố Hậu Nghĩa vô số lần nhắc nhở mình đừng lại quan tâm Trường Hưng sự tình, nhưng hắn vẫn là khống chế không nổi mình, mỗi lần trải qua thời điểm, luôn luôn nhìn không được hướng Trường Hưng phòng bệnh cao ốc nhìn lên một cái. Khỏe mạnh thợ sửa chữa trình sắp hoàn thành, thế nhưng là nguyên vốn đã đáp ứng hợp tác dưỡng sinh quán Hứa Trường Thiện, lại đột nhiên đổi ý, lấy thân thể làm lý do từ chối nhã nhặn Cố Hậu Nghĩa mời. Cố Hậu Nghĩa trong khoảng thời gian này cùng Hứa Trường Thiện lui tới tấp nập. Hắn vẫn là muốn cùng Hứa lão tiên sinh gặp mặt một lần, làm rõ ràng hắn thay đổi chủ ý nguyên nhân. Bởi vì bên cạnh mở cộng đồng phòng khám bệnh, hồi xuân đường sinh ý ngày càng quạnh quẽ, Cố Hậu Nghĩa đến thời điểm, Hứa Trường Thiện chính tại hậu viện cho cá ăn. Nhìn qua từng đầu tại trong ao vừa đi vừa về du động cá chép, Hứa Trường Thiện lộ ra hiểu ý mỉm cười, trong viện lá phong chính hồng, ao nước chiếu rọi ra sắc trời cái bóng, nhìn qua, phảng phất mây trắng phiêu ở trong nước, ngũ thải ban lan cá chép rong chơi tại mây bay bên trong. Mùa thu gió thổi qua, một mảnh lá phong bay vào trong ao, tựa như một chiếc thuyền con tính vào thiên thủy ở giữa, trong thoáng chốc không phân rõ mây ở trong nước vẫn là cá ở trong mây. Cố Hậu Nghĩa khen, con cá này nuôi đến thực là không tồi. Hứa Trường Thiện mỉm cười nói, một số thời khắc cảm giác cá muốn so người sống được tự tại. Cố Hậu Nghĩa nói, chưa nói tới tự tại a. Hắn thấy, bọn này cá nuôi đến cho dù tốt, bọn chúng cũng chỉ có thể sinh hoạt tại cái này nho nhỏ cá trong ao, thế gian vạn vật đều hướng tới tự do, cá cũng sẽ không ngoại lệ. Hứa Trường Thiện đoán được Cố Hậu Nghĩa muốn nói cái gì, lạnh nhạt nói, kỳ thật thế gian vạn vật ai có thể nói chân chính tự do đâu, ta cả đời này hơn phân nửa thời gian đều tại kinh doanh hồi xuân đường, cái này hồi xuân đường chính là ta hồ cá, lúc trước ngươi muốn ta rời đi địa điểm cũ, kỳ thật ta rời đi liền có thể lấy được tự do. Cuối cùng ta mặc dù rời đi, thế nhưng là đã thành thói quen phương thiên địa này, thế là lại làm một cái mới hồ cá tướng mình vây khốn. Cố Hậu Nghĩa nhìn không được cười lên, mình sao lại không phải dạng này. Tất cả thanh xuân cùng nhiệt tình đều tiêu hao tại Trường Hưng, rời đi Trường Hưng về sau, mình hoàn toàn có thể buông ra hết thảy, hưởng thụ khó được tự do, thế nhưng là hắn lại lựa chọn tiến về khỏe mạnh, nói đúng phát huy nhiệt lượng thừa, nhưng nguyên nhân chân chính đâu? Hay là hắn quen thuộc cuộc sống như vậy? Hắn hưởng thụ quản lý cùng quyền lực. Cố Hậu Nghĩa nói, Hứa tiên sinh lo lắng nhận chế độ ước thúc sao? Hứa Trường Thiện lắc đầu, chỉ cần sống trên đời, mỗi người đều phải nhận ước thúc, ta chỉ là đột nhiên cảm giác được, loại địa phương kia không thích hợp ta, nhiều nhận biết một người bạn liền nhiều một phần sinh ly tử biệt yêu thương, ta ngày giờ không nhiều, không muốn bằng thêm thương cảm. Cố Hậu Nghĩa nhẹ gật đầu, minh bạch Hứa Trường Thiện suy nghĩ trong lòng, hắn cũng không muốn ép buộc, mỉm cười nói. Tiên sinh nếu như cải biến chủ ý, có thể tùy thời liên lạc với ta, chỉ cần ta tại khỏe mạnh một ngày, tự tùy lúc hoan nghênh tiên sinh đến. Hứa Trường Thiện cảm tạ Cố Hậu Nghĩa đối với mình coi trọng, đem hắn đưa ra ngoài cửa. Hứa Trường Thiện quay người vừa đi vào hồi xuân đường, sau lưng truyền tới một âm thanh vang dội, Hứa tiên sinh ở đây sao? Hứa Trường Thiện từ thanh âm bên trong nghe được người là hôm qua ngẫu nhiên gặp Kiều lão, hoảng vội vàng đi ra ngoài đón. Kiều lão quả thật là đưa cho hắn đưa thuốc đông y, hôm qua đưa Hứa Trường Thiện hai ông cháu khi về nhà phát sinh dốc thịt cọ sự cố, kết quả Hứa Trường Thiện nửa trong túi thuốc rơi vào bên trong xe của hắn, hôm nay Kiều lão chuyên cho đưa tới. Hứa Trường Thiện nói, Kiều lão, ngài làm sao còn chuyên đi một chuyến? Kiều lão cười nói, ngươi là trung y, những dược liệu kia là vì trị bệnh cứu người, sợ chậm trễ ngươi dùng a. Hứa Trường Thiện từ lái xe Tiểu Vũ trong tay tiếp nhận thuốc đông y. Mời Kiều lão cùng đi hậu viện uống trà. Kiều lão cũng không có chuyện gì, để Tiểu Vũ đi trước bên ngoài chờ hắn. Kiều lão đối Hứa Trường Thiện cái này tiểu hoa viên cũng cảm thấy có chút hứng thú, có chút thực vật hắn cũng không nhận ra, đặc địa thỉnh giáo một chút, lúc này mới làm rõ Hứa Trường Thiện nho nhỏ trong viện trồng không ít dược liệu.
Kiều lão lúc rảnh rỗi cũng thích loay hoay bồn cây cảnh, hai người trao đổi một chút tâm đắc, có chút hợp ý. Hứa Trường Thiện hỏi Kiều lão thích uống cái gì trà. Kiều lão biểu thị uống chút quen phổ, Hứa Trường Thiện nơi này vừa vặn có cháu trai cho hắn hiển hồng trà nhà máy sản xuất quen phổ, nấu nước pha trà. Kiều lão nhìn thoáng qua lá trà đóng gói, cười nói, người trà này là từ đâu mua? Hứa Trường Thiện nói, Kiều lão đi qua uống qua. Kiều lão lắc đầu nói, không có, chính là không có gặp trên thị trường có bán, cho nên ta mới cảm thấy hiếu kỳ. Hứa Trường Thiện nói, trà này là cháu của ta hiếu kính ta, là hắn tại Nguy Sơn Đảo mở nông trường bằng hữu tặng. Kiều lão ánh mắt sáng lên Nguy Sơn Đảo, ngươi nói là Nguy Sơn trong hồ hòn đảo nhỏ kia. Hứa Trường Thiện nhẹ gật đầu. Kiều lão nói, nơi đó không sinh phổ nhị trà a. Hứa Trường Thiện cười ha hả, một bên tẩy trà vừa nói, đương nhiên không sinh, hắn người bạn kia tại Điền Nam nhận thầu một cái vườn trà, trà đều là bên kia làm tốt, chỉ là đánh lên nông trường ấn ký. Hắn dùng trà kẹp tướng bỏng trà ngon ngọn đưa đến Kiều lão trước mặt, sau đó vì hắn châm trà. Kiều lão ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, tại trên bàn trà gõ hai lần, đây là uống trà lễ tiết, biểu thị quá khách qua đường khí không dám nhận, cũng biểu đạt tôn trọng vất vả ý tứ, loại này gõ tay lễ là uống trà bên trong thường thấy nhất, giới hạn trong ngang hàng ở giữa. Nếu như là vãn bối hoặc hạ cấp cho mình châm trà, bình thường dùng một chi ngón tay gõ đánh hai lần biểu thị tôn trọng vất vả. Nếu như là trưởng bối hoặc lãnh đạo cho mình châm trà, uống trà gõ tay lễ cũng muốn dùng đến nhất cao cấp bậc. Thủ thế là 5 cái tay chỉ khép lại là nắm đấm, sau đó hướng phía dưới đánh bàn trà, biểu thị đầu dạp xuống đất, thụ chi vô lễ, cái này gõ tay lễ là thuộc về cấp bậc cao nhất khấu tạ phương thức. Kiều lão cùng Hứa Trường Thiện ngang hàng tương giao, cho nên dùng loại thứ nhất gõ tay lễ. Hai người đồng thời nhấp một ngụm trà, Hứa Trường Thiện nói. Như thế nào? Kiều lão mỉm cười nói quen phổ giảng cứu dày, trượt, nhu, trần, thuần, tiên sinh đạo này trà nhưng chiếm thứ tư. Cháo bột cửa vào có nặng thực cảm giác chiếm cái dày chữ, cháo bột thuận hoạt không trệ không chát chát cái này lại chiếm cái trượt chữ, nhu. Người nhìn nước trà này sền sệt độ cực dai thuần, cảm giác thuần chính, không có tạp vị, mùi vị khác thường, chỉ là thiếu sót một cái trần chữ. Hứa Trường Thiện cảm giác sâu sắc bội phục, Kiều lão mới là trà đạo cao thủ, ta uống mấy chục năm trà, cùng ngài so sánh liền cửa cũng không nhập. Kiều lão cười nói, khiêm tốn, trà là thần nông thị nếm bách thảo thời điểm phát hiện. Tại lục phủ chỗ lấy trà kinh, bên trong, trà chi là uống, phát hồ thần nông thị. Mà thần nông thị lại là các ngươi trung y thuốc thủy tổ, cho nên nói trung y các ngươi bên trong trà đạo cao thủ mới vô số kể đâu. Hứa Trường Thiện ha ha cười nói, Kiều lão thật sự là kiến văn quảng bác, thần nông thị đích thật là trong chúng ta thuốc thủy tổ, bất quá trung y thủy tổ cũng không phải là thần nông thị. Kiều lão tướng chén trà buông xuống, Hứa Trường Thiện lại rót cho hắn chén trà, Kiều lão y nguyên gõ tay lễ. Kiều lão nói, ta vẫn cho là trung y cũng là thần nông thị khai sáng, mời Hứa tiên sinh là ta giải hoặc. Hứa Trường Thiện nói, trong chúng ta y cũng có thể chia nhỏ làm thuốc học cùng y học, thuốc đông y học thủy tổ chính là Kiều lão nói tới thần nông thị, nhưng là trung y học thủy tổ là kỳ bá, vị này kỳ bá là thời kỳ thượng cổ nhất có danh vọng y học nhà, đạo gia danh nhân, tinh thông y thuật mạch lý, hậu thế tôn xưng là hoa hạ trung y thủy tổ. Nghe nói. Hoàng đế nội kinh bên trong tố vấn trên cơ bản là hoàng đế hỏi thăm, kỳ bá đáp lại, lấy trình bày y học lý luận, kỳ bá y học tạo nghệ cao thâm. Trung y lại xưng trung y, hoặc vị thuật kỳ hoàng, cái này kỳ chính là kỳ bá, hoàng chính là hoàng đế. Kiều lão bừng tỉnh đại ngộ, nâng chén biểu đạt kinh ý, nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách 10 năm. Hứa Trường Thiện khiêm tốn nói, thuật nghiệp hữu chuyên công, ngài là người làm đại sự, đời ta tinh lực tất cả đều dùng tại trung y cái này nghề. Kiều lão nói, người sống một thế, có thể làm tốt một sự kiện liền đã tương đương không dễ dàng, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy trên thế giới này cao thượng nhất chức nghiệp chính là bác sĩ. Tại bác sĩ trong mắt, vô luận nghèo hèn phú quý, vô luận yêu thích chán ghét, đầu tiên nghĩ đến phải là cứu vớt sinh mệnh. Hứa Trường Thiện cảm khái nói, chỉ tiếc hiện tại gió Tây áp đảo gió Đông, lão tổ tông đồ vật, liền chính chúng ta cũng đều không hiểu đến chân quý. Chẳng biết lúc nào lên, bắt đầu nói trong chúng ta y lạc hậu. Trung y vô dụng, trung y khiếm khuyết khoa học căn cứ, nói cái gì trong chúng ta y đều là giang hồ lang trung khắp nơi giả danh lừa bịp, nói những lời này người căn bản cũng không hiểu được trung y. Tố vấn bảo mệnh toàn hình luận khúc dạo đầu liền viết trời phủ dày đất năm, vạn vật tất chuẩn bị, chớ quý tại người. Thiên kim yếu phương, sách chết người đến nặng, có quý thiên kim. Phương Tây cái gọi là chủ nghĩa nhân đạo, cái gọi là y đức,
lưu loát biên soạn thành sách, còn không bằng chúng ta tổ tiên để luyện ra một câu. Kiều lão cười nói, đúng vậy a, Hứa tiên sinh a, chính vì vậy, người càng hẳn là đem trung y phát dương quang đại, ở trong nước phát triển ra đến, để chúng ta truyền thống y học mọc lên như nấm, để dân chúng nhìn xem, đến tột cùng là trung y mạnh vẫn là tây y mạnh. Hứa Trường Thiện nói, trung y tây y ai mạnh ai yếu không có kết luận, cá nhân ta cảm thấy không cần thiết nâng một biếm một, song phương ai cũng có sở trường riêng, lẽ ra lấy thừa bù thiếu. Kiều lão nhẹ gật đầu. Hứa Trường Thiện nói, đừng chỉ lo nghe ta nói, Kiều lão, ngài lần này là đến Đông Châu du ngoạn sao? Kiều lão cười nói du ngoạn, liền xem như đi, thuận tiện nhìn mấy vị bằng hữu, cái này Đông Châu đều có gì vui. Hứa Trường Thiện nói, Đông Châu nơi này trong lịch sử chính là binh gia vùng giao tranh, đi qua bởi vì Hoàng Hà thay đổi tuyến đường, cựu thành mấy chuyến bị chìm, cho nên đồ tốt hoặc là liền bị hủy bởi chiến hỏa, hoặc là liền dưới đất, ta coi là hiện tại cũng chính là hán mộ đáng giá xem xét. Kiều lão nói, ta nghe nói Nguy Sơn Hồ không tệ. Hứa Trường Thiện nói, ta có mấy năm không có đi, bất quá ta cháu trai trước mắt tại Nguy Sơn đảo công việc. Thật sao? Nhắc lên cháu trai Hứa Trường Thiện lập tức liền mặt mày hớn hở, chính là ngày hôm qua nhìn thấy, chớ nhìn hắn tuổi trẻ, đã là Nguy Sơn đảo bệnh viện viện trưởng. Kiều lão khen thật sự là tuổi trẻ tài cao a. À? Còn không phải sao? Hắn là cái nào trường đại học tốt nghiệp? Hứa Trường Thiện bị đang hỏi, suy nghĩ một chút nói, ta cháu trai này không thích đi học, ta để hắn cùng ta học chút trung y, trình độ phương diện kém một chút. Kiều lão nói, trình độ không thể đại biểu cái gì, điểm cao năng lực kém người ta có thể thấy được nhiều. Hứa Trường Thiện cùng Kiều lão càng phát ra hợp ý, ta đi qua cũng cho rằng người trẻ tuổi làm sao đều muốn hỗn văn bằng giả mới được, nhưng bây giờ ta ý nghĩ hoàn toàn cải biến, liền nói ta cháu trai, mặc dù không có văn bằng đại học, nhưng là năng lực của hắn tuyệt không so sinh viên đại học danh tiếng chênh lệch, hắn hiếu thuận, có đảm đương, còn viết ra chữ đẹp. Ồ, có hay không hắn mặc bảo để cho ta thưởng thức một chút? Hứa Trường Thiện mặc dù mình điệu thấp khiêm tốn cả một đời, nhưng là cháu trai là niềm kiêu ngạo của hắn, hận không thể để người của toàn thế giới đều biết mình cháu trai năng lực, lập tức đem Kiều lão mời đến thư phòng, Kiều lão nhìn thấy hắn tàng thư cũng không nhịn được tán thưởng. Trên tường treo thư pháp tác phẩm không ít, đều là bọn hắn hai người viết, trong đó một bức trèo lên U Châu đài ca đưa tới Kiều lão hứng thú. Trước không thấy cổ nhân, sau không thấy lai giả. Niệm thiên địa chi ung dung, độc bi thương mà nước mắt hạ. Kiều lão nhìn thấy lạc khoản là Hứa Thuần Lương, hai mắt sâu quang mang đại thịnh, cái này thư pháp chạm vào có biến, cực hạn yêu nhã, xen vào nhau tinh tế, tẩy luyện đơn giản, trong động có tính, nhìn kỹ đặt bút thiên biến vạn hóa, kết cấu tự nhiên, tuyệt đối là một bức hiếm có hành thư tác phẩm. Mặc dù chung quanh cũng không ít Hứa Trường Thiện thư pháp, nhưng Kiều lão xem hết Hứa Thuần Lương này tấm hành thư, lại nhìn tác phẩm của hắn đã không có chút hứng thú nào. Không phải Hứa Trường Thiện viết không được khá, mà là Hứa Thuần Lương viết quá tốt. Hứa Trường Thiện nhìn thấy Kiều lão tại bức chữ này trước ngừng chân thật lâu, biết hắn thích bức chữ này, cười nói, Kiều lão như là ưa thích, ta liền đem bức chữ này tặng cho ngài. Kiều lão nói, vậy không tốt lắm ý tứ, quân tử không đoạt người chỗ tốt. Hứa Trường Thiện nói, đây là cháu của ta tiện tay vẽ xấu chi tác, không dối gạt ngài nói, hắn tiện tay ném ở một bên, là ta cảm thấy không tệ, tự hành bồi. Ngài như thích, một mực cầm đi. Kiều lão vui vẻ nói, vậy ta liền từ chối thì bất kính, đúng, tôn tử của ngài lúc nào trở về. Hắn đi Nguy Sơn đảo đi làm, lần này đoán chừng muốn cuối tuần mới có thể trở về. Hứa Thuần Lương ngồi ở trong phòng làm việc, soát lấy Trường Hưng tin tức, Trường Hưng nhân viên y tế tập thể kháng nghị sự tình tạo thành sự vang dội hiệu ứng, trong thành phố bởi vì việc này đã phái ra công tác tổ vào ở Trường Hưng, nghe nói còn là viện trưởng Triệu Phi Dương chủ động yêu cầu. Làm như vậy chỗ tốt, là hướng trong thành phố cho thấy mình không có có người khác nói tới tham nhũng vấn đề, hắn không sợ cha, thông qua lần này điều tra vừa vặn trả lại hắn trong sạch. Hắn cũng không phải yêu cầu vẻn vẹn điều tra mình một cái, đồng thời yêu cầu đối Trường Hưng cấp lãnh đạo tiến hành toàn diện điều tra, chính hắn không có vấn đề, không có nghĩa là Trường Hưng ban lãnh đạo đều không có vấn đề. Lục Kỳ gọi điện thoại đến đây, nghe ngóng Trường Hưng hiện tại đến cùng tình huống như thế nào. Kỳ thật hắn là đại biểu phụ khoa phó chủ nhiệm Vu Mạt hỏi thăm, dù sao hắn cùng Vu Lị đã đến nói chuyện cưới gả tình trạng, Vu Mạt là hắn tương lai chị vợ, Trường Hưng cải chế dẫn động tới mỗi một vị nhân viên trái tim. Hứa Thuần Lương cũng không rõ ràng Trường Hưng nội bộ tình huống cụ thể, hắn là cái phân viện viện trưởng, cũng không phải viện trưởng, mà lại hắn bây giờ tại Nguy Sơn Hồ phân viện,
núi cao hoàng đế xa, bản bộ nháo sự không ai thông chi hắn, cũng không ai dẫn hắn chơi. Tiếp vào Lục Kỳ điện thoại liền đoán được là nguyên nhân gì, Hứa Thuần Lương nhìn thoáng qua ảnh chụp, từ người kháng nghị trong đám tìm được xếp tại hàng thứ nhất Vu Mạt, nghĩ không ra Vu Mạt đối với chuyện này như thế cấp tiến. Hứa Thuần Lương nói, Vu phó chủ nhiệm cũng tham dự kháng nghị rồi. Còn không phải sao, Lục Kỳ nhắc lên chuyện này cũng có chút đau đầu, Vu Mạt lúc ấy cũng là đi theo mọi người cùng nhau đi ký tên kháng nghị, thuộc về đầu não nóng lên hành vi, kỳ thật Triệu Phi Dương đối nàng không tệ. Vu Mạt tham gia xong sau liền cảm thấy hối hận, lúc đầu nói là toàn thể khoa chủ nhiệm phó chủ nhiệm đều tham gia, nhưng là chân chính đến hiện trường, phát hiện khoa phụ sản liền nàng một cái phó chủ nhiệm đi qua, Vu Mạt cho là mình bị người làm vũ khí sử dụng. Công việc bây giờ tổ vào ở trường Hưng, tìm tất cả tham dự kháng nghị nhân viên chụp nói chuyện, các khoa chủ nhiệm phó chủ nhiệm trở thành nói chuyện trọng điểm. Nếu như lần này cha ra Triệu Phi Dương làm trái nhật ký hành trình là, nói không chừng liền có thể đem hắn đuổi xuống đài, bỏ dở lần này cải chế. Lục Kỳ châm đối với chuyện này đặc địa thỉnh giáo đại ca của mình Lục Minh, Lục Minh nói cho hắn biết, những này nhân viên y tế nghĩ đến quá đơn giản, bọn hắn chỉ có thấy được mặt ngoài, quyết định bệnh viện công cải cách cũng không phải là Triệu Phi Dương, Triệu Phi Dương nhiều nhất là một cái đưa ra người cùng người chấp hành, phía sau làm quyết định vẫn là phía trên lãnh đạo. Thay lời khác tới nói, vô luận Triệu Phi Dương có thể hay không tra xảy ra vấn đề, vô luận hắn có phải hay không tiếp tục đảm đương trường Hưng viện trưởng, bệnh viện cải chế đều tướng tiến hành tiếp. Nếu như cha không xảy ra vấn đề, những này nhân viên y tế chính là nhiễu loạn bình thường chữa bệnh trật tự, chế tạo không tốt xã hội ảnh hưởng, bọn hắn cũng là muốn nhận gánh trách nhiệm. Lục Kỳ tướng đại ca phân tích thuật lại cho Vu Mạt về sau, Vu Mạt lập tức hoảng hồn, nàng để Lục Kỳ hỗ trợ hỏi một chút chuyện này cuối cùng tướng đi về nơi đâu. Nàng về sau có thể hay không bởi vậy nhận chèn ép. Hứa Thuần Lương nghe Lục Kỳ nói xong không khỏi nở nụ cười, hắn cho rằng Triệu Phi Dương cách cục hẳn là không nhỏ như vậy, huống hồ tham dự kháng nghị hết thảy có hơn 300 người, Triệu Phi Dương nếu là từng cái trả thù, công việc sau này còn thế nào khai triển. Lần này kháng nghị sự kiện không thể nào là tự phát tụ tập, phía sau khẳng định có người tổ chức, đoán chừng Triệu Phi Dương trọng điểm là muốn đem phía sau người vạch ra cho bắt tới. Hứa Thuần Lương hỏi Lục Kỳ SEVENSTAA quầy rượu bản án. Lục Kỳ nói cho hắn biết cái kia bị nhện cắn bị thương DJ đã chữa trị xuất viện, bọn hắn hiện tại cũng điều tra ra một chút mặt mày, tóm lại hoàn toàn rửa sạch Hứa Thuần Lương hiểm nghi. Lúc này bí thư Đàm Hải Yến đến tìm hắn, Hứa Thuần Lương đã cúp điện thoại, chào hỏi nàng ngồi. Đàm Hải Yến nói, ta liền không ngồi, vừa mới trong nội viện thông chi để cho ta trở về Triệu mở cuộc họp khẩn cấp, ta tới nói với ngươi một tiếng liền phải trở về. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu. Thông chi là xế chiều hôm nay tổ chức viện hội nghị khẩn cấp, thông chi các phòng chủ nhiệm phó chủ nhiệm, chẩn đoán điều trị tổ trưởng, các hành chính phòng phó khoa cấp trở lên cán bộ đều muốn tham gia. Hứa Thuần Lương mặc dù là trong đó mời phó khoa cấp, nhưng dù sao cũng là phân viện người phụ trách, lần này thông chi tất cả đều chứng thực đến người, cũng thông chi hắn. Hứa Thuần Lương ý thức được lần này đi họp không phải chuyện gì tốt, 8-9 phần 10 muốn để hắn tỏ thái độ, thế cục chưa sáng tỏ, hắn cũng lười tranh đoạt vũng nước đục này. Cho nên quyết định lưu lại, loại thời điểm này rời xa không phải là mới là thượng sách. Hứa Thuần Lương để Đàm Hải Yến nắm chặt trở về, hắn đến lưu lại tọa chấn, hai người bọn họ không có khả năng đều đi, Đàm Hải Yến mở xong sau đó truyền đạt một chút hội nghị tinh thần là được rồi. Đàm Hải Yến nhẹ gật đầu. Để hắn cho Trương Hải Đào nói một tiếng, mình thời gian đang gấp, cần Trương Hải Đào lái xe đưa một chuyến. Hứa Thuần Lương giờ mới hiểu được nàng tìm đến mình mục đích chủ yếu. Trương Hải Đào hiện tại chỉ nghe mình, bình thường phái xe, trừ phi hắn chào hỏi, những người khác ai cũng không sai khiến được, Đàm Hải Yến cái này bí thư cũng không ngoại lệ. Hứa Thuần Lương cho Trương Hải Đào gọi điện thoại, để hắn lập tức đưa Đàm Hải Yến đi bến tàu, Trương Hải Đào biểu thị lập tức liền xử lý. Đàm Hải Yến vừa đi, khoa chỉnh hình Vương Hiểu Phong liền đến tìm Hứa Thuần Lương, thần thần bí bí nói cho hắn biết, mấy vị lão chủ nhiệm đang thương lượng chuẩn bị lên tiếng ủng hộ Trường Hưng bản bộ kháng nghị hành động. Tranh chữ đều làm xong, dự định giữa trưa lúc tan việc tại khám gấp trước lầu lặng im thị uy. Hứa Thuần Lương nghe xong chuyện này thật đúng là không thể phớt lờ, lúc đầu coi là Trường Hưng bản bộ sự tình cùng bên này không quan hệ, không nghĩ tới trên làm dưới theo, phân viện cũng có nhân viên muốn làm kháng nghị, đây không phải cho mình thêm phiền sao. May mắn mình nhiều để ý, nếu như hắn cùng Đàm Hải Yến cùng một chỗ hồi vốn bộ họp, liền không ai có thể ngăn cản chuyện này phát sinh. Nếu như bản bộ bên kia mở ra hội, phân viện bên này náo lên kháng nghị,
Triệu Phi Dương không tìm tự mình tính sổ sách mới là lạ, bất quá cứ như vậy, mình không đi mở sẽ càng có hơn đầy đủ lý do. Hứa Thuần Lương hiểu rõ một chút, tổ chức lần này kháng nghị cũng chính là đi qua đến trấn chính phủ kháng nghị kia mấy tên hạch tâm thành viên, nội khoa chủ nhiệm Triệu Hoành Đạt, phụ khoa chủ nhiệm La Xuân Mai, còn có phụ trách y tế chỗ Lưu Phú Quý, bắt giặc trước bắt vua, Hứa Thuần Lương quyết định theo nghề thuốc phụ chỗ chủ nhiệm Lưu Phú Quý ra tay. Lưu Phú Quý bình thường đều là ở bên trong hai khoa tọa môn xem bệnh, hắn nhìn bệnh tiểu đường có một tay, ngay tại chỗ rất nổi danh, mỗi ngày đều có không ít bệnh cũ hảo tới hỏi bệnh. Hứa Thuần Lương bình thường cùng hắn rất ít liên hệ, chờ Lưu Phú Quý tiến đến, ra hiệu hắn tọa hạ Lưu chủ nhiệm, tìm ngươi đến chính là nghĩ trưng cầu một chút ý kiến của ngươi. Lưu Phú Quý cười rạng rỡ nói, cái gì ý kiến? Kia phải hỏi ngươi a, ngươi đối Trường Hưng có phải hay không có cái gì bất mãn? Lưu Phú Quý tiếu dung trở nên có chút cứng ngắc lại, không có. Không có gì bất mãn a. Là khất nợ ngươi tiền lương vẫn là không cho ngươi giao bảo hiểm a. Hứa viện trưởng, ngươi ý gì? Không có ý gì, gần nhất Trường Hưng bản bộ phát sinh một ít chuyện, ảnh hưởng thật không tốt. Cho nên a, chúng ta phải phòng ngừa chu đáo, nếu ai đối ta bất mãn có thể ở trước mặt sách, cho dù là kéo tranh chữ chỉ mặt gọi tên mắng ta cũng không quan hệ, khẳng định là ta công việc làm được không tốt. Nhưng là nếu có ai đối Trường Hưng có ý kiến, tại phân viện nháo sự, vậy cũng đừng trách ta trở mặt không quen biết, đối với người nào có ý kiến tìm ai đi, nghĩ náo đi Trường Hưng bệnh viện náo, ngại xa, có thể lân cận đi Hồ Sơn trấn chính phủ. Lưu Phú Quý cái chán đã toát ra mồ hôi lạnh. Hứa viện trưởng, người đây đều là nghe ai giảng được, không có sự tình. Hứa Thuần Lương nói, có thì đổi chi không thì thêm miễn, thân là phân viện viện trưởng, ta tuyệt đối không cho phép phân viện xuất hiện bất kỳ tình trạng. Lúc này Trương Hải Đào trở về, Hứa Thuần Lương ngay trước Lưu Phú Quý mặt hướng Trương Hải Đào nói, nếu như chúng ta bệnh viện phát sinh bất luận cái gì nhiễu loạn bệnh viện bình thường chữa bệnh trật tự hành vi, lập tức xoay đưa công an cơ quan, nếu như ai dám can đảm lợi dụng thời gian làm việc làm cùng công việc không thể làm chung sự tình, ta sẽ từ nặng truy cứu trách nhiệm, ai dám ăn công ra cơm nện công ra nồi, ta trước hết đem chén của hắn đập. Đúng, Trương Hải Đào lớn tiếng nói. Lưu Phú Quý mặt mo đỏ bừng. Thấp thỏm bất an trong lòng, Hứa Thuần Lương lời nói này rõ ràng là nói cho mình nghe được. Cái này còn chưa bắt đầu kháng nghị đâu, liền bị người cho báo cáo, tiểu tử này cũng không phải người hiền lành, làm việc cũng quá bá đạo, không nói những cái khác, liền bên cạnh hắn cái kia Trương Hải Đào cũng không tốt gây, chính là hắn thuần phục một con chó, chỉ cần Hứa Thuần Lương ra lệnh một tiếng, hắn khẳng định bắt ai cắn ai. Hứa Thuần Lương nói, Lưu chủ nhiệm, người trở về làm một phần ý kiến sách cho các phòng phát hạ đi. Để bọn hắn nâng nâng ý kiến, tập hợp về sau giao cho ta. Lưu Phú Quý nói, lúc nào? Lập tức a, xế chiều hôm nay trước khi tan sở ta nhất định phải nhìn thấy. Hứa Thuần Lương không cho Lưu Phú Quý sắc mặt tốt, đám người này chính là chỉ sợ thiên hạ bất loạn, nếu thật là sự tình rơi vào bọn hắn trên đầu, mình trước hết nửa đường bỏ cuộc. Lưu Phú Quý nhẹ gật đầu, quay người đi. Trương Hải Đào nói, Hứa viện trưởng, ra chuyện gì? Hứa Thuần Lương nói, không có việc gì, hai ngày này ngươi cho ta nhìn kỹ chút, bản bộ phát sinh nhân viên kháng nghị sự kiện, chúng ta bên này có người cũng muốn nhân cơ hội lên tiếng ủng hộ. Trương Hải Đào mắng, đều mẹ nó ăn no căng đến, có tiền lương phát có tiền cầm không được sao, náo cái gì náo. Hứa Thuần Lương không phải phản đối bọn hắn nháo sự, mà là phản đối bọn hắn tại phân viện nháo sự, phân viện phát sinh bất cứ chuyện gì, trong nội viện đều phải tìm hắn cái viện này viện trưởng phiền phức. Mình dựa vào cái gì vì người khác sai lầm tính tiền đâu. Hứa Thuần Lương chiêu này quả nhiên làm ra sao sơn chấn hổ hiệu quả, mấy tên tổ chức kháng nghị chủ nhiệm thương lượng một chút, chuyện này vẫn là chờ một chút lại nói, mặc dù bọn hắn cũng không muốn làm cái gì công tư hợp doanh, nhưng là Trường Hưng bên kia đều không có kết quả, là phúc là họa còn không biết, bọn hắn đi theo kháng nghị không khỏi nóng vội. Mà lại Hứa Thuần Lương nói đến cũng có đạo lý, nghĩ nháo sự đi Trường Hưng náo. Phân viện lại không làm sai sự tình, bọn hắn ở chỗ này nháo sự nói nhỏ chuyện đi là ảnh hưởng phân viện danh dự, nói lớn chuyện ra ảnh hưởng Hồ Sơn trấn chính phủ hình tượng, lần trước nháo sự là bởi vì khất nợ tiền lương, bọn hắn huyên náo thiên kinh địa nghĩa, lần này giống như không có như vậy lẽ thẳng khí hùng. Trường Hưng bệnh viện điều tra còn đang tiến hành, bệnh viện công cải cách nhưng không có dừng bước lại, kháng nghị sự kiện phát sinh ngày thứ hai, tân nhiệm phó viện trưởng Viên Bội Cường liền đi tới Ngụy Sơn Đảo. Hứa Thuần Lương vốn cho rằng Viên Bội Cường đầu tiên muốn tới phân viện khảo sát, lại nghĩ không ra Viên Bội Cường chạm thứ nhất là tiến về Đại Hằng tập đoàn Nguy Sơn đảo cơ quan.
Cái này cơ quan vừa mới thành lập không lâu, Đại Hằng tại Nguy Sơn đảo ký kết cầm địa, cầm xuống cánh đồng đã dựng lên vây cản, tại vòng phương diện Đại Hằng là có phong phú kinh nghiệm, vỗ xuống thổ địa về sau lập tức kéo vây cản, bên ngoài mặt tường vẽ lên tinh mỹ quảng cáo, tại Hứa Thuần Lương xem ra, đây chính là điển hình họa bánh nướng. Hoa Đông khu người tổng phụ trách Trương Hằng Dương cũng tại cùng ngày đã tới Nguy Sơn đảo cùng Viên Bội Cường gặp mặt, song phương tiến hành một hệ liệt hữu hảo trao đổi. Phân viện bí thư Đàm Hải Yến tùy hành cũng toàn bộ hành trình cùng đi. Lần này hội đàm bên trong, Hứa Thuần Lương hoàn toàn bị vứt qua một bên, nếu như Đàm Hải Yến không phải vụng trộm cho hắn lên tiếng chào hỏi, Hứa Thuần Lương căn bản cũng không biết Viên Bội Cường đi trước Đại Hằng sự tình, Viên Bội Cường cũng không có đem hắn cái này phân viện viện trưởng để vào mắt, lần này thương vụ hoạt động căn bản không có cân nhắc để hắn tiếp khách. Hứa Thuần Lương nguyên bản còn định cho Viên Bội Cường an bài dừng lại tiếp Phong Yến. Bởi vì người này hành vi cũng quyết định hủy bỏ, đã ngươi trong mắt không có ta, lão tử làm gì cho ngươi mặt mũi. Đương nhiên hắn muốn đem chuyện này hướng Triệu Phi Dương làm thông báo, Triệu Phi Dương nhận được tin tức về sau, cho hắn trở về bốn chữ, ta không biết rõ tình hình. Hứa Thuần Lương từ bốn chữ này lĩnh hội lãnh đạo tinh thần, Viên Bội Cường đến thị sát chuyện này là giấu giếm Triệu Phi Dương, Triệu Phi Dương đối với cái này cũng có chút không vui. Nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Triệu Phi Dương cùng Hoa Niên tập đoàn ở giữa hẳn là vẫn tồn tại rất nhiều khác nhau. Viên Bội Cường đang tiến hành một ngày thương vụ hoạt động về sau, thông chi phân viện, 4 giờ chiều hắn sẽ đến phân viện thị sát. Điện thoại là Đàm Hải Yến đánh tới, nàng cũng không có giải thích vì sao lại hiện tại mới tới, chỉ là bàn giao Hứa Thuần Lương nhất định phải làm tiếp đãi chu đáo công việc, dưới cái nhìn của nàng tiếp đãi thượng cấp là chuyện đương nhiên, hiện tại Viên Bội Cường là phó viện trưởng, quyền lực gần như chỉ ở Triệu Phi Dương phía dưới. Hứa Thuần Lương thông qua chuyện này đã trên cơ bản kết luận, Trường Hưng cùng Hoa Niên tập đoàn hợp tác so trong dự đoán nhanh hơn, đoán chừng lần này phát sinh ở bản bộ nhân viên y tế kháng nghị sự kiện chẳng những không có ngăn cản hợp tác tiến hành, ngược lại đẩy vào hợp tác tiến trình. Viên Bội Cường cưỡi phải là một chiếc Audi A8, chiếc xe này thuộc về Đại Hằng tập đoàn, bởi vậy có thể thấy được hắn tại Đại Hằng đạt được tương đương lễ ngộ. Ô tô lái vào bệnh viện về sau, Trương Hải Đào lập tức hướng Hứa Thuần Lương tiến hành báo cáo. Lần này cùng Viên Bội Cường cùng đi đến còn có viện trưởng trợ lý Trương Hải Tân. Trương Hải Đào rõ ràng có chút sợ hãi, hắn đoạn thời gian gần nhất nghe nói không ít Trương Hải Tân sự tình, Trương Hải Tân hiện tại đã là Trường Hưng viện trưởng trợ lý, mà lại làm thuê cho Hoa Niên tập đoàn, hiện tại cao điệu trở về, có phải hay không mang ý nghĩa Nguy Sơn đảo bệnh viện cũng sắp biến thiên rồi. Nếu như Trương Hải Tân Đông Sơn tái khởi, như vậy những ngày an nhàn của mình cũng chấm dứt. Hứa Thuần Lương liền lâu đều chẳng muốn dưới, để Trương Hải Đào liền nói mình không tại. Đứng ở cửa sổ, nhìn thấy Viên Bội Cường xuống xe, Đàm Hải Yến sau đó. Trương Hải Tân cùng chó sủ giống như nhắm mắt theo đuôi, có Trương Hải Tân người dẫn đường này, Viên Bội Cường tại Nguy Sơn đảo bệnh viện chắc chắn sẽ không lạc đường. Hứa Thuần Lương cảm giác Đàm Hải Yến này nương môn có chút hồ đồ, thấy không rõ tình thế, không phải tất cả lãnh đạo đều cần quỳ liếm, Viên Bội Cường là Hoa Niên người tập đoàn. Đám này dân xí người đều phi thường hiện thực, nịnh bợ hắn cũng chưa chắc có thể rơi xuống chỗ tốt gì. Không bao lâu Viên Bội Cường gọi điện thoại tới tiểu Hứa A, người không tại bệnh viện sao? Hứa Thuần Lương nói, ta tại bệnh viện phía sau Thạch Lương Sơn. Thật là lớn nhã hưng A. Viên Bội Cường giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, hiện tại vẫn là trong lúc công tác, tiểu tử này thế mà thoát cương vị leo núi, trước cho hắn ghi lại một bút. Hứa Thuần Lương nói, là Triệu Viện giao cho ta nhiệm vụ. Để cho ta hoạch định một chút tương lai khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện. Viên Bội Cường nghe xong liền biết người này tại ăn nói bịa chuyện, bệnh viện này quy hoạch lúc nào luận đến hắn quan tâm không vui nói lúc nào trở về. Ta muốn theo ngươi nói chuyện. Hứa Thuần Lương nói, uy, ngươi nói cái gì, ai u, núi này bên trên tín hiệu. Hắn đã cúp điện thoại, Đàm, ngươi tôn trọng qua ta cái này phân viện trưởng sao? Viên Bội Cường nhíu mày, hướng Trương Hải Tân nói. Hắn nói ở trên núi, tín hiệu không tốt. Trương Hải Tân tiếu dung đầy cõi lòng thâm ý. Đàm Hải Yến muốn nói lại thôi, nàng kỳ thật đã ám chỉ qua Hứa Thuần Lương, nhưng là Hứa Thuần Lương hiển nhiên không có đem nàng để ở trong lòng, liền tối thiểu tiếp đãi công việc đều không có làm, chí ít trên mặt mũi vẫn là phải qua loa một chút nha. Viên Bội Cường cười nói chơi tiểu hài tử giấu miêu miêu sao. Hướng chung quanh nhìn một chút, căn bản không có người tới tiếp đãi bọn hắn. Trận đối mặt hắn cái này Trường Hưng phó viện trưởng tới nói khó tránh khỏi có chút quá vắng lạnh. Trương Hải Tân đề nghị đi phòng làm việc của viện trưởng nhìn xem, Đàm Hải Yến đề nghị, vẫn là đi phòng làm việc của ta ngồi đi.
Viên Bội Cường không có phản ứng nàng, đi vào lầu ba văn phòng, Trương Hải Tân xe nhẹ đường quen đi vào phòng làm việc của viện trưởng trước cửa, cố ý gõ cửa một cái, hắn cho rằng Hứa Thuần Lương căn bản không đi, ngay tại bệnh viện tránh lấy bọn hắn. Đàm Hải Yến nói, phòng làm việc của ta ở phía trước, đây là Hứa viện trưởng văn phòng, hắn không tại. Lúc nói chuyện, cửa ban công mở, Hứa Thuần Lương từ bên trong nghênh ngang đi ra. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, Viên Bội Cường trong lòng tự nhủ tiểu tử ngươi là mình đem mình bại lộ, vừa nói với ta ở trên núi, hiện tại mở cửa ra, muốn giả liền chứa vào đáy, cái này tính là gì? Mình vạch trần mình hoang ngôn, cũng quá ngu xuẩn đi. Hứa Thuần Lương cười nói, kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Ha ha, viên viện phó, ta cái này nghi thức hoan nghênh phi thường đặc biệt đi. Viên Bội Cường phản ứng đầu tiên đi qua, người này không có chút nào xuẩn, vẻn vẹn dùng một cái chế tạo ngạc nhiên hoang ngôn liền đem trước đó tất cả nói láo cho tròn tới, ta cùng ngươi rất quen sao. Ta mới không cần loại này kinh hỉ. Hứa Thuần Lương hướng Trương Hải Tân vươn tay ra, Trương Hải Tân sửng sốt một chút, không là cái thứ nhất muốn cùng Viên Bội Cường nắm tay sao. Hắn cảm thấy không thích hợp, nhưng là lại không dám không nắm, vươn tay ra, Hứa Thuần Lương một phát bắt được tay của hắn, dùng sức kéo một phát, Trương Hải Tân liền bị hắn cho kéo đến trong văn phòng đi. Những người khác còn không có kịp phản ứng, Hứa Thuần Lương cạch. Đóng cửa phòng lại. Trương Hải Tân dọa đến mặt mũi trắng bệch, đây là muốn làm gì? Hắn giữ cửa đều cho khóa trái. Hẳn là muốn đánh ta. Trương Hải Tân hai chân run lên, con hàng này làm sao lại không theo lẽ thường ra bài đâu. Hứa Thuần Lương tay thoáng dùng sức, Trương Hải Tân đau đến gương mặt nhăn nhó Hứa viện điểm nhẹ. Điểm nhẹ. Bị giam ở bên ngoài Viên Bội Cường cùng Đàm Hải Yến không hiểu ra sao, Đàm Hải Yến gạt ra một cái tiếu dung hai người bọn họ là bạn cũ, khả năng. Khả năng có thì thầm muốn nói. Lý do này chính nàng đều không có cách nào thuyết phục mình, Hứa Thuần Lương đây là muốn làm gì. Người ta thế nhưng là phó viện trưởng A. Viên Bội Cường miệng nghiêng một cái, ha ha, cười lạnh một tiếng, Trương Hải Tân cùng Hứa Thuần Lương ở giữa ân oán hắn phi thường rõ ràng. Đàm Hải Yến kiên trì gõ cửa phòng một cái tiểu Hứa, đừng nói giỡn. Hứa Thuần Lương chỉ vào Trương Hải Tân cái mũi, hạ giọng nói người mẹ nó làm sao một điểm trí nhớ đều không dài. Còn dám tới. Không là, là, hắn cứng rắn muốn ta tới. Trương Hải Tân thanh âm rất nhỏ. Hứa Thuần Lương tay quá nặng đi, cảm giác mình xương cốt đều sắp bị bóp nát. Hứa Thuần Lương nói, người thật là tốt người không thích đáng, không phải đương chó. Ta không có, có, ai u, người trước buông tay, Trương Hải Tân đau phải ngồi chồm hổm, Hứa Thuần Lương lúc này mới buông hắn ra. Một lần nữa mở cửa phòng ra, Đàm Hải Yến gõ đến nửa đường tay ngừng lại, Viên Bội Cường nhìn thấy Trương Hải Tân không có việc gì, không vui nói các ngươi làm cái gì. Trương Hải Tân nói, không có, không có gì. Hứa Thuần Lương nói, ta hỏi Trương trợ lý, viên viện phó thích ăn cái gì, chào buổi tối sắp xếp cho ngài một chút. Viên Bội Cường trong lòng tự nhủ ngươi biên, có thể kình biên, hắn lạnh nhạt nói, không muốn làm đặc thù hóa, công việc bữa ăn là được. Hứa Thuần Lương nói, dựa theo quy định ban đêm là không cung cấp công việc bữa ăn. Viên Bội Cường sửng sốt một chút, người này đang trêu đùa mình, hắn gật đầu nói kia chính chúng ta ăn. Đàm Hải Yến ở một bên hướng Hứa Thuần Lương nháy mắt, Hứa Thuần Lương nhắm mắt làm ngơ viên viện phó tiến đến thăm một chút sao. Viên Bội Cường vào bên trong liếc một cái ta đi đàm phòng thư ký làm việc, chúng ta còn có một số việc cần. Hắn quay người đi, Trương Hải Tân tranh thủ thời gian đi theo ra ngoài. Viên Bội Cường hiện tại độ cao hoài nghi lần trước Đồng Trường Hạo bị đánh một chuyện cùng Hứa Thuần Lương có quan hệ, tại hắn đến Trường Hưng tiền nhiệm trước đó, Đồng Trường Hạo cùng hắn từng có một lần nói chuyện. Đồng Trường Hạo tướng Triệu Phi Dương miêu tả thành vì một cái người chủ nghĩa lý tưởng, một cái nước kẻ dã tâm, đem Hứa Thuần Lương nói thành một cái tay chân, nói thành Triệu Phi Dương một cây đao. Đồng thời hắn nhắc nhở Viên Bội Cường, Hứa Thuần Lương mặc dù tuổi trẻ, lại là một cái đùa bỡn dương mưu cao thủ, người này thô bạo vô lễ, nhưng là thô bên trong có mảnh, liền tổng giám đốc nhi tử Đường Thiên Nhất hắn cũng dám đánh, Viên Bội Cường vừa rồi đã lĩnh giáo đến. Viên Bội Cường đem Hứa Thuần Lương đúng không thèm chịu nể mặt mũi hiểu thành vò đã mẻ không sợ rơi, hắn thấy Hứa Thuần Lương hẳn phải biết nhảy nhót không được mấy ngày. Hoa Niên tập đoàn cùng Trường Hưng chính thức ký kết về sau, Trường Hưng phạm vi bên trong sẽ không cho phép người này tồn tại, Tổng Giám đốc Đường Kinh Vĩ mặc dù từ đầu đến cuối không có đối với nhi tử bị đánh một chuyện biểu qua thái, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn không ngại.
Viên Bội Cường hôm nay tới đây mục đích cũng không phải là vì khảo sát phân viện, chủ yếu là cùng Đại Hằng Thương đàm chuyện hợp tác. Triệu Phi Dương đối tương lai khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện kiến thiết tràn đầy lý tưởng hóa, Hoa Niên nội bộ tập đoàn đã làm ra đầu tư dự toán, vẻn vẹn là hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện cùng Trường Hưng hai kỳ công trình kiến thiết tổng đầu tư liền muốn tại 30 ức tả hữu, mà Hoa Niên tập đoàn trước mắt đang đứng ở thung lũng, bọn hắn không có khả năng đồng thời chiếu cố Nguy Sơn đảo bệnh viện thăng cấp cải tạo. Mà lại tòa này xây ở cô trên đảo khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện tại trong ngắn hạn sẽ không thu được hiệu quả và lợi ích, mang ý nghĩa bọn hắn thu về tài chính sẽ có một cái lâu dài quá trình. Đại Hằng tập đoàn lấy dễ đề nghị để Hoa Niên tập đoàn tâm động, dạng này liền có thể mức độ lớn nhất giảm bớt đầu tư chi phí. Đối bọn hắn tới nói, một tòa bệnh viện mở tại vị trí nào không khác nhau bao nhiêu, bọn hắn vô ý tại trong ngắn hạn khuếch trương đại quy mô, chỉ muốn lợi dụng lấy dễ phương thức đến thu hoạch được càng nhiều tiền mặt. Viên Bội Cường sở dĩ vòng qua Triệu Phi Dương đến đàm chuyện này cũng là tổng bộ thụ ý, Triệu Phi Dương hai ngày này đang đứng ở sức đầu mẻ chán thời điểm, hắn không cách nào chiếu cố chuyện bên này, mà lại coi như hắn biết, cũng sẽ không có ý kiến gì, bởi vì Triệu Phi Dương thân phận chẳng mấy chốc sẽ phát sinh cải biến. Hứa Thuần Lương điện thoại liên lạc một chút Mai Như Tuyết, hỏi nàng có biết hay không Đại Hằng tập đoàn cùng Hoa Niên tập đoàn đang đàm phán đổi chỗ sự tình. Mai Như Tuyết biết Đại Hằng tập đoàn một mực đối Nguy Sơn đảo bệnh viện mảnh đất này không hề từ bỏ, nhưng là nàng cũng không biết Hoa Niên tập đoàn cũng liên lụy trong đó. Mai Như Tuyết nói cho Hứa Thuần Lương chuyện này không đáng để lo, mặc dù Hồ Sơn trấn chính phủ đã đem quyền tài sản chuyển nhượng cho Trường Hưng bệnh viện, nhưng là mảnh đất này là chữa bệnh dùng địa, bọn hắn muốn tự mình chuyển nhượng chính là trái với điều ước. Tại trên hợp đồng có minh xác quy định, nếu như phát sinh loại tình huống này, chính phủ có quyền thu hồi bệnh viện quyền sở hữu. Hứa Thuần Lương đều không có lưu ý chuyện này, nghe Mai Như Tuyết nói như vậy, lại tìm ra lúc trước hợp đồng điện tử hồ sơ nhìn một lần, quả nhiên phát hiện đầu này, hắn cười nói bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, chân chính cao minh vẫn là chính phủ. Mai Như Tuyết nói, chúng ta nhưng không có nhiều như vậy lệch ra tâm nhãn, sở dĩ tăng thêm đầu này, chính là lo lắng các ngươi sẽ lá mặt lá trái làm loạn, chúng ta là lấy bách tính lợi ích làm đầu, các ngươi là vì thu hoạch được càng nhiều lợi ích, mọi người điểm xuất phát là không giống. Đương nhiên không đến bất đắc dĩ, chính phủ cũng sẽ không như thế làm. Mai Như Tuyết cũng quan tâm Trường Hưng trước mắt cải chế tình huống, khi tất yếu nàng ước hẹn đàm Trường Hưng cấp lãnh đạo, để hắn đối Nguy Sơn đảo bệnh viện tình huống tiến hành nói rõ. Hứa Thuần Lương nói, người muốn gặp ta liền nói rõ, ta liền tới đây hướng người báo cáo. Mai Như Tuyết nhìn không được bật cười ngươi thật giống như đại biểu không được Trường Hưng a. Làm sao, có cảm giác nguy cơ rồi. Có phải hay không lo lắng cải chế về sau mình quan chức khó giữ được? Nàng phi thường rõ ràng Hứa Thuần Lương tình cảnh, đánh tương lai lớn con trai của lão bản, nếu như hắn tiếp tục lưu lại Trường Hưng, về sau khẳng định không có một ngày tốt lành qua, nàng cho rằng Hứa Thuần Lương hẳn là phòng ngừa chu đáo, tại hợp tác triệt để trước khi rơi xuống đất chọn rời đi, lấy năng lực của hắn đến đâu mà còn không phải như vậy. Nhưng là Mai Như Tuyết biết Hứa Thuần Lương khẳng định có hắn ý nghĩ của mình. Nàng cũng không sẽ chủ động nhúng tay chuyện của hắn, trừ phi Hứa Thuần Lương mình nói ra để nàng hỗ trợ. Hứa Thuần Lương nói, người khác không biết người còn có thể không biết, ta đó căn bản không gọi quan. Mai Như Tuyết tán thưởng hắn không có bị choáng váng đầu óc, tại thể chế bên trong làm việc bất cứ lúc nào đều phải gìn giữ dạng này thanh tỉnh nhận biết. Hứa Thuần Lương hỏi nàng ban đêm có rảnh hay không, nghĩ hẹn nàng cùng đi trên trấn xem phim, dù sao lần trước Mai Như Tuyết thất ước, hắn dự định nối lại tiền duyên. Mai Như Tuyết không muốn bị người nói xấu, trong trấn rạp chiếu phim là vô luận như thế nào không dám đi. Hứa Thuần Lương cũng phi thường minh bạch, dù sao Mai Như Tuyết là trưởng của một trấn, Hồ Sơn trấn lại chỉ có như vậy một nhà rạp chiếu phim, hai người khi đi hai người khi về một đôi xem phim nghĩ không làm cho người khác chú ý cũng khó khăn. Hắn chợt phát hiện, hai người bọn họ mặc dù cách rất gần, nhưng là còn không bằng tại Đông Châu gặp mặt tự do, chủ yếu là Mai Như Tuyết bận tâm thân phận. Tại Nguy Sơn đảo bên trên thời điểm, chủ động cùng hắn giữ một khoảng cách, nhưng càng là như thế, càng là khơi dậy hắn chinh phục dục. Nhanh lúc tan việc, Đàm Hải Yến qua tìm hắn, Phó Viện trưởng Viên Bội Cường buổi tối hôm nay không đi, cho nên nàng nghĩ trưng cầu một chút Hứa Thuần Lương ý kiến, ban đêm an bài như thế nào. Đừng nhìn nàng là bí thư, tại phân viện nói chuyện một chút tác dụng đều không đỉnh, ngay cả dùng chiếc xe đều phải Hứa Thuần Lương gật đầu, bất quá Đàm Hải Yến cũng không có lời oán giận. Nàng biết Hứa Thuần Lương năng lực, từ khi đến nơi đây đến nay hai người phối hợp coi như ăn ý, Hứa Thuần Lương đối nàng cũng không phải thường khách khí. Hứa Thuần Lương nói,
hắn không phải nói muốn ăn công việc bữa ăn sao? An bài nhà ăn tùy tiện làm điểm đút hắn no được. Đàm Hải Yến cho rằng Hứa Thuần Lương hẳn là tức giận, Viên Bội Cường hôm nay tới đi trước Đại Hằng tập đoàn bên kia bái phỏng, không có chào hỏi hắn, chạm đến Hứa Thuần Lương vảy ngược. Đàm Hải Yến nói, như vậy không tốt đâu, dù sao hắn là Trường Hưng phó viện trưởng. Hứa Thuần Lương nói, không có gì không tốt, Trường Hưng có phương diện này tiếp đãi tiêu chuẩn, Triệu viện trưởng tới thời điểm đều là công việc bữa ăn, hắn một cái phó chức không thể ngoại lệ. Chúng ta nếu là cho hắn làm đặc thù hóa, Triệu viện trưởng biết sẽ nói thế nào. Đàm Hải Yến nói, thế nhưng là... Hứa Thuần Lương nói, Đàm thư ký ngươi sợ hắn cho ngươi mặc tiểu hài a? Chúng ta đều là chính thức biên chế, người hắn có gì mà sợ. Mà lại lần này hắn đến phân viện thị sát căn bản là không có cùng Triệu viện chào hỏi. A, Đàm Hải Yến ngây ngẩn cả người không thể nào. Hứa Thuần Lương nói, tình huống bây giờ phi thường phức tạp. Trường Hưng mấy ngày nay tình huống ngươi cũng nhìn thấy, có hợp hay không làm. Lúc nào hợp tác, hết thảy đều không tốt nói. Đàm Hải Yến nhưng không có hắn nghĩ đến nhiều như vậy, nàng mặc dù xử lý hành chính công việc nhiều năm, nhưng là chính trị mẫn. Cảm tính phương diện có khiếm khuyết, từ xưa tới nay dưỡng thành công việc quen thuộc liền là dựa theo lãnh đạo chỉ thị làm việc. Đàm Hải Yến nói, ý của ngươi là Trường Hưng cùng Hoa Niên tập đoàn có đàm phán vỡ tan khả năng. Ta cũng không có nói. Dù sao Triệu viện đem chúng ta phái đến nơi đây, chính là muốn bảo vệ cẩn thận Trường Hưng tài sản cố định, hắn Viên Bội Cường cùng Đại Hằng nói chuyện gì? Hắn hiện tại có tư cách gì đại biểu chúng ta Trường Hưng đi đàm? Đàm Hải Yến nói, ta không biết a, ta chỉ là cùng đi hắn đi qua, cụ thể đều là hắn cùng Trương Hằng Dương đang nói. Hứa Thuần Lương nói, ngươi không biết Đại Hằng tập đoàn vẫn luôn nhìn chằm chằm bệnh viện chúng ta mảnh đất này. Hoa Niên tập đoàn nếu quả thật nghĩ thầm phát triển nơi này, căn bản sẽ không cùng Đại Hằng tập đoàn đàm phán, bọn hắn đàm phán nội dung không cần hỏi đều có thể đoán được, đơn giản là muốn trao đổi lợi ích. Đàm Hải Yến nói, Hoa Niên có được hai nhà đưa ra thị trường công ty, thực lực rất hùng hậu, không có khả năng thiếu tiền a. Ai nói cho ngươi bọn hắn không thiếu tiền, càng là loại này đưa ra thị trường công ty, càng là bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa, không thiếu tiền cùng Đại Hằng nói chuyện gì. Ta xem bọn hắn căn bản liền không nghĩ tới muốn làm khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện. Bọn hắn không phải liền là muốn phát triển lớn khỏe mạnh sản nghiệp sao? Ta nghe nói muốn đầu tư 30 ức đóng tân y viện đâu? 30 ức ném ở nơi nào? Là khu công nghệ cao, là hai kỳ công trình, hai thứ này cộng lại đoán chừng 30 ức đều không đủ, đâu còn có tiền đầu tư nơi này. Đàm thư ký, ngươi còn nhìn không rõ, bọn hắn là muốn tay không bắt sói, đem chúng ta mảnh đất này tặng cho Đại Hằng. Làm dịu tiền mặt áp lực. Đàm Hải Yến nháy nháy mắt, lúc này có chút minh bạch, bất quá nàng vẫn là không nghĩ ra cái này cùng bọn hắn có quan hệ gì. Hoa Niên tập đoàn cùng Trường Hưng hợp tác thành lập Đông Châu Hoa Niên chữa bệnh quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn, Hoa Niên tập đoàn có được cổ phần, cũng liền có được nơi này quyền chi phối, Nguy Sơn đảo bệnh viện cuối cùng đi con đường nào giống như cũng không phải bọn hắn có thể quyết định. Đàm Hải Yến nói cho Hứa Thuần Lương, hôm qua nàng trở lại họp, trong thành phố phái ra công tác tổ vào ở Trường Hưng, điều tra nhân viên y tế phản ứng những vấn đề kia, trước mắt đến xem mọi người cũng không phải là đối cải chế có ý kiến, mà là đối cải chế sau thân phận của bọn hắn có lo lắng. Hứa Thuần Lương liền biết là kết quả này, đừng nhìn hôm nay huyên náo hoan, ngày sau cho ngươi kéo danh sách, nhân viên y tế cái này khởi nháo sự căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Lấy Triệu Phi Dương trí tuệ, hắn không có khả năng mù quáng thúc đẩy cải chế, càng không khả năng tại vấn đề kinh tế bên trên thất bại. Trước đây phản ứng hắn sinh hoạt vấn đề tác phong, còn không phải bình ổn vượt qua nguy cơ. Mà lại lần này tập thể kháng nghị trước đó, hắn liền đã công kỳ người tài sản, cái này cho thấy thái độ hắn không sợ cha, cũng chịu nổi cha. Lần này công tác tổ vào ở Trường Hưng, mọi người vốn cho rằng là hướng về phía Triệu Phi Dương tới, nhưng rất nhanh mọi người liền ý thức được lần này hướng gió có chút không đúng. Đầu tiên đã chứng minh Triệu Phi Dương tại kinh tế bên trên cũng không vấn đề gì, Triệu Phi Dương thực tế tài sản cùng lúc trước hắn công kỳ tài sản tương xứng, hắn không có bất kỳ cái gì tham nhũng hành vi. Nhưng là công tác tổ nhận được một cái khác khởi báo cáo, cái này khởi báo cáo là liên quan tới bí thư Trần Hưng An. Trần Hưng An vi quy xử lý cha tang sự vấn đề. Năm trước tháng 5, Trần Hưng An tại xử lý cha mai táng nghi trong lúc đó. Vi quy tiếp nhận 15 tên thuộc hạ nhân viên công tác phúng viếng kim hơn 2 vạn nguyên. Trần Hưng An làm sao cũng không nghĩ tới công tác tổ sẽ tra được trên người hắn, mà lại phụ thân hắn đều qua đời hơn 2 năm, khoảng
khoản này nợ cũ vào lúc này bị lật ra, khẳng định là có người biết chuyện có ý định. Thượng cấp lệnh cưỡng chế Trần Hưng An trả lại tất cả phúng viếng kim về sau, còn cho trong đảng cảnh cáo xử lý. Cái này Nghiêm Tử đánh cho không thể bảo là không nặng, Trần Hưng An bản thân liền là phân công quản lý đảng quần công tác bí thư, mặc dù loại chuyện này rất phổ biến, nhưng là bị lấy ra làm văn chương, Trần Hưng An vẫn là thứ nhất chuyện xảy ra về sau, từ trước đến nay tính tình tốt Trần Hưng An, tức giận đến bệnh tim phát tác tiến vào bệnh viện, đêm đó trái tim liền hạ xuống hai cái giá đỡ. Bởi vì Trần Hưng An tình cảnh hiện tại phi thường mẫn cảm, đi qua nhìn thấy hắn cúi đầu cúi người đám kia trung tầng cán bộ không có một cái nào dám chủ động đi thăm viếng hắn. Cơ hồ tất cả mọi người ý thức được Trần Hưng An đại thế đã mất, hắn bản thân liền là sắp về hưu người, tục truyền lần này Trường Hưng nhân viên y tế công khai kháng nghị chính là hắn dẫn đầu tổ chức. Triệu Phi Dương đã bình an quá quan, tiếp xuống hắn rất có thể sẽ cùng những cái kia dẫn đầu người kháng nghị chậm rãi tính sổ sách. Trần Hưng An sự tình liền mang theo răn đe ý tứ, loại thời điểm này, ai còn dám công khai hướng Trần Hưng An lấy lòng. Cái thứ nhất thăm viếng Trần Hưng An người là viện trưởng Triệu Phi Dương, Triệu Phi Dương không để cho người cùng đi, một người tới, cho Trần Hưng An mua một bó hoa tươi. Trần Hưng An ngồi tại trên giường bệnh, vẫn cảm thấy nội tâm chán đến khó chịu, tâm nội khoa chủ nhiệm Tần Quốc Minh nói cho hắn biết, hắn động mạch vành trái trước hàng chi chặn lại 85%. Đã hạ hai cái giá đỡ, trước mắt trái tim cung cấp máu tốt đẹp. Trần Hưng An lại cảm thấy mình triệu chứng không có chút nào cải thiện, Tần Quốc nói rõ hắn là trên tâm lý gánh vác quá nặng cùng sinh lý không quan hệ. Trần Hưng An giả ra khách khí bộ dáng triệu viện, người công việc bận rộn như vậy làm sao còn đến đây đâu. Triệu Phi Dương phảng phất sự tình gì cũng chưa từng xảy ra, thân thiết cười nói, Trần thư ký ngã bệnh, ta sao có thể không đến đâu, ta cũng không có chuyện gì. Hai ngày này chính là phối hợp công tác tổ điều tra. Hắn đem bó hoa kia đặt ở trên tủ đầu giường, đặc địa lưu ý một chút, Trần Hưng An dưới giường sạch sẽ chỉ toàn, không có bất kỳ cái gì cái khác quà tặng, chứng minh trước mắt ít có người qua tới thăm. Người chính là như thế hiện thực, người cho rằng người đứng tại chính nghĩa một phương, người cho rằng người đang vì công nhân viên chức lợi ích mà chiến, người cho rằng người sẽ được mọi người nhận thấy kích chỗ ủng hộ, người 10 phần sai. Ủng hộ người. Là bởi vì bọn hắn cho rằng ngươi có thể mang cho bọn hắn chỗ tốt, ngươi có thể giúp bọn hắn nói chuyện, làm ngươi mất đi giá trị sát na, tất cả mọi người sẽ cách ngươi đi xa. Trần Hưng An thậm chí nghĩ, nếu như mình lần này bởi vì cơ tim tắc nghẽn đột tử, đoán chừng đến phúng viếng đều không có mấy cái, đám này phần tử trí thức quá thực tế, tự chọn sai mưu sự đối tượng. Triệu Phi Dương cũng không phải tới nhìn Trần Hưng An trò cười, hắn thậm chí có chút đồng tình Trần Hưng An, nếu như bị cha xảy ra vấn đề người kia là mình. Hắn cũng sẽ tao ngộ cùng Trần Hưng An kết quả giống nhau, lãnh đạo đối thể chế bên trong thói đời nóng lạnh vốn hẳn nên so với người bình thường nhìn càng thêm thanh một chút. Cái này kiên định hơn hắn rời đi thể chế quyết tâm, chỉ cần không nhịn đau làm ra cắt chém, về sau chuyện phiền toái như vậy sẽ còn liên tục không ngừng. Trần Hưng An chào hỏi Triệu Phi Dương ngồi, Triệu Phi Dương kéo ghế tại bên giường ngồi xuống, một già một trẻ hai vị cộng tác đột nhiên đều trầm mặc xuống. Trần Hưng An không nói lời nào là bởi vì hắn đối Triệu Phi Dương không lời nào để nói, hắn nghiêm trọng hoài nghi mình lần này bị báo cáo cùng Triệu Phi Dương có quan hệ. Triệu Phi Dương không nói lời nào là bởi vì hắn đang suy nghĩ ứng nên bắt đầu nói từ đâu, mặc dù đến thời điểm nghĩ rất chu toàn, nhưng là thấy đến Trần Hưng An thời điểm, hắn bỗng nhiên lại cải biến chủ ý. Chìm thuyền bên cạnh bờ ngàn buồm qua, bệnh nhánh cây đầu vạn mộc xuân. Sự phát triển của thời đại không thể nghịch chuyển. Bệnh viện công cải cách bắt buộc phải làm, Trần Hưng An làm đại biểu lần trước đời cán bộ cũng chắc chắn rời khỏi lịch sử sân khấu. Triệu Phi Dương nhận là sự kiện lần này cũng không phải là Trần Hưng An đối bất mãn của mình, nguyên nhân chân chính là hắn đối biến đổi e ngại, hắn đã không có dũng khí đi là Trường Hưng phấn đấu, không có năng lực tiến bộ lại sợ hãi người khác tiến bộ, cái này dạng người đã trở thành Trường Hưng phát triển chướng ngại vật. Cảm giác thế nào a? Triệu Phi Dương dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, còn tốt. Tần chủ nhiệm nói, ta tới tương đối kịp thời, sẽ không lưu lại di chứng. Vậy là tốt rồi, Triệu Phi Dương trên mặt hiện ra công thức tính mỉm cười, các đồng chí đều rất quan tâm ngươi, đều chờ mong ngươi sớm ngày khôi phục khỏe mạnh, một lần nữa trở lại công việc trên cương vị đi. Trần Hưng An đối Triệu Phi Dương câu nói này còn nghi vấn, đầu tiên Triệu Phi Dương mình liền không chờ mong, nhân viên y tế tập thể kháng nghị sự tình cũng không có hướng phía hy vọng của hắn phương hướng phát triển. Triệu Phi Dương ứng đối biện pháp kịp thời mà hữu hiệu. Kháng nghị đưa tới thị lý coi trọng, trước tiên phái chú công tác tổ, nhưng là để cho người ta không biết nên khóc hay cười chính là,
Triệu Phi Dương không có cha xảy ra vấn đề, ngược lại là bí thư Trần Hưng An kia bút năm xưa nợ cũ bị lật ra ra, khiến cho hắn chật vật không chịu nổi. Triệu Phi Dương nói, trước đại hội sẽ sớm tổ chức, vẫn chờ Trần thư ký chủ trì đâu. Trần Hưng An cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, dính đến công tư hợp doanh, dính đến cổ quyền phân phối, nhất định phải trải qua công nhân viên chức đại biểu đại hội, còn muốn đi một chút bỏ phiếu chương trình, nhưng là Trần Hưng An đối kết quả đã không ôm hy vọng, hắn ý thức được tự chọn sai đối tượng, Triệu Phi Dương chỉ là lần này cải chế người chấp hành, lại không phải người quyết định, mình lần này nhìn như giữ gìn mọi người lợi ích tiến hành, đắc tội không ít người. Bi ai là, bọn hắn lần này kháng nghị hành động chẳng những không có đưa đến ngăn cản Trường Hưng cải chế tác dụng, ngược lại gia tốc cải chế bước chân. Trần Hưng An nói, thân thể của ta tình huống xem ra là không cho phép. Triệu Phi Dương nói, Trần thư ký nghĩ từ thôi chức vụ. Trần Hưng An sửng sốt một chút, mình cũng không có nói qua, Triệu Phi Dương là đang nhắc nhở mình sao. Mình không thể nghi ngờ đã trở thành cái đinh trong mắt của hắn, cái gai trong thịt. Triệu Phi Dương thở dài nói, ngươi cùng ta nghĩ đến cùng đi, trải qua chuyện lần này, ta thật là có chút tâm lực tiểu tụy, hai ngày này ta lặp đi lặp lại đang nghĩ, vì cái gì mọi người sẽ đối với ta sinh ra nhiều như vậy chất vấn. Vì cái gì ta một lòng vì Trường Hưng nỗ lực lại không chiếm được lý giải. Người khác vì cái gì nói ta ăn quan cơm tích lũy tư tiền. Suy cho cùng vẫn là bởi vì thân phận của ta. Trần Hưng An lẳng lặng nhìn qua Triệu Phi Dương, hắn bắt đầu ý thức được Triệu Phi Dương muốn làm cái gì. Triệu Phi Dương nói, ta đã hướng lãnh đạo đưa ra xin, chính thức từ đi công chức. Bất luận cái gì biến đổi đều sẽ có người hy sinh, ta nếu không có đập nồi dìm thuyền quyết tâm, người khác liền sẽ chất vấn dũng khí của ta. Trần Hưng An lạnh nhạt nói, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, ta không nghĩ tới từ đi công chức, ta cũng không có ngươi dạng này quyết đoán cùng dũng khí. Nội tâm của hắn bên trong dâng lên một loại khó nói lên lời tư vị, Triệu Phi Dương vậy mà làm ra từ đi công chức quyết định. Hắn điểm xuất phát có lẽ là vì cải chế, nhưng là tuyệt không có khả năng không có tư tâm, từ hắn từ đi công chức bắt đầu, hắn liền minh xác lựa chọn trận doanh, vô luận hắn trên miệng nói đến lại đại công vô tư, về sau khả năng cũng chỉ có thể từ Hoa Niên tập đoàn lợi ích xuất phát. Trần Hưng An không thể không bội phục Triệu Phi Dương khôn khéo, đã mất đi công chức ràng buộc, hắn liền sẽ không tiếp tục nhận thể chế ước thúc, Triệu Phi Dương nên là nghĩ sâu tính kỹ về sau quyết định, hắn có ý tưởng này tuyệt không phải một ngày. Trần Hưng An nói, cải chế thực sự sẽ để cho Trường Hưng trở nên càng tốt sao? Triệu Phi Dương tràn ngập lòng tin gật gật đầu nhất định sẽ. Trần Hưng An mím môi, Trường Hưng nhiều như vậy nhân viên lợi ích có thể có được bảo hộ sao? Triệu Phi Dương nói, liên quan tới chuyện này ngươi hẳn là rõ ràng, lão nhân biện pháp cũ, người mới mới biện pháp, tất cả nhân viên lợi ích đều có thể đạt được bảo hộ, thân là Trường Hưng viện trưởng, ta đương nhiên muốn bảo vệ bọn hắn quyền lợi. Trần Hưng An có chút mỏi mệt gật gật đầu, có người câu nói này ta an tâm. Triệu Phi Dương nói, Trần thư ký có lẽ cùng ta ý nghĩ có chỗ khác nhau, nhưng là chúng ta tại trên một điểm là giống nhau, chúng ta đều hy vọng Trường Hưng càng ngày càng tốt. Trần Hưng An nhìn qua ngoài cửa sổ, thở dài nói hy vọng đi. Đại Hằng tập đoàn Hoa Đông khu người phụ trách Trương Hằng Dương trước kia liền đi tới Hồ Sơn trấn chính phủ, đoạn thời gian gần nhất bí thư Khổng Tường Sinh rõ ràng thu liễm rất nhiều, mấy lần giao phong gặp khó về sau. Hắn ý thức được Mai Như Tuyết hậu trường thâm bất khả chắc, hoàn toàn từ bỏ cùng nàng tranh công ý nghĩ, có chuyện gì đều giao cho Mai Như Tuyết, lần này cũng không ngoại lệ. Một mảnh lá xanh vô luận như thế nào cố gắng cũng đoạt không đi hoa tươi hào quang, hắn chú định chỉ có thể phụ trách vật làm nền. Trương Hằng Dương cũng nhìn ra huyền cơ, cho nên hiện tại tới trên cơ bản đều là đi trực tiếp bái phỏng trưởng trấn Mai Như Tuyết, dứt khoát vòng qua bí thư Khổng Tường Sinh. Hôm nay tới hắn là đánh lấy đưa quy hoạch cờ hiệu. Trên nước chủ đề nhạc viên 3D thực cảnh hiệu quả video đã hoàn thành, hắn mang theo laptop, chuyên môn cho Mai Như Tuyết làm một cái thực cảnh biểu hiện ra. Mai Như Tuyết sau khi xem xong cũng không có cái gì ngạc nhiên biểu thị, 3D xây mô hình làm được cho dù tốt tóm lại vẫn là giả lập hình ảnh, nàng muốn được là tướng công trình rơi vào thực chỗ Trương Tổng, quý phương tại ước định ngày có thể khởi công sao. Trương Hằng Dương nói, hoàn toàn không có vấn đề, Mai Trấn Trưởng. Ta lần trước cùng ngài đề cập qua sự tình phải chăng có manh mối. Hắn chỉ là lấy dễ đề án, hy vọng Hồ Sơn Trấn có thể hỗ trợ hòa giải. Mai Như Tuyết Mạn bất kinh tâm nói, chuyện này ta còn chưa kịp cùng Trường Hưng phương diện đàm, thấy rõ Đại Hằng xáo lộ, Mai Như Tuyết đương nhiên sẽ không bị bọn hắn lợi dụng. Trường Hưng cũng không đủ năng lực tiến hành khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện kiến thiết. Mai Như Tuyết nói,
Xem ra Trương Tổng tin tức có chút lạc hậu, Trường Hưng Bệnh viện cùng Hoa Niên Tập đoàn đã ký kết, Hoa Niên Tập đoàn sẽ bơm tiền 30 ức dùng để Trường Hưng Bệnh viện kiến thiết. Nàng đã biết Hoa Niên Tập đoàn cùng Đại Hằng bí mật bàn bạc tin tức, đoán chừng song phương khả năng đạt thành hiệp nghị, Trương Hằng Dương hôm nay cũng hẳn là vì chuyện này mà tới. Trương Hằng Dương nói, Hoa Niên Tập đoàn cũng không có nhiều tiền như vậy. Mai Như Tuyết nâng lên hai con ngươi nhìn qua Trương Hằng Dương, vì cái gì nói như vậy? Trương Hằng Dương nói, Hoa Niên Tập đoàn chính diện lâm to lớn tài vụ nguy cơ, bọn hắn nóng lòng bố cục lớn khỏe mạnh sản nghiệp chính là vì tìm kiếm mới đường ra, kỳ thật trên tay bọn họ hai nhà đưa ra thị trường công ty kinh doanh tình trạng đều không để ý nghĩ, trong đó một chi đã bị ST, ngài hẳn phải biết, chúng ta Đại Hằng Tập đoàn tu kiến chủ đề nhạc viên lý tưởng nhất cánh đồng là Nguyệt Nha Loan, nhưng là bởi vì quyền tài sản thuộc về Trường Hưng Bệnh viện, cho nên chúng ta mới lùi lại mà cầu việc khác cầm trước mắt cánh đồng. Mai Như Tuyết nhẹ gật đầu, Trương Hằng Dương nói đến đều là sự thật, nhưng là Trường Hưng lấy được trước mảnh đất kia quyền tài sản, mọi thứ đều là có quy tắc. Không dối gạt Mai Trấn Trưởng, hôm qua ta tiếp đãi Hoa Niên Tập đoàn một vị đại biểu hắn chủ động đưa ra đổi thành phương án, muốn dùng Nguy Sơn Đảo Bệnh viện cánh đồng cùng chúng ta tiến hành đổi thành. Mai Như Tuyết cố ý nói các ngươi không vẫn luôn đang chờ mong chuyện này sao? Trương Hằng Dương lắc đầu nói, chúng ta nghĩ đến là cùng bọn hắn hợp tác khai phát khỏe mạnh tiểu trấn. Nhưng là Hoa Niên Tập đoàn cũng không có tại bản địa trường kỳ phát triển dự định, bọn hắn hy vọng dùng cánh đồng đổi thành phương thức để chúng ta bổ đủ chênh lệch giá, trả cho chúng ta mở ra một cái tương đối không hợp thói thường giá cả. Mai Như Tuyết nói, ngươi đáp ứng. Trương Hằng Dương nói, ta cho rằng không ổn, Hoa Niên Tập đoàn cách làm là đối Hồ Sơn Trấn chính phủ không chịu trách nhiệm, cũng là đối Nguy Sơn Đảo Bệnh viện nhân viên không chịu trách nhiệm. Mai Như Tuyết trong lòng thầm nghĩ, Trương Hằng Dương mới không sẽ tốt phụng như vậy. Bởi vì hắn phi thường rõ ràng thổ địa tính chất, Hồ Sơn Trấn chính phủ là bọn hắn nghĩ phải hoàn thành đổi thành quấn không ra quan khẩu, trên một điểm này Hoa Niên Tập đoàn hiển nhiên không bằng Đại Hằng có kinh nghiệm hơn. Nhưng là Hoa Niên Tập đoàn ném ra ngoài cảnh ô lưu, chuyện này rõ ràng đối bọn hắn song phương đều có lợi, nếu như song phương đạt thành hiệp nghị, cũng rất có thể đạt được thị lý ủng hộ, vì cái gì Trương Hằng Dương chọn đâm lưng Hoa Niên? Là biết khó mà lui, vẫn là có nguyên nhân khác. Mai Như Tuyết nói, tạ ơn Trương Tổng cung cấp tin tức, ta đến tiếp sau sẽ theo vào chuyện này. Trương Hằng Dương rời đi về sau, Mai Như Tuyết cho Hứa Thuần Lương đánh đồng điện thoại, để hắn tới một chuyến. Hứa Thuần Lương tiếp vào điện thoại không bao lâu, liền đi tới phòng làm việc của nàng. Mai Như Tuyết đem sự tình vừa rồi đơn giản nói một lần, hôm nay gọi hắn đến cũng không phải đàm tình cảm riêng tư. Mai Như Tuyết cường điệu, Nguy Sơn Đảo Bệnh viện thổ địa quyền sở hữu vẫn thuộc về quốc gia. Nếu như Trường Hưng dám đối với chuyện này làm văn chương, giành lợi ích, chính là trái với điều ước, Trấn chính phủ không bài trừ thu hồi Nguy Sơn Đảo Bệnh viện quyền sở hữu. Hứa Thuần Lương nhìn thấy Mai Như Tuyết chứng trạc đàng hoàng dáng vẻ, nhịn không được bật cười. Mai Như Tuyết nói, ngươi cười cái gì cười? Ta cùng ngươi nói chuyện chính sự, chớ cùng ta cười đùa tí tửng, mau chóng đem chuyện này thông chi Triệu Phi Dương. Hứa Thuần Lương nói, ta xem chuyện này ngươi căn bản không cần phải gấp. Dù sao hợp đồng bên trong có như vậy một đầu, mặc kệ là Hoa Niên Tập đoàn nhảy thế nào, vẫn là nhảy không ra lòng bàn tay của các ngươi, ngươi không nếu như để cho đạn nhiều bay một hồi, xem bọn hắn đến cùng có thể làm cái gì yêu. Mai Như Tuyết nói, cái này Hoa Niên Tập đoàn cũng quá không ra gì, bọn hắn cùng Trường Hưng hợp tác, cũng không có nghĩa là bọn hắn đối Nguy Sơn Đảo Bệnh viện có được quyền sở hữu, bọn hắn có tư cách gì cùng Đại Hằng đàm phán. Hứa Thuần Lương nói, liền cùng Trương Hằng Dương nói đến, thiếu tiền. Không phải bọn hắn không đến mức tướng ăn khó coi như vậy. Mai Như Tuyết nói, Trương Hằng Dương lần này chủ động đứng ra đâm lưng tuổi tác ngược lại để ta không nghĩ tới. Hứa Thuần Lương cười nói, ta đoán chừng bọn hắn cũng không có nhiều tiền, gần nhất bất động sản kinh tế đình trệ, nhà ai không phải cao mắc nợ vận doanh. Bọn hắn nếu là có tiền, đã sớm cùng Hoa Niên Tập đoàn chật vật là nữ làm. Mai Như Tuyết biết Hứa Thuần Lương nói không sai. Đại Hằng tình huống cũng không thể lạc quan, bất quá lần này bọn hắn cầm vẫn là đến lúc đó chính phủ ủng hộ. Mai Như Tuyết biết rõ Đại Hằng xáo lộ, cho nên đốc thúc bọn hắn trước đem đồng thời hạng mục trên nước chủ đề nhạc viên kiến thiết. Về phần hai kỳ du lịch bất động sản cùng bảo dưỡng khỏe mạnh tiểu trấn, nội bộ bọn họ đã đạt thành chung nhận thức, nếu như Đại Hằng đồng thời hạng mục không thể đúng hạn xây thành, tuyệt sẽ không phê cho phép bọn họ hai kỳ công trình kiến thiết. Đối với mấy cái này hám lợi nhà đầu tư nhất định phải cùng bọn hắn đấu trí đấu dũng, có chút sơ sẩy, liền sẽ bị bọn hắn tìm tới thừa dịp cơ hội. Mai Như Tuyết nói,
ta hiện tại thường xuyên đang nghĩ, lúc trước kiên trì đem quyền tài sản trả lại cho Trường Hưng đến cùng là đúng hay sai. Hứa Thuần Lương nói, một mã thì một mã, quyền tài sản là các ngươi đối Trường Hưng hứa hẹn, các ngươi trả lại là chuyện đương nhiên, kiến thiết khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện là Triệu Phi Dương đối lời hứa của các ngươi, hắn ưng thuận hứa hẹn liền nên thực hiện. Ta nhìn về sau Trường Hưng hắn chưa hẳn đương ra, Mai Như Tuyết gần nhất cũng nghe nói Trường Hưng không ít mặt trái tin tức. Hứa Thuần Lương nói, Triệu Phi Dương cũng không phải một người đơn giản, trước mắt hắn đang cùng Hoa Niên tập đoàn đánh cờ, có một chút ta có thể cam đoan, Hoa Niên tập đoàn lần này tìm Đại Hằng tập đoàn đàm lấy dễ sự tình, trước đó cũng không trưng cầu Triệu Phi Dương ý kiến. Mai Như Tuyết nói, cho nên mới phiền phức a. Hứa Thuần Lương nói, người yên tâm, mặc kệ chuyện gì phát sinh, ta đều đứng tại ngươi bên này. Mai Như Tuyết nói, ngươi chỉ cần đứng tại công lý cùng chính nghĩa một bên. Ngươi chính là công lý, ngươi chính là chính nghĩa, ta liền đứng tại ngươi bên này. Chớ cùng ta buồn nôn, ta đi làm đâu? Mai Như Tuyết mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng lại ấm áp cực kỳ hưởng thụ. Hứa Thuần Lương giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, Mai Như Tuyết thấy được hắn Omega đồng hồ, tay này biểu cùng thu nhập của ngươi nhưng không tương xứng a. Ta tiểu cô đưa đến, sắp tan việc, ta mang ngươi hóng mát đi. Mai Như Tuyết nói, ngươi biết lái xe. Hứa Thuần Lương nói, vừa mua xe gắn máy, muốn nói chuyện này còn phải cảm ơn ngươi, giúp ta đem kia bút tiền thuê cho muốn trở về, bệnh viện cho ta 5 vạn khối trích phần trăm, ta chiếc xe gắn máy kia có một cái bánh xe là ngươi, ngươi yên tâm, ta tiền này sạch sẽ. Mai Như Tuyết nói, nghĩ như thế nào ngươi, ta ngồi ngươi xe gắn máy, có phải hay không cho ngươi thêm phối một lớn loa, khắp thế giới tuyên cáo một chút. Hứa Thuần Lương nói, mang ngươi hóng mát lại không mất mặt. Ngươi mới mất mặt đâu. Hứa Thuần Lương nói, ngươi liền nói có đi hay không đi. Mai Như Tuyết nói, trời rất lạnh, không đi. Hứa Thuần Lương nói, trời rất lạnh, ngươi đem mũ giáp một vùng, quần áo khoác khẽ quấn, ai nhận biết ngươi. Mai Như Tuyết nói, không đi. Ta chờ một lúc tại vui khách đến siêu thị đối diện chờ ngươi. Không đi. Nửa giờ sau, Mai Như Tuyết đúng giờ xuất hiện tại ước định địa điểm. Nhìn thấy Hứa Thuần Lương ngồi tại trên xe gắn máy chờ lấy nàng, cực kỳ giống đầu phố nằm sấp sống ma lái xe. Mai Như Tuyết nhìn chung quanh một chút, không đến 6 điểm, trời cũng đã gần, trên đường cái không có mấy cái người đi đường, tất cả mọi người trên cơ bản đều là vừa đi đường một bên nhìn điện thoại, căn bản không có người chú ý đến bọn hắn. Mai Như Tuyết đi vào Hứa Thuần Lương trước mặt, Hứa Thuần Lương đem chuẩn bị xong quần áo khoác đưa cho nàng. Mai Như Tuyết nói, thật mặc a. Hứa Thuần Lương nói, gió lớn, mặc vào ấm áp, lại hạ giọng nói, dễ dàng cho ẩn nấp. Mai Như Tuyết nở nụ cười, mặc vào cồng kềnh bông vải áo khoác, lại đem mũ giáp đeo lên, đoán chừng chính mình cũng không nhận ra mình. Đi vào Hứa Thuần Lương sau lưng tọa hạ đi chỗ nào. Hứa Thuần Lương nói, đến liền biết. Hứa Thuần Lương cưỡi xe gắn máy lái ra thị trấn, tiến về Hiển Hồng nông trường con đường. Mai Như Tuyết gõ gõ mũ giáp của hắn. Lớn tiếng nói là đi Hiển Hồng nông trường sao? Hứa Thuần Lương lắc đầu, đi đến nửa đường, ngoặt hạ đường nhỏ, phía trước là một mảng lớn khoáng đạt kim sắc đồng cỏ, lại hướng phía trước là đá ố vàng bụi cỏ lau, gió đêm quét, khô cạn cỏ lau lá tương hỗ ma sát, phát ra tiếng vang xào xạc. Màu trắng địch hoa theo gió đêm trong bóng đêm ôn nhu bên trong chập trùng, tựa như phiêu phù ở trên mặt đất lơ lửng không cố định mây. Hứa Thuần Lương tại một đống vật liệu gỗ phía trước ngừng tốt xe gắn máy. Mai Như Tuyết vừa nhìn liền biết cái này đống vật liệu gỗ nên là trước kia liền chuẩn bị xong. Nàng xuống xe, lấy nón an toàn xuống, hít thở một cái thanh lãnh không khí mới mẻ, đưa mắt nhìn ra xa, phía trước chính là sóng biếc mênh mang Nguy Sơn Hồ. Phía nam 2 cây số tả hữu địa phương là Hiển Hồng nông trường, phía bắc đại khái 1 cây số là Đại Hằng tập đoàn vừa cầm 2.000 mẫu đất, bọn hắn vị trí trước mắt vẫn là nơi vô chủ, Hứa Thuần Lương chọn lựa nơi này cũng là phòng ngừa người khác quấy rầy. Hiện tại chính là trong một ngày làm điều thời khắc, ban đêm sắp đến. Hứa Thuần Lương mở cốp sau xe, từ đó xuất ra một bình xăng tưới vào vật liệu gỗ bên trên sau đó nhóm lửa, hừng hực đống lửa bắt đầu cháy rừng rực. Hắn trước đó chọn tốt địa hình, khoảng cách bụi cỏ lau còn cách một đoạn, đây là vì phòng ngừa tướng cỏ lau nhóm lửa. Ánh lửa chiếu đỏ lên Mai Như Tuyết gương mặt xinh đẹp, cũng chiếu sáng nàng cắt nước 2 con ngươi. Hứa Thuần Lương làm ảo thuật một dạng từ dương phía sau bên trong lấy ra kẹt thức lô, nướng bản cùng cái nồi. Mai Như Tuyết cười nói, người cái này trong cốp sau ẩn giấu nhiều đồ như vậy. Hứa Thuần Lương nói,
lúc đầu nghĩ mời ngươi tại trên trấn ăn bữa ngon, nhưng ngươi tổng lo lắng bị người nhìn thấy nói xấu, cho nên ta chỉ có thể đem ngươi đưa đến cái này dã ngoại hoang vu, ngươi có phải hay không cảm thấy đi cùng với ta bị người trông thấy là kiện đặc biệt mất mặt sự tình. Mai Như Tuyết khanh khách nở nụ cười, không có nói phải cũng không nói không phải, nàng cũng không phải ngại Hứa Thuần Lương mất mặt, dù sao nàng tại Hồ Sơn trấn đảm nhiệm lãnh đạo làm việc, muốn cân nhắc khả năng ảnh hưởng. Hứa Thuần Lương mang tới đồ vật nhưng thật không ít, đương viện trưởng về sau an bài loại sự tình này rất thuận tiện, hắn đều không cần ra mặt, Trương Hải Đào liền để nhà ăn đem hết thảy chuẩn bị xong, có đồ nướng nguyên liệu nấu ăn, hữu dụng đến xuyến nồi nguyên liệu nấu ăn, phụ đồ ăn gia vị cái gì cần có đều có. Mặc dù đầu mùa đông thời tiết đã nguội, nhưng là bên cạnh trông coi như thế một đống lớn tinh lửa không có chút nào lạnh, huống chi Mai Như Tuyết còn mặc nặng nề quần áo khoác, giữ ấm thông khí. Cho dù là quần áo khoác cũng bị Mai Như Tuyết xuyên ra một loại thanh nhã thoát tục thời thượng cảm giác. Nàng bản muốn giúp đỡ, Hứa Thuần Lương để nàng nghỉ ngơi, cho hắn một cái nịnh bợ trưởng trấn cơ hội. Mai Như Tuyết phóng tầm mắt nhìn tới, giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại bọn hắn cùng cái này đống tinh lửa, tâm tình thả lỏng chưa từng có, nhất thời tính trẻ con nổi lên, vây quanh đống lửa đi lòng vòng. Mai Như Tuyết thân thể mềm mại xoay tròn lấy, màu xanh quân đội áo khoác nện trong bóng đêm phi dương. Dáng người tại đống lửa chiếu rọi dưới, ưu nhã hoàn mỹ, như cùng một con ở trong màn đêm múa đơn lục sắc tinh linh. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nhìn qua nàng, tú sắc khả san, nhưng làm sao cảm giác đói hơn đây? Hứa đại giáo chủ rõ ràng ý thức được dẫn động mình cảm giác không chỉ là muốn ăn. Mai Như Tuyết cởi nặng nề bông vải áo khoác, qua đưa cho hắn hỗ trợ ngươi được lắm đấy, cái này đều có thể nghĩ ra tới. Hứa Thuần Lương nói, vì mời ngươi ăn bữa cơm này nhưng thật không dễ dàng. Lại không muốn làm người khác chú ý, lại muốn cho Mai trấn trưởng ăn ngon uống ngon, ta thế nhưng là vắt óc tìm mưu kế hao tổn tâm cơ. Mai Như Tuyết nói, có phải hay không muốn cầu ta làm chuyện gì, nói, ta trước nhìn bữa cơm này có thể ăn được hay không. Hứa Thuần Lương nói, không nói, ăn của ta nhu nhược, để ngươi về sau cự tuyệt ta cũng không tìm tới lý do. Mai Như Tuyết nở nụ cười kỳ thật cự tuyệt một người căn bản không cần lý do. Hứa Thuần Lương đem nướng bàn cất kỹ trải phòng ẩm đệm, lại từ trong xe cầm hai giả nệm êm, hai người ngồi xuống, Mai Như Tuyết ngồi quỳ chân, Hứa Thuần Lương uyển như lão tăng nhập định một dạng cuộn lại chân, phi thường thuần thục bắt đầu sắc trơn như bôi dầu nồi. Mai Như Tuyết nói, có thể a, nghĩ không ra ngươi thế mà lại còn nấu cơm. Hứa Thuần Lương nói, không có cách nào a, hài tử của người nghèo sớm biết lo liệu việc nhà, ta bi thảm sinh hoạt ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng. Đừng xem thường người, ta hiểu một chút. Hứa Thuần Lương cười nói vậy thì tốt quá, về sau ta hưởng phúc. Không biết là đống lửa phản ứng vẫn là thẹn thùng nguyên nhân, Mai Như Tuyết đỏ mặt, vốn muốn nói có quan hệ gì tới ngươi, nhưng nói đến bên môi, lại có nuốt trở vào, nhẹ giọng thở dài nói ta tới nơi này làm việc về sau, có rất ít dạng này tự do tự tại thời gian, nơi này thật tốt, có thể cái gì đều không đi nghĩ, trông coi bầu trời đêm, hồ nước, bụi cỏ lau, nhìn xem đống lửa. Nghe gió thổi vi lá thanh âm, cảm giác tốt chữa trị. Hứa Thuần Lương nói, người nói hồi lâu lọt phần mấu chốt nhất, bởi vì có ta, nếu là không có ta, người tại dã ngoại hoang vu thổi hàn phong kia không gọi chữa trị, gọi là tra tấn. Mai Như Tuyết nở nụ cười, con mắt lóe lên sáng lóng lánh như là trên trời ngôi sao, nàng cũng không phủ nhận Hứa Thuần Lương, nếu như không có hắn làm bạn, mình làm sao đều nghĩ không ra cái này khắp núi dã bên hồ ăn cơm dã ngoại. Chính là bởi vì hắn tồn tại hoàn cảnh như vậy cũng sẽ cảm giác ấm áp mà an tâm, có lẽ đây chính là mọi người thường nói cảm giác an toàn đi, chính là bởi vì Hứa Thuần Lương xuất hiện, nàng thoát đi kinh thành sinh hoạt trở nên thú vị mà tràn ngập ý nghĩa. Hứa Thuần Lương giỏi về tại bình thản bên trong chế tạo kinh hỉ, cho dù là rời xa đô thị đảo nhỏ, cho dù là tại bốn bể vắng lặng vùng bỏ hoang, hắn đồng dạng có thể tạo nên khiến người ngoài ý lãng mạn. Hứa Thuần Lương sắc tốt thịt nướng, chào hỏi Mai Như Tuyết tới nhấm nháp. Cái này bản địa núi nhỏ dê, dùng tấm sắt thiêu đốt về sau, chỉ cần rải lên một chút hồ muối, chất thịt bản thân ngon mập non liền tất cả đều bị kích phát ra. Không biết là bởi vì hoàn cảnh vẫn là tâm tình nguyên nhân, Mai Như Tuyết thậm chí cảm thấy đến đây là mình từ lúc chào đời tới nay nếm qua món ngon nhất thịt nướng. Hứa Thuần Lương thuần thục kẹp lên thịt ba chỉ đặt ở trên miếng sắt, tướng hai mặt sắc đến kim hoàng, Mai Như Tuyết kẹp lên thịt ba chỉ dùng rau xà lách cầm chắc đưa cho hắn, mỉm cười nói mượn hoa hiến Phật. Hứa Thuần Lương nói, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. Mai Như Tuyết đem cầm chắc thịt ba chỉ nhét vào trong miệng hắn chớ hà tiện, ăn thịt đều không trận nổi miệng của ngươi.
nàng để Hứa Thuần Lương ăn, nàng đến phụ trách thịt nướng. Hứa Thuần Lương nhớ ra cái gì đó, đứng dậy đi trong xe cầm một bình rượu ra. Mai Như Tuyết nhắc nhở hắn không muốn say rượu điều khiển, cẩn thận bị bắt được thu hồi bằng lái. Hứa Thuần Lương biểu thị mình liền bằng lái đều không có phát hạ đến đâu, cho nên căn bản không tồn tại thu hồi bằng lái vấn đề. Mai Như Tuyết để hắn đừng uống, không bằng lái lại thêm say rượu điều khiển đều đủ câu. Hứa Thuần Lương cười nói, cùng lắm thì đem xe ném ở chỗ này, chờ một lúc chúng ta đi trở về. Mai Như Tuyết nói, ta phát hiện ngươi chưa hề đều không phải là một cái thủ quy của ngươi. Hứa Thuần Lương nói, nhân sinh bất quá ngắn ngủi trăm năm, nếu như mỗi làm một chuyện đều muốn gò bó theo khuôn phép, người kia sinh hẳn là a không thú vị a. Không tuân quy củ mới có thể chế tạo ngoài ý muốn mới có thể xưng là kinh hỉ, tỉ như nói hai chúng ta nhận biết chính là ngoài ý muốn. Mai Như Tuyết nhớ tới bọn hắn lúc trước nhận biết tình cảnh, không chịu được nở nụ cười không tính là ngoài ý muốn, công việc tính chất quyết định, chúng ta sớm tối đều sẽ liên hệ. Hứa Thuần Lương rút ra hạt tía tô lá, cho nàng cuốn một khối thịt ba chỉ, thuận tiện lại khoe khoang một phen thấm thoát điển cố. Mai Như Tuyết nhìn thấy hắn uống đến là nguy sơn hồ, nói khẽ, nói sớm ta mang cho ngươi bình rượu ngon tới. Hứa Thuần Lương nói uống rượu mấu chốt không tại rượu bản thân, mà muốn nhìn với ai uống. Hy vọng ta tồn tại không có có ảnh hưởng rượu của ngươi hưng. Hứa Thuần Lương cười ha ha, ảnh hưởng đến, để cho ta tử hứng đại phát, tiểu tuyết, vừa rồi ngươi nhảy múa nhìn rất đẹp. Mai Như Tuyết nhàn nhạt cười một tiếng kia không gọi khiêu vũ, chỉ là chuyển mấy vòng, ta từ tiểu học qua ba lê, điệu nhảy dân tộc cũng hiểu một chút. Hứa Thuần Lương rõ ràng so với mình nhỏ hơn một tuổi, lại muốn xưng hô mình tiểu tuyết, bất quá Mai Như Tuyết không có cảm giác đến bất kỳ không thích ứng, ngược lại cảm thấy phi thường hưởng thụ. Hứa Thuần Lương nói, nhìn ra được, cái này cũng có thể nhìn ra được. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, thân thể ngươi mềm dẻo độ rất tốt. Xem xét chính là học qua vũ đạo hoặc là võ công. Mai Như Tuyết nghe được võ công hai chữ, nhớ tới hắn đánh người sự tình ta học qua mấy tay thuật phòng thân, không tính là võ công. Bất quá ngươi khẳng định học qua, bằng không cũng sẽ không cả ngày khắp nơi đánh nhau. Hứa Thuần Lương cải chính ta gọi là bênh vực kẻ yếu. Mai Như Tuyết nói, chớ cho mình tìm lý do, ngươi như thế sẽ đánh, không bằng luyện mấy chiêu cho ta xem một chút. Hứa Thuần Lương nói, được a. Bất quá ta cũng có cái yêu cầu, ta luyện xong, ngươi nhảy một bản cho ta trợ hứng. Mai Như Tuyết vui sướng gật gật đầu, vậy ngươi phải để trước ta hài lòng. Hứa Thuần Lương nhìn chung quanh một chút, hướng đống lửa đi đến, Mai Như Tuyết không biết hắn muốn làm gì, ánh mắt đuổi theo thân ảnh của hắn. Hứa Thuần Lương từ đó chọn lựa một cây côn gỗ, đằng trước đã bị đốt đi một nửa, còn thừa lại khoảng ba thước, cổ tay chuyển bỗng nhúc nhích, gậy gỗ trong tay xoay tròn. Hỏa hồng đỉnh bởi vì động tác của hắn mà sáng ngời lên. Hứa Thuần Lương nói, ta không biết khiêu vũ, liền khiến cho một kéo chúng ta Hứa gia tổ truyền kiếm pháp cho ngươi xem một chút. Hứa gia chính là trung y thế gia, cũng không phải võ học thế gia, nào có cái gì kiếm pháp, nhưng Mai Như Tuyết không biết a, thật sự cho rằng hắn có gia truyền kiếm pháp. Hứa Thuần Lương đi về phía trước ra mấy bước, lấy côn làm kiếm, trong tay thiêu hỏa côn lắc một cái, đỏ chỉ riêng ở trong màn đêm lan tràn mở rộng. Bởi vì thiêu hỏa côn đỉnh vẫn không có dập tắt, cho nên múa động vậy mà làm ra một loại chỉ riêng vẽ hiệu quả. Một đạo hồng quang ở trong màn đêm uốn lượn tiến lên, giống như một đầu phát sáng trường xà, chiêu này kêu là kim quang xà ảnh, kiếm thế sắp dùng hết thời điểm, cổ tay rung lên, một đạo hồng quang hóa thành 10 đạo, mấy chục đạo, hơn trăm đạo, mấy trăm đầu màu đỏ chỉ riêng quỹ tướng Hứa Thuần Lương thân ảnh bao khỏa trong đó, đây là xà ảnh vạn quỹ. Mai Như Tuyết nghĩ không ra hắn vậy mà có thể đem một đầu thiêu hỏa côn múa ra Star Wars kiếm ánh sáng hiệu quả, động tác cương nhu cùng tồn tại, rồng cuốn hổ trồm, lấy côn đương kiếm, như kim xà thổ tín, tê tê không ngừng bên tai, thiêu hỏa côn tốc độ càng lúc càng nhanh, xé rách bóng đêm, xé vỡ hàn phong, lại như du long xuyên thẳng qua, hành tẩu bốn thân, khi thì nhẹ nhàng như yến, khi thì đột nhiên như linh xà điện thiểm, khi thì nặng tựa vạn cân, giống như rắn khốn sầu thành. Múa đến thỏa thích chỗ. Hứa Thuần Lương thân như dao long, đằng không mà lên, trong tay thiêu hỏa côn đâm thẳng thương khung, thiêu hỏa côn cùng không khí cấp tốc ma sát, vậy mà một lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Hứa Thuần Lương thuần thục sắn một cái kiếm hoa, tiện tay tướng thiêu hỏa côn phát ra. Sóng, một tiếng, thiêu hỏa côn cắm vào đống lửa bên trong, hỏa tinh văng tứ phía, Hứa Thuần Lương tiêu sái tự nhiên, ngọc thụ lâm phong, nhìn thấy Mai Như Tuyết biểu lộ, biết mình lần này đựng. Mai Như Tuyết thấy hoa mắt thần mê. Xuất thần thời khắc,
không có để ý một hạt cho bụi bay vào trong mắt của nàng. Mai Như Tuyết duyên dáng gọi to một tiếng nhắm lại hai mắt. Thế nào, Hứa Thuần Lương cuống quýt đi tới, nghe nói Mai Như Tuyết bụi vào mắt, Hứa Thuần Lương rất tự nhiên nâng lên nàng gương mặt xinh đẹp. Mai Như Tuyết sửng sốt một chút, còn không tới kịp cự tuyệt, gương mặt xinh đẹp đã tại hắn đại thủ trong lòng bàn tay. Mở to mắt, Mai Như Tuyết mở ra hai mắt đẫm lệ cặp mắt mông lung, Hứa Thuần Lương hướng về phía mắt trái của nàng thổi ngụm khí. Hai người bốn mắt tương đối, đồng thời mím môi, Mai Như Tuyết đỏ mặt đẩy hắn ra, ta không sao. Hứa Thuần Lương âm thầm hổ thẹn, vừa rồi Mai Như Tuyết dáng vẻ kém chút để hắn loạn đạo tâm, nếu không phải Mai Như Tuyết thời khắc mấu chốt đẩy ra mình, chỉ sợ mình bước kế tiếp liền muốn làm ra khó kìm lòng nổi sự tình. Hỏng, cái này thế kỷ 21 ô nhiễm môi trường thật sự là quá lợi hại, ta tu luyện như đi ngược dòng nước, không tiến ngược lại thụt lùi, viên này kiên định đạo tâm cũng biến thành càng ngày càng táo bạo. Đi đặc biệt nương đạo tâm, phấn hồng trước mắt, ta không vào địa ngục ai nhập địa ngục. Mai Như Tuyết tay lấy ra khăn giấy xoa xoa nước mắt, nhớ tới tình cảnh vừa nãy, một viên phương tâm đột nhảy không ngừng, trong đầu lại vẫn chiếu lại lấy Hứa Thuần Lương múa kiếm mạnh mẽ thân ảnh, không thể không thừa nhận, người này đùa nghịch kiếm dáng vẻ thật là đẹp trai. Hắn đem mình đưa đến nơi này thật đúng là dụng ý khó dò, Mai Như Tuyết biết động cơ của hắn, lại không có chút nào sợ hãi, nghe được một cỗ mùi khét, vừa rồi nhìn hắn múa kiếm quá mức đầu nhập, nướng trên bàn thịt đều khét. Hứa Thuần Lương tướng nướng bàn dọn dẹp sạch sẽ, cười tủm tỉm nhìn qua Mai Như Tuyết, Mai Như Tuyết vậy mà có chút xấu hổ cùng hắn đối mặt. Hứa Thuần Lương, chuyện ngươi đáp ứng ta đâu? Mai Như Tuyết nói hỏi, không phải chỗ đáp tuyết rơi. Hứa Thuần Lương ngẩng đầu, quả nhiên cảm thấy một tia thấm lạnh rơi vào trên mặt của mình, tuyết không lớn, nói xác thực chỉ là rơi ra hạt muối tử. Mai Như Tuyết thế mà chủ động hướng mình chén trà nhỏ bên trong rót một chén rượu, uống một ngụm. Nàng muốn thông qua loại phương thức này cho mình thêm can đảm một chút tử. Đi qua đối diện toàn trấn nhiều người như vậy làm báo cáo thời điểm nàng đều không có sợ qua, nhưng tại Hứa Thuần Lương trước mặt lại có chút rụt rè, Mai Như Tuyết ý thức được, cái bóng của hắn đã thành công khắc ở mình đáy lòng. Mai Như Tuyết mở ra điện thoại tìm ra một chi từ khúc chân trời tại đống lửa trước nhảy một đoạn điệu nhảy dân tộc, nàng dáng múa nhẹ nhàng, thân nhẹ giống như yến, thân eo mềm như mây sợi thô, hai tay mềm mại không xương. Dáng dấp yểu điệu, bộ bộ sinh liên, dáng múa khi thì như chân trời vỗ cánh bay lượn hồng nhạn, khi thì như trong trăm khóm hoa nhẹ nhàng khắp múa thải điệp. Ánh mắt như róc rách nước chảy, đôi mắt đẹp như ngôi sao trong bầu trời đêm. Hứa Thuần Lương say mê trong đó, như uống rượu ngon, không cách nào tự đè xuống. Một khúc dừng múa, Hứa Thuần Lương đập đến bàn tay đều đỏ tốt. Tốt, này múa chỉ ứng thiên thượng có, nhân gian khó được mấy lần nghe. Mai Như Tuyết bị hắn thổi phồng đến mức đều không có ý tứ, được rồi, người đem ta nâng lên trời, không sợ ta đến rơi xuống té. Đến rơi xuống ta tiếp lấy ngươi, Hứa Thuần Lương cho nàng mời một ly rượu. Mai Như Tuyết có chút oán trách nhìn hắn một cái, lại đem chén rượu này uống, mặt đỏ bừng phi thường đáng yêu. Hứa Thuần Lương nói, ta có cái thỉnh cầu nho nhỏ. Mai Như Tuyết nói, đừng đề cập quá phận yêu cầu. Thế nào cảm giác người này trở nên càng ngày càng nguy hiểm? Hứa Thuần Lương nói, ngươi có thể làm được, về sau cái này múa chỉ cho phép nhảy cho ta nhìn. Mai Như Tuyết hơi kinh ngạc nhìn qua Hứa Thuần Lương, hắn thật đúng là bá đạo, bất quá nàng nháy nháy mắt, vậy ngươi cũng không cho phép đùa nghịch kiếm cho người khác nhìn. Đi, ta chỉ đối ngươi đùa nghịch tiện. Hứa Thuần Lương vươn tay cùng Mai Như Tuyết vỗ tay minh ước, lại thuận thế bắt lấy Mai Như Tuyết đầu ngón tay, thoáng dùng sức đưa nàng hướng trong ngực của mình mang, Mai Như Tuyết tượng trưng trở về tránh thoát một chút. Bất quá đáy lòng của nàng đã bỏ đi phản kháng, cho là mình khẳng định kháng cự không lực lượng của hắn. Đã kháng cự không được, như vậy giấy dụa liền trở nên không có chút ý nghĩa nào, khoảng cách của hai người càng ngày càng gần, Mai Như Tuyết lông mi rủ xuống đi, ánh mắt rơi trên mặt đất, một trái tim nhảy càng phát ra kịch liệt. Làm gì, nói các ngươi đâu, hai người ở chỗ này làm gì? Nơi xa một cỗ rách dưới xe van hướng bên này bắn tới, phía trên phun tổng hợp chấp pháp làm chữ. Mai Như Tuyết cuống quýt tránh ra khỏi Hứa Thuần Lương tay, quả nhiên, Hồ Sơn trấn quá nhỏ, chỉ là đã trễ thế như vậy, làm sao còn sẽ có xe đến bên này. Xe van đi vào trước mặt bọn hắn dừng lại, từ bên trong xe bước xuống ba cái tráng hán, người cầm đầu giữ lại râu cá chê, trừng trong mắt, hướng về phía Hứa Thuần Lương nói, làm gì vậy? Nhàn rỗi không chuyện gì làm sao thế? Chạy chỗ này phóng hỏa, dẫn tới hỏa tai làm sao bây giờ?
Hứa Thuần Lương nhìn lấy mấy người bọn hắn khí liền không đánh một chỗ đến, lão tử gần thành chuyện tốt đều bị các ngươi cho pha trộn, làm sao đột nhiên nghĩ như vậy đánh người đâu. Mai Như Tuyết trốn ở Hứa Thuần Lương sau lưng, sợ bị người nhận ra, kỳ thật nàng cũng không biết ba người kia, nhưng là Hồ Sơn Trấn nhận biết nàng nhiều lắm. Bởi vì Nguy Sơn đảo rất nhiều hạng mục lần lượt khởi công, tổng hợp chấp pháp làm việc lượng tăng lên mấy lần, gần nhất thuê không ít cộng tác viên. Mai Như Tuyết nhẹ nhàng co kéo Hứa Thuần Lương cánh tay, ý là để hắn đừng tức giận, đem mấy người ứng phó đi liền được. Hứa Thuần Lương cũng minh bạch Mai Như Tuyết không muốn người khác biết bọn hắn ở chỗ này hẹn hò, cười nói, các vị đại ca, không có ý tứ a, chúng ta ăn cơm dã ngoại đâu, quay đầu ta cho thu thập sạch sẽ, yên tâm đi, chắc chắn sẽ không ô nhiễm hoàn cảnh. Nấu cơm dã ngoại, ha ha, đừng cho là chúng ta không biết hai người đang làm gì. Hứa Thuần Lương phát hỏa làm sao nói đâu. Nha, còn cùng ta hoành bên trên, ta nhưng nói cho ngươi, chúng ta là Hồ Sơn Trấn tổng hợp chấp pháp làm. Hứa Thuần Lương nghe hắn tự giới thiệu, hỏi Hoàng Dũng là các ngươi chủ nhiệm a. Coi như Hoàng Dũng nhìn thấy mình cũng phải thành thành thật thật, lại càng không cần phải nói thủ hạ của hắn, chỉ là trong nhóm người này không có Hứa Thuần Lương nhận biết. Ít đến bộ kia, sách người tên liền muốn hổ lộng qua. Ngươi gọi điện thoại. Mai Như Tuyết thật sự là bó tay rồi, làm sao gặp gỡ như thế mấy cái thông thái rởm sững sờ hàng. Còn tốt Hứa Thuần Lương không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, hắn cho Hoàng Dũng gọi điện thoại, chỉ cần Hoàng Dũng nói một câu, phiền toái trước mắt liền giải quyết, thật không nghĩ đến chính là, Hoàng Dũng lệch tại khoảng thời gian này tắt máy. Ba tên đại hán nhìn qua Hứa Thuần Lương, ha ha nở nụ cười, tiểu tử, loại người như ngươi chúng ta gặp nhiều, gọi điện thoại a, ngươi làm sao không đánh. Đừng tưởng rằng sách cái danh tự liền có thể hù dọa ở chúng ta, đừng nói nhảm, trung thực nộp tiền phạt. Hứa Thuần Lương đêm nay tính tình coi như không tệ, đè ép hỏa đạo, người muốn bao nhiêu. Cầm đầu tên kia đại hán nói, vi quy định, tự mình tại đồng cỏ châm lửa, tiền phạt 1.000 đồng, vi quy định, tại cấm khu nhóm lửa nấu cơm, tiền phạt 1.000 đồng, hết thảy 2.000 nguyên. Mai Như Tuyết trong lòng thầm giận, động một chút lại chính phủ quy định, ta làm sao không biết có quy định như vậy. Đây không phải tìm kế, tự mình thu phí sao? Chờ ta trở về làm rõ ràng, nếu như chuyện này cùng Hoàng Dũng có quan hệ, không phải đem hắn rút lui không thể. Dựa vào Hứa Thuần Lương tính tình, số tiền kia chắc chắn sẽ không cho bọn hắn, chưa chừng còn phải đánh đập bọn hắn dừng lại. Bất quá hắn cũng biết Mai Như Tuyết tâm lý, sự tình hôm nay tốt nhất chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Trước tiên đem cửa này đã cho đi, ngày mai lại tìm Hoàng Dũng đem tiền muốn trở về. Có hóa đơn sao? Hứa Thuần Lương đem tiền bao lấy ra 2.000 khối tiền, chuẩn bị đưa cho bọn hắn. Ngươi còn muốn hóa đơn, hai người các ngươi vừa rồi làm gì rồi? Ăn cơm à? Ăn cơm, ha ha, không chỉ ăn cơm đi, đùa nghịch lưu manh à? Có tin ta hay không đem các ngươi bắt? Rear Map phi thường phách lối, vừa nói chuyện còn một bên dùng ngón tay đâm Hứa Thuần Lương ngực. Hứa Thuần Lương lần này rốt cuộc nhịn không được, hướng sau lưng Mai Như Tuyết nói. Người đi trước bên cạnh chờ ta. Mai Như Tuyết mặc dù một mực không nói chuyện, thế nhưng tức điên lên, Hoàng Dũng chiêu đến độ là ai a, miệng đầy ô ngôn uế ngữ, động một tí lối ra đả thương người, hắn người chủ nhiệm này có còn muốn hay không làm. Mai Như Tuyết hướng một bên đi đến, lần này là ngăn không được, liền nàng đều muốn đánh người. Hứa Thuần Lương nói, ta nói mấy người các ngươi có thể hay không tích điểm miệng đức. Hứa các ngươi chơi việc không thể lộ ra ngoài còn không cho chúng ta nói. Hứa Thuần Lương gật đầu cười kia ta không thể làm gì khác hơn là trước thay Hoàng Dũng giáo dục một chút các ngươi. Vừa dứt lời, một quyền vung ra, tướng dẫn đầu Rear Map trước thả ngã xuống đất, đối phó loại người này căn bản không cần tốn hao quá lớn khí lực. Mặt khác hai cái cũng ngây ngẩn cả người, bọn hắn không nghĩ tới lại có thể có người dám hướng chấp pháp nhân viên xuất thủ. Hứa Thuần Lương thừa dịp lấy bọn hắn không có kịp phản ứng, nhấc chân liền đem một cái khác tiểu tử cho đạp bay. Cuối cùng còn lại cái kia rút ra phòng ngừa bạo lực côn chiếu vào Hứa Thuần Lương đầu liền nện, bị Hứa Thuần Lương một phát bắt được côn sao, đem phòng ngừa bạo lực côn đoạt lại, nâng tay phải lên, một cái tát mạnh rút ở trên mặt, đánh cho kia hàng nguyên địa chuyển một vòng tròn, sau đó mới đặt mông ngồi trên mặt đất. Hứa Thuần Lương nói, cho mặt cái thứ không biết xấu hổ. Hắn giơ lên phòng ngừa bạo lực côn, thay nhau cho ba người lập tức, đánh ba người nằm trên mặt đất nửa ngày đều không đứng dậy được. Không cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem, cũng không biết trong sinh hoạt khắp nơi đều là hung hiểm. Mai Như Tuyết để hắn đi nhanh lên, tận lực đừng đem sự tình cho náo lớn.
Hứa Thuần Lương đem đồ vật đơn giản thu thập một chút, trước khi đi không quên dùng thủy tướng đống lửa dội tắt, vội vã đi đường cũng không để ý bên trên thu thập. Khởi động xe gắn máy mang theo Mai Như Tuyết hướng Hồ Sơn trấn chạy tới, ba tên kia còn không có từ dưới đất bò dậy đâu, chờ xe gắn máy đi xa, cầm đầu kia rear map mới từ dưới đất nhịn đau đứng lên. Mới vừa rồi là không dám đứng lên, nhìn qua đi xa xe gắn máy, hắn cấp tốc bấm điện thoại Đại Hải ca. Có người bạo lực kháng cự chấp pháp, hắn cưỡi xe gắn máy hướng thị trấn phương hướng đi, bảng số xe là. Mai Như Tuyết mặc quần áo khoác mang theo mũ giáp, giấu ở Hứa Thuần Lương sau lưng, tâm tình có chút huệ oải, hảo hảo một cái lãng mạn chi dạ bị ba cái khách không mời mà đến làm hỏng, bọn hắn liền lửa nhỏ nồi còn chưa tới cùng ăn được đâu. Hai tay đỡ tại Hứa Thuần Lương trên lưng, cảm giác ở sau lưng của hắn vô cùng an tâm ấm áp, có lẽ đây chính là cảm giác an toàn đi. Gió đêm bên tai, bên cạnh gào thét, Mai Như Tuyết tạm thời tướng phiền não không hề để tâm, cùng Hứa Thuần Lương cùng một chỗ nàng phi thường yên tâm. Nhớ tới Hứa Thuần Lương vừa mới uống rượu, nhắc nhở Hứa Thuần Lương muốn mở chậm một chút. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, dựa theo nàng chậm lại tốc độ xe, nhìn một chút kính chiếu hậu, không nhìn thấy đằng sau có xe theo tới, xem ra kia ba tiểu tử bị trấn trụ, không dám đuổi theo dây dưa. Phía trước đèn xe sáng lên, một cỗ kim bôi diện bao hướng bên này lái tới, song phương tới gần thời điểm, chiếc xe kia đột nhiên sáng lên xa chỉ riêng đèn, Hứa Thuần Lương hai mắt bị chiếu lên trắng bóng một mảnh, sau đó chiếc kia chén vàng xe đột nhiên một cái khoa trương biến tuyến nằm ngang ở lập tức giữa đường tâm. Hứa Thuần Lương phanh lại đã không còn kịp rồi, xe gắn máy đụng tới, thân thể của hắn bởi vì quán tính văng ra ngoài, Mai Như Tuyết ôm lấy hắn, cùng hắn cùng một chỗ bị văng ra ngoài. May mắn trước đó Hứa Thuần Lương liền nghe từ Mai Như Tuyết nhắc nhở thả chậm tốc độ xe, nếu không hậu quả khó mà lường được. Hứa Thuần Lương hiện tại thân thể chưa nói tới đau thương bất nhập, càng chưa nói tới cái gì hộ thể cương khí, lần này rơi không nhẹ, đầu mê man, có chút choáng đầu, nón an toàn vẫn là làm ra bảo hộ tác dụng. Sau khi hạ xuống không để ý tới kiểm tra thương thế của mình, lấy nón an toàn xuống, chuyện thứ nhất chính là tìm kiếm Mai Như Tuyết, Mai Như Tuyết đổ vào bên cạnh hắn. Thật dày quần áo khoác vì nàng cung cấp giảm sóc, mặc dù như thế, thân thể rơi xuống cũng rơi đau đớn không thôi, còn tốt chỉ là chảy ra, xương cốt sẽ không có chuyện gì. Hứa Thuần Lương nói, Tiểu Tuyết, người có bị thương hay không? Mai Như Tuyết lắc đầu ta không sao, người đây, hai người đều là trước hết nghĩ đến đối phương. Hứa Thuần Lương còn không có lo lắng trả lời, kia xe minibus bên trên xuống tới 7 người, từng cái cầm trong tay côn bổng. Một người trong đó nâng tay lên bên trong phòng ngừa bạo lực côn chiếu vào Hứa Thuần Lương cái ót quét ngang qua. Mai Như Tuyết đôi mắt đẹp trợn lên, hét lên một tiếng cẩn thận. Nàng nhào tới, ngăn tại Hứa Thuần Lương trước người. Phòng ngừa bạo lực côn nện ở Mai Như Tuyết trên mũ giáp, phát ra bang. Một tiếng vang thật lớn. Mặc dù có mũ giáp phòng hộ, Mai Như Tuyết cũng cảm giác đến đầu bộ một trận choáng váng, nhưng thấy đối phương lần này lực lượng chi lớn. Hứa Thuần Lương lại là đau lòng vừa cảm động, tiếp theo đầy ngập lửa giận có thể bốc cháy lên, tựa như hổ đói vồ mồi xông tới, ôm lấy tên kia vung côn người phần eo, một chút đem hắn bổ nhào vào tại trên đường cái, giơ lên nắm đấm chiếu vào người này mặt chính là hung hăng một quyền, tướng người này đánh cho tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Lúc này chiếc kia rách dưới xe van cũng chạy tới, xe van tướng Hứa Thuần Lương cùng Mai Như Tuyết đường lui phong bế, bị đánh sưng mặt sưng mũi ba tên đại hán xuống xe. Cầm đầu rear map kêu gào, chính là bọn hắn, đánh cho ta. Lệch ra ngã trên mặt đất xe gắn máy xong nháy đèn không ngừng lóe ra, Hứa Thuần Lương đã triệt để bị khơi dậy lửa giận, từ dưới đất nhặt lên phòng ngừa bạo lực côn, đứng tại Mai Như Tuyết trước người, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua chung quanh đám kia đám ô hợp, có chất sát khí vô hình ở trong màn đêm lặng yên tản mát ra. Tiểu Tuyết, Mai Như Tuyết vẫn là cảm thấy có chút choáng đầu, nàng biết Hứa Thuần Lương tại lo lắng cho mình ta không sao. Mai Như Tuyết hoàn toàn chính xác không có việc gì, nhưng là đến đây vòng vây bọn hắn 10 người bày ra chuyện. Hứa Thuần Lương nổi giận gầm lên một tiếng xông vào đối phương trận doanh, ngoại trừ vừa mới bắt đầu bị hắn đánh ngất xỉu cái kia, còn có 9 người có được sức chiến đấu, nhìn thấy thế như hổ điên Hứa Thuần Lương, đám người này từng cái trong lòng run sợ, bất quá bọn hắn lập tức chấn định lại, bọn hắn người đông thế mạnh, bọn hắn là người chấp pháp, bọn hắn thậm chí tin tưởng mình là giữ gìn chính nghĩa. Đối phương chỉ có 2 người, trong đó một cái vẫn là nữ, lại dám bạo lực kháng cự chấp pháp, người này ăn gan hùm mật gấu sao? Dám lấy một địch 10. 4 tên tráng hán dẫn đầu xuống lại đi lên, ý đồ tướng Hứa Thuần Lương vây quanh ở trung tâm nhưng là vòng vây của bọn hắn chưa hình thành,
Hứa Thuần Lương liền tựa như linh như rắn từ trong khe hở vọt ra ngoài, trong tay phòng ngừa bạo lực côn chiếu vào mấy người đối diện xương đánh xuống dưới, hắn vẫn là lưu lại mấy phần lực lượng, mặc dù không đến mức tạo thành đối phương gãy xương, lại đủ để cho bọn hắn đau đớn khó nhịn. Bốn tên tráng hán rõ ràng nhìn thấy Hứa Thuần Lương, trong tay phòng ngừa bạo lực côn cũng vung ra ngoài, nhưng là tất cả đều đánh hụt, chờ bọn hắn ý thức tới thời điểm, trên đùi đã gặp Hứa Thuần Lương trọng kích, bọn hắn ôm chân, kêu thảm ngã rầm trên mặt đất. Hứa Thuần Lương đã thoát khỏi vây quanh, phóng tới tên kia nhất khiêu khích trước mình rear map, ngăn trở hướng hắn đánh tới phòng ngừa bạo lực côn, một quyền trọng kích tại người này trên bụng. Đánh cho rear map kêu thảm một tiếng, cảm giác trong bụng nội tạng đều vặn vẹo biến hình, hai chân mềm nhũn quỳ xuống ở trước mặt của hắn, Hứa Thuần Lương nâng lên đầu gối đè vào người này hạ trên hàm. Rear map đầu ngửa về sau một cái ót trùng điệp cúi tại xe van bên trên, phát ra bồng. Một tiếng, mắt tối sầm lại liền hôn mê bất tỉnh. Khát máu hung tính đã được thành công kích thích, Hứa Thuần Lương trở tay một côn, đỉnh ở hậu phương kẻ đánh lén trên đũng quần. Kẻ đánh lén kêu thảm một tiếng, che lấy đũng quần đau đến nguyên địa nhảy loạn, trước mắt ngàn vạn cái gà con bay loạn. Hứa Thuần Lương cấp tốc quay người, trong tay phòng ngừa bạo lực côn đập trúng ót của đối phương. Thoáng qua ở giữa, đối thủ đã bị Hứa Thuần Lương đánh bại 7 cái. Ba người còn lại hai mặt nhìn nhau, con hàng này là ai a? Cũng quá hung hãn, quả thực là một con nổi điên mãnh hổ, đáng sợ nhất là, cái này con mãnh hổ là bị bọn hắn chọc giận. Ngươi không được qua đây a, chúng ta là tổng hợp chấp pháp làm. Ngươi kháng cự chấp pháp, ngươi, tự gánh lấy hậu quả. Hứa Thuần Lương cực hận đám này đánh lấy chính nghĩa cờ hiệu cố tình vi phạm lưu manh, hắn lại lần nữa xông tới, giơ lên ống thép chiếu vào ba người chính là dừng lại mãnh rút. Hứa Thuần Lương cũng là một bụng phiền muộn, ngay từ đầu liền không nên thủ hạ lưu tình, chảm thảo trừ căn phương tuyệt hậu hoạn, chính là bởi vì vừa rồi tại đống lửa bên cạnh thả ba tên kia một ngựa, phương mới đưa đến lần này trả thù sự kiện phát sinh. Hứa Thuần Lương mặc dù không đến mức đem đám gia hỏa này giết, nhưng là hôm nay nhất định phải đem bọn hắn cho đánh sợ, đánh đổi, triệt để đám người kia sợ hãi, để bọn hắn cũng không dám lại sinh ra lòng trả thù. Nơi xa truyền đến tiếng còi cảnh sát, trấn đồn công an tiếp vào báo án, khẩn cấp xuất động, đi hiện trường. Mai Như Tuyết ý thức được đêm nay cục diện này là không khống chế nổi, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Tối nay là đồn công an sở trưởng Lý Thành Ba tự mình xuất đội xuất cảnh, vốn là tiếp vào báo án có người bạo lực kháng cự chấp pháp. Chờ bọn hắn đuổi tới hiện trường, phát hiện cái này bạo lực kháng cự chấp pháp ra hỏa là Hứa Thuần Lương, cảnh sát đi tới thời điểm, Hứa Thuần Lương chính qua phòng ngừa bạo lực côn đối 10 tên hoàn toàn từ bỏ phản kháng tráng hán ra tay đánh nhau. Lý Thành Ba lưu ý đến cái kia đứng ở một bên, đầu đội mũ giáp thân xuyên quần áo khoác nữ tử, hắn dù sao cũng là nhiều năm công an lâu năm, đối phương che giấu đến cho dù tốt, vẫn là bị hắn một chút liền khám phá thân phận. Mai Như Tuyết ăn mặc lại chặt chẽ. Cũng không che giấu được nàng hơn người khí chất, huống chi bên người còn có Hứa Thuần Lương, Hồ Sơn Trấn liên quan tới nàng cùng Hứa Thuần Lương nghe đồn cũng đã sớm phí phí dương dương. Lý Thành Ba nhoáng cái đã hiểu rõ, đám này tổng hợp chấp pháp làm cộng tác viên cũng thật là lợi hại, chấp pháp chấp đến trưởng trấn trên đầu, đám người này không nhận ra Hứa Thuần Lương coi như xong, Mai Như Tuyết thế nhưng là Hồ Sơn Trấn trưởng trấn, bọn hắn chẳng lẽ không có một cái nào nhận biết. Một bang mắt mù kẻ hồ đồ. 10 cái đánh một cái. Thế mà còn bị người ta đánh thành này tấm hùng dạng, đáng đời. Bọn này mắt không mở đồ vật bị đánh cũng là đáng đời. Còn chấp pháp, bọn hắn có cái gì quyền chấp pháp? Lý Thành Ba trước tiên đem Hứa Thuần Lương cùng Mai Như Tuyết mang tới xe cảnh sát, phân phó cái khác nhân viên cảnh sát xử lý tình huống hiện trường, nên đưa bệnh viện, nên đi đồn công an. Đối ngoại nói là trước mang theo hai tên người gây ra họa trở về thẩm tra xử lý. Trên thực tế hắn là trước tiên đem Mai Như Tuyết mang rời hiện trường. Mai Như Tuyết bên trên xe cảnh sát, lấy nón an toàn xuống. Hứa Thuần Lương nói, đầu không có sao chứ. Mai Như Tuyết lắc đầu mũ giáp của ngươi chất lượng thật tốt. Hứa Thuần Lương hồi tưởng lại vừa rồi Mai Như Tuyết phấn đấu quên mình nhào hướng mình, vì chính mình ngăn lại một côn đó tình cảnh, trong lòng tràn đầy cảm động, lặng lẽ đi bắt Mai Như Tuyết tay. Mai Như Tuyết lo lắng bị Lý Thành Ba nhìn thấy. Đầu ngón tay vừa mới đụng phải, liền tranh thủ thời gian rụt trở về Lý sở trưởng, chuyện đêm nay có cần hay không ta ra mặt. Lý Thành Ba nói, để ta giải quyết đi. Hắn tại trấn cửa chính phủ dừng xe lại, Mai Như Tuyết đẩy môn hạ rồi xe, Lý Thành Ba hiển nhiên là cái người biết chuyện, hắn hẳn là có thể đem chuyện này xử lý tốt. Hứa Thuần Lương đi theo xuống dưới,
hắn có chút bận tâm Mai Như Tuyết, đề nghị nàng đi bệnh viện làm đầu quét hình. Mai Như Tuyết rõ ràng mình không có việc gì, nhỏ giọng đối Hứa Thuần Lương nói. Ta không sao, người đừng xúc động, cần ta ra mặt làm chứng, người một mực nói. Hứa Thuần Lương đưa tay sờ sờ tóc của nàng, Mai Như Tuyết gương mặt xinh đẹp nóng lên, không có né tránh, tin tưởng Lý Thành Ba cũng thấy rất rõ ràng. Hứa Thuần Lương đưa mắt nhìn Mai Như Tuyết đi vào trấn chính phủ, cái này mới một lần nữa lên xe, hướng Lý Thành Ba nói, phiền phức Lý Sở. Lý Thành Ba cười khổ nói, biết phiền phức còn làm tình cảnh lớn như vậy, người sớm cho Hoàng Dũng gọi điện thoại, làm sao lại náo ra như thế đại nhất ô long. Hứa Thuần Lương nói cho hắn biết Hoàng Dũng điện thoại đánh không thông, Lý Thành Ba âm thầm thở dài, đêm nay nhất định phải đem Hoàng Dũng cho bắt tới, chuyện này cần phải mau chóng bãi bình, hơn nữa còn không thể tạo thành ảnh hưởng, nếu như truyền đi, Mai Như Tuyết chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Lý Thành Ba liên hệ bọn thủ hạ đi tìm Hoàng Dũng, coi như đào ba thước đất cũng phải bắt hắn cho bắt tới. Hoàng Dũng đêm nay uống nhiều quá, lão bà hắn đem hắn từ trên giường nắm chặt. Để hắn tranh thủ thời gian cho Lý Thành Ba trả lời điện thoại, Hoàng Dũng say khướt cho Lý Thành Ba trở về điện thoại, khi hắn nghe nói phát sinh sự tình về sau, dọa đến lập tức tỉnh rượu, hắn trở mình một cái từ trên giường đứng lên, nói cho Lý Thành Ba mình lập tức liền đi qua. Lý Thành Ba làm việc phi thường già dặn, trước làm cho tất cả mọi người nộp lên trên điện thoại, sau đó tay hạ nhân mang theo bị thương tương đối nặng mấy cái đi bệnh viện kiểm tra. Hứa Thuần Lương hôm nay bởi vì Mai Như Tuyết ra tay đánh nhau. Xuất thủ cũng không giống đi qua như thế lưu có chừng mực, có hai người xương mũi bị hắn đánh gãy, trong đó một cái còn sát nhập xương gò má gãy xương. Lý Thành Ba thụ ý trước kiểm tra thương thế, sau đó lại thống nhất làm tình tiết vụ án ghi chép, hắn để Hứa Thuần Lương cho bệnh viện bên kia trước gọi điện thoại cái, hôm nay bệnh lịch viết phi thường khảo nghiệm kỹ xảo. Tại tình thế không rõ trước đó, vẫn là trước chuẩn bị sẵn sàng. Lý Thành Ba cũng bồi tiếp Hứa Thuần Lương đi bệnh viện làm cái kiểm tra. Hứa Thuần Lương bị chẩn đoán là cường độ thấp não chấn động, tất cả mọi người có tổn thương tình báo cáo, đến lúc đó thuận tiện đàm phán, Lý Thành Ba làm nhiều năm như vậy cảnh sát, giống như vậy tranh chấp gặp nhiều, xử lý loại chuyện này xe nhẹ đường quen. Hứa Thuần Lương làm kiểm tra thời điểm, tổng hợp chấp pháp xử lý chủ nhiệm Hoàng Dũng cũng vội vàng chạy tới bệnh viện, hắn trước đi gặp Lý Thành Ba, trong điện thoại nói đến không rõ lắm, hay là muốn làm bột tìm hiểu một chút tình trạng. Lý Thành Ba cùng Hoàng Dũng đi tới bồn hoa bên cạnh, Hoàng Dũng đưa cho hắn một điếu khói, giúp hắn đốt, mình cũng điểm một chi. Lý Thành Ba ngửi thấy trên người hắn mùi rượu, nhíu mày một cái nói, người say đến nhưng thật là đúng lúc. Hoàng Dũng thở dài nói, ta nào biết được sẽ phát sinh chuyện lớn như vậy, Lý Sở, đám người kia đều là vừa vặn mới lên cương vị cộng tác viên, bọn hắn chỉ là chúng ta tổng hợp chấp pháp xử lý người quản lý, kỳ thật đều là Đại Hằng tập đoàn mới chiêu bảo an. Bọn hắn tiền lương cũng là Đại Hằng tập đoàn gánh vác, bên trong còn có một cái là Khổng bí thư chất tử, bọn hắn trên cơ bản đều là năm bộ thôn, trước mắt nhiệm vụ chủ yếu là phụ trách giữ gìn Đại Hằng tập đoàn thổ địa trị an. Lý Thành Ba cho rằng chuyện này không cần thiết giấu giếm Hoàng Dũng, nhất định phải hắn ra mặt đến bãi bình, thế là đem đêm nay chuyện đã xảy ra nói cho hắn, đương nhiên sẽ không nói rõ Mai Như Tuyết ở đây, chỉ là nói cho Hoàng Dũng lúc ấy Hứa Thuần Lương bên người có vị bạn gái, Hứa Thuần Lương lo lắng ảnh hưởng không tốt. Cho nên không muốn vị kia bạn gái. Hoàng Dũng sau khi nghe xong nhoáng cái đã hiểu rõ, Lý Thành Ba đối ám hiệu của hắn đã phi thường minh bạch, Hứa Thuần Lương bạn gái khẳng định là trưởng trấn Mai Như Tuyết, Mai Như Tuyết lo lắng ảnh hưởng, hẳn là không muốn chuyện này làm lớn chuyện, cho nên nàng mới chưa từng xuất hiện. Lý Thành Ba đến nay không có bắt đầu hỏi thăm, thì càng chưa nói tới tình tiết vụ án báo cáo, hắn cần song phương đạt thành hòa giải đạt thành chung nhận thức, tận khả năng tướng chuyện này cho đè xuống. Lần bị thương này nặng nhất phải kể tới tập kích Mai Như Tuyết tên kia, bị Hứa Thuần Lương trong cơn giận dữ, một quyền đánh cho xương mũi gãy xương sát nhập xương gò má gãy xương, không khéo phải là, tiểu tử kia là Khổng Tường Sinh cháu ruột Khổng Lệnh Hải. Lý Thành Ba ngay từ đầu liền quả quyết tịch thu điện thoại di động của mọi người, để bọn hắn đang hỏi ý trước đó không phải cùng liên lạc với bên ngoài, cũng chỉ có dùng loại này cực đoan phương thức xử lý mới có thể ngăn cản tình thế tiến một bước mở rộng. Chí ít trước mắt đến xem là thành công. Những này cộng tác viên còn không biết nữ tử kia thân phận, bọn hắn đầu mâu đều chỉ hướng Hứa Thuần Lương. Bất quá đám này bảo an cũng không phải người ngu, rất nhanh liền ý thức được tình huống có chút không đúng, phát hiện đồn công an thái độ rõ ràng có chênh lệch chút ít hướng Hứa Thuần Lương. Đi vào bệnh viện về sau, Trương Hải Đào nghe nói chuyện này lập tức tụ tập hơn 20 người tới muốn cho viện trưởng xuất khí, đây là hắn biểu trung tâm thời điểm,
Trương Hải Tân tại Hồ Sơn Trấn vẫn rất có chút thế lực. Nếu như không phải đồn công an Lý Thành Ba ở đây, chưa chừng những này thụ thương bảo an còn phải chịu một trận đánh, đám kia bảo an nhìn thấy chiến trận này bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Tại Lý Thành Ba theo đề nghị, Hoàng Dũng trước đi tìm Khổng Lệnh Hải tự mình nói chuyện, minh bạch nói cho Khổng Lệnh Hải, Hứa Thuần Lương là bệnh viện này viện trưởng, cũng là bạn tốt của hắn, hy vọng chuyện này ảnh hưởng không muốn khuếch đại, mọi người riêng phần mình dùng tiền xem bệnh, riêng phần mình dùng tiền sửa xe. Khổng Lệnh Hải đối Hoàng Dũng hay là vô cùng mua chướng, hắn cùng mấy người khác thương lượng một chút, quyết định cho Hoàng Dũng mặt mũi này. Ai đều không phải người ngu, bọn hắn đã phát hiện tình thế không đúng, cái này Hứa Thuần Lương không dễ chọc, huống chi chuyện nguyên nhân gây ra là bọn hắn khiêu khích trước, người ta hảo hảo nấu cơm dã ngoại, bọn hắn chạy tới tiền phạt, kia mảnh đất căn bản không thuộc về Đại Hằng, là bọn hắn vi phạm chấp pháp, truy cứu tới bọn hắn đều không có quả ngon để ăn. Lý Thành Ba hy vọng nhất chính là nhìn thấy kết quả như vậy, đã song phương đã đạt thành chung nhận thức, vụ án này liền dễ xử lý. Hứa Thuần Lương bên kia cùng bệnh viện sớm đánh qua chào hỏi, cũng tại Khổng Lệnh Hải bệnh lịch bên trên đã làm một ít tiểu tay chân, xương mũi lần là xác định, xương gò má lần biến thành xương gò má nứt xương, đừng nhìn kém một chữ, tính chất nhưng hoàn toàn không giống, một cái là rất nhỏ tổn thương, một cái là vết thương nhẹ, dù sao trị liệu không sai biệt lắm. Phụ trách tiếp đãi khám gấp chính là Vương Hiểu Phong, không cần Hứa Thuần Lương bàn giao hắn đều biết bệnh lịch ứng làm như thế nào viết, Khổng Lệnh Hải đám người kia hướng nhẹ viết, Hứa Thuần Lương bên này hướng nặng viết. Vì che giấu Mai Như Tuyết ở đây sự thật, Lý Thành Ba cùng Hoàng Dũng cũng là nhọc lòng, trọn vẹn bận bịu đến 12 giờ khuya, mới đem sự tình toàn đều giải quyết. Hứa Thuần Lương lần này cũng làm ra nhượng bộ, cũng không phải hắn sợ phiền phức, chủ yếu vẫn là không muốn cho Mai Như Tuyết gây phiền toái. Sự tình giải quyết về sau, hắn chuyên môn cho Mai Như Tuyết gọi điện thoại, một là hỏi thăm tình huống của nàng, hai là nói cho nàng chuyện này đã viên mãn giải quyết. Mai Như Tuyết cũng nhẹ nhàng thở ra, phát sinh chuyện lần này về sau, cho nàng đều tạo thành bóng ma tâm lý, về sau coi như lại hẹn hò cũng không thể tại Nguy Sơn Đảo. Mặc dù nàng rất quan tâm Hứa Thuần Lương tình huống, nhưng là hiện tại cũng không tiện đi bệnh viện thăm viếng. Vốn cho rằng sự tình cứ như thế trôi qua, không nghĩ tới ngày thứ hai chuyện buổi chiều đột nhiên phát sinh cải biến. Khổng Lệnh Hải lật lọng, hắn không những không đồng ý hòa giải, hơn nữa còn muốn cùng Hứa Thuần Lương thư kiện, hắn đã đi Đông Châu một lần nữa làm qua thương thế giám định, kết quả cho thấy hắn không phải xương gò má nứt, mà là xương gò má gãy xương, không phải rất nhỏ tổn thương mà là vết thương nhẹ hại. Tối hôm qua kia khởi tai nạn xe cộ, Hứa Thuần Lương cũng lẽ ra gánh chịu toàn bộ trách nhiệm, bởi vì Hứa Thuần Lương dính líu không bằng lái. Lý Thành Ba cho Hứa Thuần Lương gọi điện thoại tới thời điểm, cũng vô cùng khẩn trương, hắn điểm xuất phát là tốt, một lòng hỗ trợ khống chế ảnh hưởng, che giấu Mai Như Tuyết ở hiện trường sự thật. Hắn đối với chuyện này lựa chọn đứng đội Mai Như Tuyết, trên thực tế đã tạo thành che giấu chân thực tình tiết vụ án hành vi. Hứa Thuần Lương cùng Mai Như Tuyết hẹn hò ở bên ngoài đồ nướng lại không làm phiền ai, là đám kia bảo an đi qua đánh lấy tổng hợp chấp pháp làm cờ hiệu đi khiêu khích, đe dọa bọn hắn không nói còn muốn tiền phạt. Hứa Thuần Lương cũng là giận mới đem bọn hắn đánh một trận. Rear Map ba người bị đánh về sau, đem chuyện này báo cáo cho lãnh đạo của bọn hắn Khổng Lệnh Hải, Khổng Lệnh Hải dẫn người chặn đường, cho nên mới đã dẫn phát trận kia tai nạn xe cộ. Lý Thành Ba vốn cho rằng chuyện này đã giải quyết, nhưng là không nghĩ tới Khổng Lệnh Hải sẽ đi Đông Châu làm thương thế giám định, càng không có nghĩ tới liền Hứa Thuần Lương không bằng lái sự tình cũng bị lột ra. Mặc dù từ nguồn cội tới nói, chuyện này là Khổng Lệnh Hải đám người kia khiêu khích trước, nhưng là Lý Thành Ba thân là nhân viên cảnh vụ đều nên công chính xử lý, hắn tại sự kiện lần này bên trên xen lẫn quá nhiều cá nhân cảm tình nhân tố. Lý Thành Ba phản ứng đầu tiên chính là đồn công an bọn họ nội bộ xảy ra vấn đề, có người mượn đề tài để nói chuyện của mình, lần này đem mình cũng hố tiến vào. Hoàng Dũng nghe nói về sau cũng phi thường đau đầu, đám người kia dù sao cũng là tổng hợp chấp pháp xử lý tại người quản lý. Mà lại tối hôm qua là hắn làm người trung gian điều giải chuyện này, chuyện bây giờ phát sinh biến cố, đối Hứa Thuần Lương, đối Mai Như Tuyết đều không tiện bàn giao. Nếu như Khổng Lệnh Hải tiếp tục náo xuống dưới, liên lụy sẽ rất rộng, chẳng những Lý Thành Ba cùng hắn phải ngã nấm mốc, liền tối hôm qua giúp đỡ viết bệnh lịch Vương Hiểu Phong đều có thể muốn chọc phiền phức. Hứa Thuần Lương biết được sau chuyện này, để Lý Thành Ba không cần bối rối, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, dù sao trời sập xuống một mình hắn khiêng. Sự tình đã đến loại tình trạng này, càng muốn kiên trì tới cùng, không thể đem Mai Như Tuyết cuốn vào, hắn cũng sẽ không liên lụy hảo tâm hỗ trợ bằng hữu.
nhưng sự tình náo như thế lớn, Mai Như Tuyết không có khả năng một chút tin tức đều không nghe nói, nàng chủ động cho Hứa Thuần Lương gọi điện thoại, nói cho Hứa Thuần Lương không cần lo lắng, không gạt được liền không gạt được, cùng lắm thì nàng đem sự thật toàn nói hết ra, người khác muốn làm sao nói liền nói thế nào. Nàng lo lắng nhất đến ngược lại là Hứa Thuần Lương, hiện tại Khổng Lệnh Hải một lần nữa làm thương thế giám định, khẳng định có đem sự tình hướng lớn gây ý tứ. Mai Như Tuyết suy nghĩ tỉ mỉ qua, Khổng Lệnh Hải lật lòng khẳng định là có nguyên nhân, ở trong đó hai phương diện điểm đáng ngờ lớn nhất, một là Khổng Tường Sinh, còn có một cái chính là Đại Hằng Tập Đoàn, bởi vì Khổng Lệnh Hải đám người này tất cả đều là Đại Hằng thông báo tuyển dụng bảo an. Tối hôm qua Khổng Lệnh Hải rõ ràng đã đáp ứng tự mình hòa giải, nếu như không có người cho bọn hắn chỗ dựa, hắn cũng không dám làm như thế, nàng quyết định từ căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề. Mai Như Tuyết trước cho Tổng hợp chấp pháp xử lý chủ nhiệm Hoàng Dũng gọi một cú điện thoại, để hắn cho Đại Hằng Tập Đoàn hạ chỉnh đốn và cải cách thư thông báo. Hoàng Dũng hơi sừng sốt một chút, nhoáng cái đã hiểu rõ, Mai Như Tuyết là bởi vì chuyện tối ngày hôm qua giận lây sang Đại Hằng, hắn lúc đầu nghe nói chuyện này về sau có chút bối rối còn có chút tìm không thấy phương hướng, hiện tại lãnh đạo ra lệnh, hắn biết phải nên làm như thế nào. Đại Hằng Tập Đoàn chú Hồ Sơn trấn cơ quan đồng thời nhận được 3 phần chỉnh đốn và cải cách thư thông báo. Một là tạp âm ô nhiễm, một là phi pháp phòng địa, một là không phù hợp thi công quy phạm, kỳ thật 3 phần chỉnh đốn và cải cách thư thông báo hoàn toàn có thể sát nhập thành một phần, liên tiếp hạ 3 phần thư thông báo là tổng hợp chấp pháp xử lý cố ý gây nên, là muốn cường điệu tính nghiêm trọng của vấn đề. Người phụ trách lập tức liền ý thức được khẳng định là cái nào khâu xảy ra vấn đề, nhưng là bọn hắn trước mắt còn không nắm chắc được có phải hay không tối hôm qua bảo an cùng Hứa Thuần Lương chuyện đánh nhau, người phụ trách tướng tình huống này báo cáo cho Trương Hằng Dương. Trương Hằng Dương nghe xong chuyện đã xảy ra, lập tức kết luận khẳng định là bởi vì chuyện tối ngày hôm qua đưa tới, hắn trước tiên làm ra quyết định, tướng tất cả liên quan sự tình bảo an khai trừ, đây càng là muốn cho thấy một loại thái độ, Khổng Lệnh Hải cáo trạng Hứa Thuần Lương sự tình cùng bọn hắn Đại Hằng không quan hệ. Hắn chủ động cho Mai Như Tuyết gọi điện thoại, nghĩ châm đối với chuyện này giải thích một chút, Mai Như Tuyết căn bản không tiếp điện thoại của hắn, căn bản không cho hắn cái này cơ hội giải thích. Trương Hằng Dương biết trong chuyện này khẳng định đem Mai Như Tuyết cho đắc tội thấu, nói không chừng Mai Như Tuyết cho rằng là hắn ở sau lưng ủng hộ Khổng Lệnh Hải nháo sự. Trương Hằng Dương coi như lại xuẩn, cũng không trở thành làm ra loại này đắc tội địa phương người phụ trách sự tình, nhớ tới Khổng Lệnh Hải là bí thư Khổng Tường Sinh quan hệ, hắn chỉ có thể kiên trì đi tìm Khổng Tường Sinh. Khổng Tường Sinh nghe nói tổng hợp chấp pháp xử lý cho Đại Hằng công trường hạ chỉnh đốn và cải cách thư thông báo, cũng là lấy làm kinh hãi. Đại Hằng là bọn hắn Hồ Sơn trấn chiêu thương dẫn tư trọng điểm, cấp trên 3 khiến 5 thân muốn kiến tạo tốt đẹp hoàn cảnh đầu tư, hiện tại cơ sở công trình vừa mới bắt đầu liền bị cưỡng chế chỉnh đốn và cải cách, rõ ràng cùng cấp trên chính sách không hợp. Tổng hợp chấp pháp xử lý ngay cả chào hỏi đều không đánh cứ làm như vậy, khẳng định là Mai Như Tuyết thụ ý làm như vậy. Ngay trước Trương Hằng Dương trước mặt, hắn cho tổng hợp chấp pháp làm Hoàng Dũng gọi điện thoại, tuân hỏi một chút đình công nguyên nhân. Hoàng Dũng trả lời cũng rất trực tiếp, hắn là dựa theo Mai Trấn Trưởng chỉ thị làm việc, Khổng Bí Thư nếu như muốn hiểu rõ tình huống cụ thể tốt nhất đến hỏi Mai Trấn Trưởng. Khổng Tường Sinh tức giận đến kém chút không có đưa điện thoại cho ngã, Hoàng Dũng nói như vậy có ý tứ gì? Trong mắt còn có hắn cái này bí thư sao? Trương Hằng Dương sở dĩ tự mình đến gặp Khổng Tường Sinh, chính là nghĩ chứng thực một chút, giật dây Khổng Lệnh Hải đem sự tình làm lớn chuyện người có phải là hắn hay không? Nhìn Khổng Tường Sinh dáng vẻ hẳn còn chưa biết xảy ra chuyện gì. Trương Hằng Dương nói, Khổng Bí Thư, có chuyện ta phải hướng ngài hồi báo một chút, ta vừa mới hạ lệnh khai trừ Khổng Lệnh Hải. Khổng Tường Sinh nghe vậy nhíu mày, Khổng Lệnh Hải là cháu hắn, cũng là hắn đề cử đến Đại Hằng làm bảo an, lúc này mới làm không có mấy ngày, Trương Hằng Dương thế mà liền đem người bị khai trừ, đây rõ ràng là không nể mặt chính mình. Trương Hằng Dương nói, ngài đừng nóng giận, chuyện này là dạng này. Hắn đem chính mình hiểu rõ đến tình huống từ đầu tới đuôi nói một lần. Khổng Tường Sinh nghe nói Khổng Lệnh Hải tối hôm qua cùng Hứa Thuần Lương đánh nhau không khỏi trợn mắt hốc mồm, chuyện xảy ra khi nào. Đều không ai nói với ta. Trương Hằng Dương thở dài nói, ta cũng là mới nghe nói, chuyện tối ngày hôm qua, lúc đầu trải qua điều giải, song phương đã đạt thành hiệp nghị, riêng phần mình xem bệnh, riêng phần mình sửa xe, cũng tại đồn công an giám sát hạ ký tên, nhưng là Khổng Lệnh Hải lại lật lọng. Khổng Tường Sinh giờ mới hiểu được Trương Hằng Dương tìm đến mình làm gì. Hắn nên không phải coi là Khổng Lệnh Hải là tại ủng hộ của mình hạ đem sự tình làm lớn chuyện a. Khổng Tường Sinh đạo tâm bên trong thầm mắng,
Đồ hỗn trướng, người nào không dễ chọc, hắn không phải gây Hứa Thuần Lương. Trương Hằng Dương thấp giọng nói, theo ta hiểu rõ, hôm qua tai nạn xe cộ hiện trường còn có một vị nữ sĩ cùng Hứa Thuần Lương cùng một chỗ, bất quá đồn công an ghi chép bên trên cũng không có người này xuất hiện. Khổng Tường Sinh vừa nghe liền hiểu, cùng Hứa Thuần Lương cùng một chỗ khẳng định là Mai Như Tuyết A, không phải đồn công an cũng không sẽ chủ động giúp nàng giấu giếm, chính là lo lắng ảnh hưởng không tốt, khó trách Mai Như Tuyết sẽ để cho Đại Hằng Đình công chỉnh đốn, lần này hắn càng luống cuống, tranh thủ thời gian bấm Khổng Lệnh Hải điện thoại. Khổng Lệnh Hải người tại Đông Châu liền nhận được mình bị công ty khai trừ thông chi, hắn đang chuẩn bị đi tìm thúc thúc Khổng Tường Sinh phàn nàn đâu, tiếp thông điện thoại về sau kêu một tiếng thúc thúc. Không đợi hắn nói chuyện, Khổng Tường Sinh liền mắng lên, đồ hỗn trướng, ai cho ngươi lá gan, ngươi cũng ký xong hiệp nghị, còn dám lật lọng, ngươi tranh thủ thời gian lăn trở lại cho ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 15.